Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. 281, sự tình rơi, 4 cùng hàng gia từ hôn về sau, Thái Ninh Hầu chủ động tại hoàng đế trước mặt sách Trần Nhiên Thượng chủ sự tình. Có điều, Thái Ninh Hầu sách một cái yêu cầu nho nhỏ, chính là hy vọng để Trần Nhiên cùng thấm hân công chúa gặp một lần. Thái Ninh Hầu nói đến rất viễn chuyển, nói hai đứa bé đều chưa từng gặp mặt, trước hết để cho bọn hắn gặp một lần, nếu là công chúa cảm thấy tốt, đến lúc đó lại mời hoàng đế hạ thánh chỉ. Nếu là công chúa cảm thấy không tốt, vậy coi như chuyện này không có phát phát sinh qua. Hoàng đế tự nhiên sẽ không nói công chúa tại thi đình ngày ấy đã gặp Trần Nhiên, thấy Thái Ninh Hầu như vậy thức thời, cười ha hả đáp ứng. Kết quả, làm thấm hơn công chúa nhìn xem trên mặt gián dấp những cái này điểm đỏ điểm, dọa đến mặt mày trắng bệt. Hết lần này tới lần khác Trần Nhiên giống như không thấy được thấm hơn công chúa dị dạng, nhất trực cùng thấm hơn công chúa nói chuyện, căn cứ đạt được tư liệu, thấm hơn công chúa chán ghét cái gì nói cái nấy thấm hân công chúa cuối cùng dọa đến chạy trối chết chuyển tới góc tối không người trần nhiên lộ ra chán ghét thần sắc dạng này nữ nhân liền bày ở trong nhà hắn đều ngại chiếm chỗ mấy ngày qua đi ngọc hy nhìn xem thu thị thần sắc liền biết nàng có việc mẹ làm sao rồi xảy ra chuyện gì rồi thu thị trong lòng căn bản giấu không được lời nói thấy ngọc hy chủ động hỏi nàng cũng liền nói trần nhiên đang cùng vu gia nghị thân cái này sự tình nàng tin tức mới vừa nhận được ngọc hi ồn một tiếng nói như vậy thấm hân công chúa sự tình giải quyết vu gia cô nương nếu là ta nhớ không lầm vu tích nhàn tựa như chính vương phi bào muội đâu trần gia động tác thật là khá nhanh chẳng qua cái này cũng như lý giải trần gia bị thấm hân công chúa như thế nháo trò đoán chừng cũng là sợ cho nên liền nghĩ nhanh lên đem việc hôn nhân định ra tới thu thị gật đầu nói đúng nha Thu Thị rất lo lắng, chờ Trần Gia cùng Vu Gia việc hôn nhân định ra đến về sau, đến lúc đó đám người khẳng định phải nói Ngọc Hy là không có phúc. Ngọc Hy nở nụ cười, nói ra, tích nhàn cô nương ta cũng đã gặp, kia so với ta mạnh hơn nhiều đi, Trần Nhiên cũng là có phúc khí. Vu tướng quyền cao chức trọng, hắn dòng giỏi cũng đều tại cao vị, có thể nói, Vu Gia tại danh vọng bên trên còn ép Tống Gia một đầu. Tống Quý Phi có thế không hề cố kỵ đối nàng hạ độc thủ, nhưng lại tuyệt đối không dám đối vô tích nhàn hạ độc thủ thái ninh hầu phu nhân chọn trúng vô tích nhàn cũng coi là dụng tâm lương khổ thu thị cảm thấy ngọc hy lòng dạ thật sự là quá lớn đáng tiếc làm mẹ khổ tâm nhi tử không tiếp thụ trần nhiên nói ra mẹ thấm hân công chúa sự tình đã giải quyết không cần thiết vội như vậy chừng hai năm nữa làm mai cũng không muộn hắn hiện tại thật không có cái tâm tình này thành thân thái ninh hầu phu nhân nói ra vạn nhất thấm hân công chúa lại động kinh vẫn là muốn để ngươi thượng chủ nhưng làm sao bây giờ nhiên nhi trước cùng vu gia đem việc hôn nhân định ra đến chờ cuối năm hoặc là sang năm lại thành thân trần nhiên không nguyện ý thái ninh hầu phu nhân lần này lại không nguyện ý thuận nhi tử thái độ rất cường ngạnh nói ra ngươi không nguyện ý cũng phải nguyện ý nếu là trước đó ngươi nghe lời của ta nơi nào sẽ có hiện tại sự tình nhớ tới hàng gia từ hôn, nàng liền một bụng khí. May mắn không có trở thành thân gia, bằng không còn nhìn không ra đối phương phẩm tính vậy mà như thế không chịu nổi. Vu gia gia phong tốt như vậy, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện bỏ đá xuống giếng. Trần Nhiên trước kia dám náo, dám lấy xuất gia uy hiếp Thái Ninh hầu vợ chồng, đó là bởi vì trong lòng của hắn không sợ hãi. Nhưng bây giờ lớn lên biết đến có nhiều việc, trong lòng có kiên kỵ, làm việc cũng không có trước kia kia cổ không chút kiên kỵ dũng khí. Tại Thái Ninh Hầu Phu Nhân bức bách dưới, hắn cuối cùng không thể không cúi đầu. Vu tích nhàn tháng 3 năm nay hoàn thành cập kê lễ, Vu gia cũng bắt đầu cho nàng chọn vị hôn phu. Chỉ là Vu gia người yêu cầu quá cao, nhất trực chọn không được hài lòng. Cho nên Trần Gia biểu lộ ra cố ý kết thân ý đồ, tại Đại Phu Nhân liền cùng trượng phu nói một chút đối với Trần gia cùng hàng gia từ hôn nguyên nhân bên trong Vu gia đại lão gia là rõ rõ ràng ràng, đồng thời cũng biết để thấm hơn công chúa bỏ đi thượng chủ chủ ý cũng là Trần Nhiên làm kế sách, cho nên nghe được Trần gia muốn cùng nhà mình kết thân, không có một điểm Trần chờ liền gật đầu đồng ý, bởi vì hắn phi thường xem trọng Trần Nhiên. Trần gia rất nhanh liền cùng Vu gia đính hôn, việc hôn nhân định tại sang năm 3 tháng. Cái này sự tình vừa truyền tới, Ngọc Hy Trúng đích mang suy thanh danh ngồi vững thì thôi giải nội tình người, biết Ngọc Hy không phải bệnh cũ tái phát là bị Tống Quý Phi mưu hại, cũng cảm thấy nàng rất không may. Chẳng qua Ngọc Hy nhất trực cuốn tại bệnh viện tử lý, đối với phía ngoài nghe đồn cũng không hiểu rõ tình hình. Đương nhiên, coi như nàng biết cũng chỉ sẽ cười một tiếng mà qua. Ngọc Hy đọc sách nhìn mệt mỏi, đi đến viện tử lý, nhìn xem mở vừa vặn hoa tường vi nở nụ cười. Cái này tường vi vườn là chuyển vào đến năm thứ hai loại đáng tiếc bởi vì viện tử không lớn cho nên dáng dấp không có tường vi viện gốc kia tốt vừa bấm một cái hoa tường vi đội ở trên đầu liền gặp thải điệp vội vã đi tiến đến nhìn xem ngọc hy lại còn có bực này rảnh rỗi nàng cũng không biết là vì chủ tử nhà mình tâm rộng mà vui mừng vẫn là vì nàng nhà cô nương bực này gặp phải mà khổ sở cô nương ngủ cô nương tới ngọc hy đem vừa bóc hạ màu hồng phấn hoa tường vi đưa cho bên cạnh tầm đào hỏi nàng tới làm cái gì nàng bị bệnh về sau, Ngọc Dung liền theo văn thị tới một chuyến, cũng liền đi một cái đi ngang qua sân khấu, một câu liền đi. Cho nên lần này Ngọc Dung tới, không thể không khiến Ngọc Hy kinh ngạc. Thải Điệp nói ra, ngũ cô nương còn mang gian gia cô nương tới. Ngay tại ngoài cửa chờ lấy đâu? Thải Điệp cảm thấy kỳ quái, Giang Kỳ cùng nhà mình cô nương chưa quen thuộc, nàng tới ngồi cái gì? Ngọc Hy nói ra, đưa các nàng đưa đến nhỏ phòng khách đi. Nói xong, Ngọc Hy tiến phòng ngủ. Gặp khách, tự nhiên là cần đổi thân y phục, cũng phải một lần nữa rửa mặt một chút. Giang Kỳ tại nhỏ phòng khách chờ hai khắc đồng hồ trái phải, mới chờ đến Ngọc Hy. Nàng Nguyên Lai tưởng rằng mình sẽ thấy một cái tiều tụy không chịu nổi, đáng thương không thôi người. Thế nhưng là chờ Ngọc Hy đi tới, nàng phản phất bị sét đánh. Liền gặp hàng Ngọc Hy mặc một thân màu hồng đào cân vạt giao lĩnh mềm áo tơ, màu trắng theo dáng sắc cuốn nhánh mẫu đang váy ngắn, như mực tóc dài dùng một cây hà màu hồng cánh sen băng gấm nhẹ nhàng kéo lên, nghiêng cắm một con toàn thân oánh lục phượng đầu phỉ thúy toản tử, trên lỗ tai là cùng màu cùng chất khuyên tai. Cổ tay bên trên cũng là cùng màu cùng chất vòng tay. Họa cái đạm trang, tuy là đạm trang, cũng là không che giấu được từ bên trong bên ngoài ưu nhã khí chất. Giang Kỳ rất muốn mắng người, không phải từ hôn, không phải bệnh cũ tái phát, khi nàng hiện tại nhìn thấy là cái gì? Bộ dạng này so với nàng lần trước tại Linh Sơn tự chân núi nhìn thấy còn tinh thần. Ngọc Dung mở miệng trước nói, tứ tỷ, ngươi khỏi bệnh rồi. Ngọc Hy ưu nhã rơi vào tại thượng thủ, nói ra, chẳng qua là nho nhỏ một cái phong hàng, hai ngày trước liền tốt. Ngọc Dung mở to hai mắt nhìn, phong hàng. Không phải nói bệnh cũ sao. Chẳng qua rất hiển nhiên, Ngọc Dung tin tưởng lời này nếu là bệnh cũ nơi nào tốt nhanh như vậy ngọc hy nói ra cái gì bệnh cũ ta từ nhỏ thân thể liền rất tốt nơi nào đến bệnh cũ chẳng qua là nghe nhầm đồn bậy thôi rồi ngọc dung đột nhiên nhớ tới trần nương nương nói tứ tỷ cái này thân lui rất kỳ quặc lập tức giật mình xem ra cái này sự tình thật sự có kỳ quặc tứ tỷ vậy ngươi vì cái gì lấy hoạn có cũ vội vàng thối lui thân đâu ngay trước Giang Kỳ mặt hỏi cái này loại vấn đề Ngọc Dung thật đúng là không đem Giang Kỳ làm ngoại nhân đâu Ngọc Hi ngoài cười nhưng trong không cười nói như muốn biết nguyên nhân ngươi có thể đến hỏi tổ mẫu coi như bị từ hôn nàng cũng không phải là Ngọc Dung có thế khi nhục Ngọc Dung mặt một chút liền cứng lão phu nhân trước đó vài ngày sinh bệnh bây giờ còn chưa tốt lưu loát những ngày này vẫn luôn là nàng cùng Văn Thị đang chiếu cố cũng không biết làm sao vậy trước kia tổ mẫu tính tình rất tốt, nhưng là bây giờ lại là càng ngày càng tệ, càng ngày càng khó lấy thuyết phục. Giang Kỳ là biết nguyên nhân, chẳng qua nàng lại không sách cái đề tài này, mà là một mặt đồng tình nói ra, Ngọc Hy tỷ tỷ, bên ngoài bây giờ truyền đi rất khó nghe, nói ngươi. Nói đến đây, cố ý dừng lại một chút, hy vọng Ngọc Hy có thế tiếp theo. Ngọc Dung muốn mở miệng, lại là bị Ngọc Hy một cái lanh lợi ánh mắt cho ngăn lại. Ngọc Hy cũng không trả lời Giang Kỳ, lập tức bưng lên bên cạnh trà, chậm rãi uống hai ngụm, sau đó đặt chén trà xuống, lạnh nhạt nói, mồm dài trên người bọn hắn, thích nói cái gì nói cái nấy, cùng ta lại có gì liên quan. Bác quái ai cũng thích nghe, chẳng qua chờ thêm mấy ngày không ai sách cũng liền đi qua. Giang Kỳ nghĩ từ Ngọc Hy trên mặt nhìn ra giả mạo vết tích, thế nhưng là không thành công, trước mắt người này là thật đối từ hôn không thèm để ý. Lúc này Giang Kỳ trong đầu phi thường phẫn nộ, Trần Nhị Gia tốt như vậy, nàng có thế cùng Trần Nhị Gia đính hôn là nàng dẫm vận, nhưng bây giờ lại là một bộ không thèm để ý dáng vẻ, thế nhưng là nàng dựa vào cái gì? Cũng may Giang Kỳ còn có thế khống chế được nỗi cảm xúc, lập tức vừa cười vừa nói, Ngọc Hy tỷ tỷ thật đúng là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Ngọc Hy vẫn là bộ kia nhàn nhạt bộ dáng, nghĩ quẩn cũng là như vậy qua, xua đuổi khỏi ý nghĩ cũng là như vậy qua, tội gì mỗi ngày buồn bi thương thích đâu. Không có để người nhà đi theo lo lắng. Ngọc Dung cảm thấy, Ngọc Hy là thụ đã kích quá lớn, đã có loại khám phá hồng trần xu hướng. Mà Giang Kỳ cũng không nghĩ như vậy, nàng cảm thấy Ngọc Hy căn bản đối trần nhị gia không có đế ở trong lòng, bằng không vì cái gì như thế không thương tâm. Cũng may mắn Trần Nhị Gia không có cưới nàng, bằng không Trần Nhị Gia phải ủy khuất cả một đời. Ngọc Hy nhìn qua hai người, hỏi, Giang cô nương tới có chuyện gì không? Giang kỳ cười nói, là Ngọc Dung muội muội mời ta tới chơi, nghe nói Ngọc Hy tỷ tỷ sinh bệnh, cho nên liền đến thăm viếng một chút. Chơi là lấy cớ, mục đích là muốn nhìn một chút nàng có bao thê thảm mà. Cũng không biết có phải là nghịch phản tâm lý tác quái, Ngọc Hy không nguyện ý lại Giang Kỳ trước mặt yếu thế. Bằng không cũng sẽ không cố ý cách ăn mặc sau mới tới thế Giang Kỳ, nếu là Giang cô nương không có việc gì, liền mời về đi. Giang Kỳ cũng không nguyện ý ở lâu, cười lên, chuẩn bị cùng Ngọc Dung cùng đi, đã thấy Ngọc Hy nói ra, Giang cô nương đi ra ngoài trước một chút, ta có mấy câu cùng Ngọc Dung nói. Chờ Giang Kỳ sau khi đi, Ngọc Hy mặt liền trầm xuống, nhìn xem Ngọc Dung mắng, ở trước mặt người ngoài hỏi ta vì cái gì từ hôn. Đầu óc ngươi có phải là nước vào rồi? A, à. Ngọc Dung muốn lấy lòng Giang Kỳ nàng không xen vào, nàng cũng không có cái kia kiên nhẫn đi quản, nhưng khi trước mặt của nàng mất mặt mất điểm, nàng liền không thể mặc kệ. Ngọc Dung không nghĩ tới Ngọc Hy một chút bảo nổi, chẳng qua nàng cũng có đạo lý của nàng, Giang Tỷ Tỷ không phải người ngoài. Giang Kỳ về sau sẽ cùng với nàng là người một nhà. Ngọc Hy cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi còn không có gã đi liền đem mình xem như đem sông người. Giáo dưỡng ma ma dạy bảo ngươi nhiều năm như vậy, tất cả đều giáo đến chó bụng tử lý đi liền cô nương gia cơ bản nhất thận trọng đều không có rồi. Ngươi muốn lên vội vàng nịnh bợ giang kỳ ta không xen vào, nhưng đừng ném chúng ta hàng gia mặt. Lại có lần tiếp theo, chớ có trách ta không cho ngươi nể mặt. Ngọc Dung đỏ mắt ra đào nhiên cư. Chương 282, giận dữ mắng mỏ. Ngọc Hy uống trà xong, lại đi ra phòng, hỏi tử tô, ta món kia áo cưới đâu? Hôm nay nhìn thấy Giang Kỳ, ngọc hy đột nhiên nhớ tới rất nhiều thứ đều không có xử trí những vật kia khẳng định là không còn dùng không xử trí chính là chiếm địa bàn tử tô trong lòng lột bột một tiếng nói ra cô nương áo cưới đặt ở tủ tử lý ngọc hy nói ra đáng tiếc hoa ta nhiều như vậy công phu cuối cùng còn xuyên không lên sớm biết liền để nha hoàng giúp đỡ làm lao tâm lao lực cuối cùng lại không có thể cần dùng đến may mắn chỉ là áo cưới cùng khăn cô dâu là nàng đơn độc hoàn thành bị mặc những vật này đều là nha hoàng giúp đỡ cùng một chỗ làm tử tô cẩn thận từng ly từng tí nói ra cô nương về sau nhất định có thể mặc vào mặc dù nói là từ hôn nhưng lại không phải về sau không gả ngọc hy nở nụ cười nói ra ta chính là mặc một bộ không theo bất luận cái gì hoa văn áo cưới ta cũng sẽ không lại xuyên nó cũng không phải điềm xấu vấn đề mà là khó chịu đến hoang mang nhìn xem áo cưới nói không chính xác sẽ nghĩ lên gặp phải sự tình đâu tử tô nói ra cô nương muốn làm sao xử trí đâu thiêu hủy sao cũng có từ hôn bình thường đều sẽ đem áo cưới những vật này đều thiêu hủy chỉ là như thiêu rơi tử tô cảm thấy quá đáng tiếc ngọc hy sau khi suy nghĩ một chút nói ra không nói ta món kia áo cưới chính là cho người trần gia làm quần áo giày mũ còn có những cái này túi tiền đều là dùng tới được chờ tài năng đốt quá lãng phí dạng này đem những vật này đều cầm đi bán bán tiền liền đưa đến từ ấu viện cho bên trong hài tử thêm mấy món ăn cũng không tệ không coi là nhiều lớn việc thiện nhưng dù sao cũng so dày xéo đồ vật mạnh tử tô hơi chần chờ cô nương cái khác bán cũng không quan hệ áo cưới cũng phải bán không tử tô cảm thấy áo cưới lấy ra đi bán không thỏa đáng lắm Ngọc Hy vừa cười vừa nói, áo cưới không bán, đưa nó hủy đi, tơ vàng ngân tuyến thu thập lại, tài năng lấy ra làm túi tiền những vật này cũng không tệ. Những cái kia quần áo dày mũ lấy ra đi bán không quan hệ, nhưng nếu là đem áo cưới lấy ra đi bán đi nương khẳng định sẽ không vui vẻ. Toàn ma ma biết Ngọc Hy vậy mà chuẩn bị cầm quần áo dày mũ bán đi, sau đó tiền cầm đi quyên, vừa cười vừa nói, cô nương biện pháp này không sai ta còn tưởng rằng cô nương lấy lại tinh thần sẽ đem những vật này thiêu hủy hoặc là ném đi đâu nàng không nghĩ tới ngọc hy sẽ như vậy xử trí ngọc hy cười nói thiêu hủy quá tệ dẫm đạp đồ vật ngọc hy là nhận qua khổ cho nên đối bất kỳ vật gì đều rất yêu quý toàn ma ma âm thầm gật đầu một cái nói ra cô nương cháu ta cháu dâu bọn hắn nói muốn tại táo đỏ núi ở lại không trở về kinh thành không biết có thể hay không Toàn ma ma chất tử toàn đại sơn trước kia chính là làm ruộng, cả một đời đều tại trong đất kiếm ăn, đến kinh thành rất không quen. Kinh thành nơi nào ở nổi nha? Đừng nói gạo cùng đồ ăn, chính là nước đều muốn tiền. Trước đó là không có cách, chỉ có thể kiên trì ở hiện tại có thể ở tại Hồng Tảo Trang, hắn liền lại không nguyện ý về kinh thành. Ngọc Hy vừa cười vừa nói, cái này có cái gì không thể. Nếu có cái gì không quen, cứ việc nói chính là. Toàn ma ma cố ý cùng Ngọc Hy sách cái này sự tình, cũng là có nguyên nhân, bọn hắn nghĩ tại táo đỏ sơn trang ở lại, ta liền nghĩ để bọn hắn mua miếng đất đóng tòa nhà phòng ở, cũng coi là cái chỗ đặt chân. Lại thuê cái 23 mẫu ruộng loại, cái này sinh kế cũng coi như có rơi. Lại đem kinh thành tòa nhà thuê, tiền thuê làm phụ cấp, thời gian chắc chắn sẽ không chênh lệch. Ngọc Hy nghe lời này hỏi, kia ma ma đâu? Ma ma cũng muốn đi nông thôn sao? toàn ma ma bây giờ tại đào nhiên cư, bên người còn có tiểu nha hoàng đi theo, là vì cho nàng chân chạy. Toàn ma ma nở nụ cười, nói ra, chỉ cần cô nương không chê, ta muốn lưu lại hầu hạ cô nương. Tại đào nhiên cư rất tự tại, vụn vặt sự tình có tử tô xử lý, nàng lại giúp Ngọc Hy dạy dỗ phía dưới mấy tên nha hoàng, cái khác không có đặc biệt sự tình cần nàng vất vả. Ngọc Hy vừa cười vừa nói, chỉ cần ma ma nguyện ý lưu, ta tự nhiên cầu còn không được. Toàn ma ma đến, không nói đạo nhiên cư so trước kia nghiêm mật, chính là phía dưới mấy tên nha hoàng làm việc đều lưu loát rất nhiều, những cái này đều là toàn ma ma công lao. Hi nhi, hi nhi. Người không tới, thanh âm tới trước. Ngọc Hi nghe cái này dùng dập tiếng kêu, nở nụ cười, nhị ca rốt cục trở về. Hàng kiến nghiệp việc cần làm vốn là định tại đầu tháng năm trở về, kết quả có việc chậm trễ đến bây giờ mới trở về, muộn có 20 ngày. Cụ thể chuyện gì Ngọc Hy cũng không rõ ràng, nàng cũng không có hỏi. Nhìn xem râu ria sồn xoàm hàng kiến nghiệp lớn tức bước đi đến, Ngọc Hy nên đón tiếp lấy, nói ra, nhị ca, ngươi trở về. Hàng kiến nghiệp nghiêm túc mà nhìn xem Ngọc Hy, từ trên đầu nhìn thấy dưới lòng bàn chân, xác nhận Ngọc Hy hoàn hảo không chút tổn hại, dẫn theo tâm rốt cục buông xuống, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Hắn nghe được Ngọc Hy cùng Trần Gia từ hôn, lo lắng không thôi. Ngọc Hy vừa cười vừa nói, nhị ca trở về liền đến đào nhiên cư đến đi. Hẳn là còn chưa có đi nhìn qua nương cùng nhị tẩu rồi. Hàng kiến nghiệp lần này cử động, để Ngọc Hy trong lòng ấm áp. Cũng chính bởi vì có nương cùng nhị ca giữ gìn, nàng coi như lui thân còn có thể sống phải như vậy thoải mái. Hàng kiến nghiệp nghe Ngọc Hy, ngượng ngùng sờ một chút đầu, nói ra ta vừa nghe đến ngươi cùng trần gia từ hôn liền gấp đến độ không được còn chưa kịp đi xem nương đâu ngọc hi cười nói nhị ca ta không sao ngươi không cần lo lắng cho dù ai nhìn xem nãy môi hồng răng trắng sắc mặt hồng nhuận dáng vẻ cũng biết không có việc gì nha hàn kiến nghiệp vừa cười vừa nói cùng tiểu bạch kiểm kia từ hôn càng tốt hơn nam nhân sát lại là bản lĩnh lớn lên a à đẹp mắt làm cái gì ngọc hi ngươi đừng lo lắng nhị ca nhất định cho ngươi tìm tốt hơn ngọc hy cười đến không được tốt ta chờ nhị ca tìm cho ta cái tốt hơn hiện tại ta bồi nhị ca đi trước thấy nương đi nương nhìn thấy nhị ca nhất định sẽ thật cao hứng thu thị nhìn thấy nhi tử trở về tự nhiên cao hứng không được lôi kéo hàng kiến nghiệp hỏi nửa ngày hỏi được đứng ở bên cạnh ngọc hy đều nở nụ cười nói ra mẹ trước hết để cho nhị ca trở về rửa mặt một cái đi Ngươi nhìn hắn một thân cho bụi, trên mặt râu ri cũng lão dáng dấp. Ở điểm này, thu thị liền không đủ tỉ mỹ tâm, nhi nha, ngươi nhanh đi rửa mặt một chút, ta để phòng bếp làm cho ngươi ăn ngon, chờ ngươi rửa mặt xong liền đến ăn. Hàng kiến nghiệp cũng không chơi phiền, rất sảng khoái đáp, mẹ, ngươi nhớ kỹ phân phó đầu bếp nữ, để nàng làm thịt kho tàu nha. Hàng kiến nghiệp là cái không thịt không vui chủ, nhất là thích ăn thịt kho tàu thu thị vẻ mặt tươi cười đem hàng kiến nghiệp đưa ra phòng sau đó quay người hỏi ngọc hy nói ngươi làm sao ra tới rồi ngọc hy vừa cười vừa nói cả ngày ở tại phòng tử lý cũng buồn bực đâu vừa vặn nhị ca trở về ban đêm ta bồi nương cùng nhau ăn cơm thấy thu thị hơi chần chờ liền biết nàng lo lắng cái gì vừa cười vừa nói mẹ bệnh cũ từ hôn chẳng qua là cái lý do thoái thác Tin tưởng người coi như nhìn thấy ta hoàn hảo không việc gì cũng sẽ tin, không tin người coi như ta thiên thiên nằm ở trên giường cũng không tin. Mà lại ta chỉ là tại trong phủ đệ đi lại, lại không có ra ngoài. Chỉ cần quốc công phủ bên trong người không đi ra nói lung tung, không có việc gì. Coi như nói ra cũng không cần lo lắng, thân đều lui, có ai sẽ đi chú ý nàng là có hay không bệnh cũ phát tác. Hàng kiến nghiệp rửa mặt xong, ngồi tại lư tú bên người, hỏi, từ hôn chuyện tới đấy là chuyện gì xảy ra ngươi nói với ta kỹ càng một chút là hắn biết từ hôn nhưng vì sao mà từ hôn hiện tại còn không biết đều nhanh muốn thành thân nếu không phải có cái gì đặc biệt chuyện trọng đại không có khả năng từ hôn lư tú đem từ hôn tiền căn hậu quả nói một lần lúc ấy cũng là không có cách nếu là không từ hôn tứ muội khả năng liền tính mạng còn không giữ nổi cho nên nương liền để đại ca đi trần gia từ hôn ai có thể ngờ tới Nói đến tứ muội thật sự là không may, bên này vừa từ hôn, bên kia thấm hân công chúa liền không muốn lại chiêu Trần Nhiên vì phò mã. Kết quả, tiện nghi vu tích nhàn. Tứ muội cái này số phận, thật thật. Hàng kiến nghiệp tức giận đến không được, nói ra, về sớm sớm tốt. Ta trước đó liền nói nam nhân lớn lên A tốt làm cái gì? Bằng bạch treo hoa gẹo nguyệt, xem đi, quả nhiên ứng nghiệm. Lưu tú trong lòng nhịn không được nhã rảnh, cũng không biết ban đầu là ai từng ngụm muội phu kêu, thân phải liền cùng người một nhà. Trần Nhiên thi đậu thám hoa lan về sau, càng đem Trần Nhiên khen đến bầu trời, này sẽ ngược lại là nói dung mạo không đẹp. Liền gặp hàng kiến nghiệp đứng lên. Lư Tú vội vàng nói, ngươi muốn đi ra ngoài. Chờ ăn một chút gì lại đi ra đi. Hàng kiến nghiệp nói ra, ta đi nương bên kia ăn cơm. Thấy Lư Tú đứng lên muốn cùng với nàng cùng đi chủ viện, Hàng kiến nghiệp đưa nàng đỡ trở lại trên ghế, nói ra, ngươi cũng đừng đi, nâng cao cái bụng lớn cũng không tiện, ngay tại phòng tử lý ở lại đi. Ta rất nhanh liền trở về. Lưu Tú hiện tại cũng hơn 7 tháng, bụng thật lớn. Từ Tú Xuân Nguyễn đi đến chủ viện, cũng phải một đoạn đường đâu. Đưa tiễn hàng kiến nghiệp, Lư Tú trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Vợ chồng tách ra sắp 2 tháng, trở về đi trước nhìn tứ muội cùng bà bà cũng liền thôi, nàng cũng không phải là loại kia người hẹp hòi. Nhưng trở lại mình viện tử lý liền câu tri kỹ lời nói đều không có, thật thật có chút ủy khuất. Giảng bà tử cười trấn an nói, nhị nãi nãi, ngươi cùng nhị gia vợ chồng nhiều năm như vậy, còn có thế không biết nhị gia tính tình, làm gì so đo những thứ này. Ngươi nếu là có chuyện, ban đêm chậm rãi cùng nhị gia nói chính là. Hàng kiến nghiệp các phương diện đều làm được rất tốt, khuyết điểm duy nhất chính là không hẳn sẽ hống người chẳng qua liền giảng bà tử đến nói, nam nhân như quá biết dỗ người, không phải không dùng chính là cành lá hoa hòe quá nhiều, nhị gia dạng này ngược lại tốt. Lư Tú nở nụ cười, bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, ban đêm vừa về đến liền ngủ mất, nơi nào có thời gian theo giúp ta nói chuyện đâu. Được rồi, chỉ cần hắn tốt là được. Khục, đây chính là gã cái thô các lão gia không tốt. Giảng bà tử gật đầu nói, đúng, nhị nãi nãi liền nên nghĩ như vậy mới đúng chẳng ai hoàng mỹ, chỉ cần nhị gia nghĩ tới ngươi cùng hài tử, không làm một chút loạn bảy tám tạp người tiến đến cái này đầy đủ. Gia ở phương diện này làm được vẫn là rất tốt. Về phần nói nhu tình mật ý cái gì, vậy vẫn là không muốn đoán mò, liền hàng kiến nghiệp người này, trông cậy vào hắn nhu tình mật ý, kiếp sau đi. Hàng kiến nghiệp tại chủ viện bồi tiếp thu thị sử dụng hết cơm tối, lại bồi tiếp nàng nói một hồi, chờ nghe được hàng kiến minh trở về, hắn liền nói, mẹ, ta đi tìm đại ca nói chút sự tình. Thu thị cũng không ngăn, nhi tử có thế nghe nàng nhắc tới không chê phiền nàng đã rất thỏa mãn, vừa cười vừa nói, vậy ngươi đi đi. Nhìn xem đang sững sờ thu thị, lý mụ mụ hỏi, phu nhân, ngươi làm sao rồi? Thu thị nói ra, hàng minh cùng kiến nghiệp không có gì có thế để ta lo lắng. Hiện tại duy nhất để ta lo lắng chính là Ngọc Hy cũng không biết cho nàng tìm cái gì người như vậy nhà mới phù hợp mặc dù ngày đó nàng nói nếu là ngọc hy không gả ra được nàng nuôi cả một đời nhưng đây chẳng qua là nói một chút nàng cũng không có thật chuẩn bị để ngọc hy làm lão cô bà lý mụ mụ nói ra phu nhân không cần lo lắng chậm rãi tìm luôn có thể tìm được thích hợp thu thị khục một tiếng nói ra hy vọng đi nha đầu này tính tình người bình thường nhà không thích hợp nhưng đại hộ nhân gia, lấy dạng này thanh danh, cũng không có hy vọng. Khục, nhi nữ đều là nợ nha. Chương 283, Giả Di Nương sinh con, 1 Làm hàng kiến minh đem Ngọc Hy trước sau hai lần kém chút ngộ hại trải qua nói cho hàng kiến nghiệp về sau, phòng tử lý không khí ngột ngạt phải làm cho người không thở nổi. Hàng kiến nghiệp cái này mặt mũi tràn đầy sắc giận dữ, cũng bởi vì kia cậu thí công chúa coi trọng Trần Nhiên, khi độc phụ liền phải đưa Ngọc Hy vào chỗ chết. Nếu là Tống Quý Phi cùng thấm hân công chúa nơi này, đoán chừng hàng kiến nghiệp sẽ một tay lấy nàng bóp chết. Hàng kiến minh gật đầu, nói ra, nhị đệ, đây chính là ta vì cái gì nhất trực muốn đưa lực tại chấn hưng gia tộc nguyên nhân căn bản. Không có quyền thế, tại cái này thế đạo cũng chỉ có thể trở thành bị nhân đồ làm thịt cừu non. Nếu là bọn họ nhà có cùng vu gia đồng dạng quyền thế, Tống Quý Phi tuyệt đối không dám động Ngọc Hy. Ha ha! Hàng kiến minh trong thư phòng cái bàn đều rất kiên cố, hàng kiến nghiệp khí lực lại lớn cũng làm không xấu bọn chúng. Lửa giận đem hàng kiến nghiệp cả người đều thiêu đốt, mà hắn trừ cười giận dữ không có cái khác phát tiết đường tắt. Hàng kiến minh khoảng thời gian này cũng rất khó chịu, chỉ là hắn là nhất gia chi chủ, lại chật vật sự tình hắn cũng phải đỉnh lấy, nhị đệ, ta đã mưu đến binh bộ thị lan thiếu, qua hai ngày liền lên đảm nhiệm. Ngươi có tính toán gì? Hàng kiến nghiệp nói, đại ca, có lời gì ngươi liền nói? Hàng kiến minh nói ra, nhị đệ, nếu là ngươi tại kinh thành, là không thể nào có thành tích. Võ tướng uống tại trong kinh thành là không thể nào có tiền đồ. Chỉ có đến tiền tuyến chiến trường đi lập quân công, tương lai nắm giữ quân quyền, mới tính chân chính tiền đồ. Mà lại một khi thế đạo loạn, có quân quyền, cũng không sợ gia tộc bị hủy diệt hàng kiến nghiệp sớm muốn đi biên thành chỉ là luôn có rất nhiều bỏ qua không hạ đồ vật chỉ là lúc này không bỏ nổi cũng phải bỏ đi hắn không nghĩ lại một lần nữa đợi đến người nhà bị ức hiếp chỉ có thể trơ mắt nhìn mà hắn lại bất lực chờ a tú sinh ta liền đi liêu đông sở dĩ đi nói liêu đông cũng không phải bởi vì hắn đại cửu tử tại liêu đông mà là hắn muốn đi giết những cái kia đáng ghét đông hồ nhân Hàng Kiến Minh còn tưởng rằng hắn phải tốn nhiều sức lực mới thành, không nghĩ tới đệ đệ vậy mà một hơi liền đáp ứng, chẳng qua hắn cũng không có đáp ứng, mà là suy nghĩ một chút nói ra, đi đâu, cái này xem trước một chút, không vội. Cái này phải cân nhắc về sau lại mới thành. Hàng Kiến Nghiệp gật đầu một cái, nói ra, đại ca, chờ ta rời đi kinh thành, trong nhà hết thảy liền đều muốn giao phó cho ngươi. Mặc kệ là đi Tây Bắc vẫn là đi Liêu Đông, hàng kiến nghiệp cũng không tính đem vợ con mang đi. Khi hai cái địa phương đều là vùng đất nghèo nàn, hắn nhưng không nỡ vợ con cùng theo đi chịu khổ bị liên lụy. Hàng kiến minh nói, cái này không cần ngươi nói, ta khẳng định cũng sẽ đem các nàng chiếu cố thật tốt. Hàng kiến nghiệp lại sẽ chủ đề cuốn trở lại Ngọc Hy trên thân, đại ca, cùng Trần Gia từ hôn, Ngọc Hy về sau cần phải làm sao bây giờ. Lại lớn tùy tiện, hắn cũng biết Ngọc Hy hôn sự khó mà nói. Hàng Kiến Minh nói ra, tạm thời là không thể nói thân, chờ thêm cái một năm nửa năm, đợi Phong Thanh đi qua về sau bàn lại chuyện này. Liền Ngọc hy nhân phẩm hình dạng, không lo tìm không ra người trong sạch. Quan văn nhà là khẳng định tìm không ra tốt, nếu là không quyền không thế tìm lực hắn cũng chướng mắt. Cho nên, Hàng Kiến Minh trong lòng là muốn cho Ngọc Hy tìm có quyền võ tướng. Chỉ là hiện tại mọi chuyện còn chưa ra gì, hắn cũng liền không có cùng Hàng Kiến nghiệp nói ngọc hy ngay tại phòng tử lý giày theo vớ giả di nương lập tức sẽ sinh nàng liền cho hài tử làm một ít quần áo tiểu hài chính theo lên đâu liền nghe được tử tô từ bên ngoài đi tới nói ra cô nương giả muốn sinh ngọc hy rất bình tĩnh địa phương hạ kim khâu nói ra đi xem một chút giả di nương cái này thai không biết gửi lại thu thị bao nhiêu kỳ vọng hy vọng cái này thai là đối thủ tử bằng không thu thị còn có nhắc tới Đi ra khỏi phòng, Ngọc Hy dừng một chút, quay người đem toàn ma ma kêu lên, toàn ma ma, ngươi hiểu y thuật, đi theo ta đi qua cũng có thể giúp một tay đâu. Toàn ma ma nghe được Ngọc Hy gọi nàng đi qua liền đoán được Ngọc Hy ý đồ, nói ra, cô nương, thật chuẩn bị nhúng tay chuyện này sao? Nếu là giả di nương cái này để con chính là nhi tử, Diệp Thị rất có thể sẽ động tay chân. Ngọc Hy để nàng đi, chính là phòng bị Diệp Thị người động tay chân. Nhưng cứ như vậy, nhà mình cô nương cùng Diệp thị khả năng liền phải kết thù. Ngọc Hy nói ra, hai năm này ta cũng nghiêm túc quan sát qua, Giả Di nương là cái rất có phân tất người, biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Toàn ma ma chỉ là nhắc nhở Ngọc Hy, gặp nàng tâm lý nắm chắc, cũng liền không còn nói, đã như vậy, vậy ta chờ chút liền tiến phòng sinh hỗ trợ. Ngọc Hy cùng Toàn ma ma lại trên đường gặp phải Thu thị, "Mẹ, ngươi cũng đi nhìn Giả Di nương sao?" Thu thị nói ra, "Ân, ta được tin tức liền chạy tới." Vừa rồi Thu thị là đi thượng viện, bằng không cũng sẽ không như thế muộn. Tiếng viện tử, Ngọc Hi không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, lập tức trong lòng liền có chút hốt hoảng, làm sao lại không có âm thanh đâu? Toàn ma ma chủ động mở miệng nói, "Phu nhân, cô nương, nếu không ta vào xem một chút đi." Đã cô nương quyết định giúp đỡ, nàng liền sẽ hết sức làm cho giả di nương vượt qua cửa ải khó khăn này thu thị nói tốt kia ma ma ngươi vào xem ngọc hy nhìn qua thu thị kinh ngạc hỏi mẹ ngươi không đi vào sao nàng là đại cô nương đại cô nương là không thể tiến phòng sinh nhưng thu thị tại đại tẩu sinh con thời điểm là đi vào hỗ trợ thu thị lắc đầu nói ra phòng sinh không nên quá nhiều người ngươi đại tẩu đã đi vào có nàng tại đủ để ứng phó bên trong sự tình ngọc hy lập tức im lặng nàng thật không biết nên nói cái gì, ở trong đó chính là nhị phòng sinh con, nàng sao có thể đối đại tẩu như vậy tín nhiệm đâu. Có điều, Ngọc Hy cũng không phải như vậy không thức thời người, lập tức vừa cười vừa nói, ân, có đại tẩu tại, không có vấn đề. Trong phòng sinh giả di nương nhất trực nghe bà đỡ, vì bảo trì thể lực cắn khăn mặt không gọi lên tiếng. Lần này, đối giả di nương đến nói mới thật sự là nan quan. Không chỉ có phải thật tốt đem hài tử sinh ra tới, còn phải đề phòng diệp thị đối nàng hạ độc thủ ngay lúc này giả di nương nghe được thủy bình cao hứng kêu lên toàn ma ma ngươi là tới giúp ta gia chủ đỡ đẻ sao toàn ma ma nói ra ta liền tiến đến hỗ trợ đỡ đẻ sự tình vẫn là giao cho ổn bà các nàng là chuyên môn làm cái này nàng ngay tại bên cạnh nhìn xem liền tốt toàn ma ma sẽ y lý lý thuyết y học cái này sự tình quốc công phủ không ai không biết cho nên nghe được toàn ma ma nói qua đến giúp đỡ, giả di nương trong lòng cũng buông lỏng không ít. Toàn ma ma có thế lưu tại phòng sinh, Diệp Thị cùng với nàng người hẳn là không dám động thủ. Diệp Thị cùng hoa bà tử nhìn thấy toàn ma ma vào nói hỗ trợ, mặt đều xanh. Diệp Thị không biết Ngọc Hy tại sao phải nhúng tay chuyện lần này, thế nhưng là nàng biết có toàn ma ma tại liền không thể động tay chân. Ngọc Hy chờ gần nửa canh giờ liền trở về, nghe nói sinh con rất lâu, có sinh hai ba ngày khả năng sinh ra tới đâu nàng ở đây cũng không giúp được một tay không bằng trở về mãi cho đến ngọc hy chuẩn bị lên giường đi ngủ lưu tại hoa quế vườn thải điệp trở về vào nhà cùng ngọc hy nói ra cô nương giả di nương sinh sinh cái mập mạp tiểu tử đâu phu nhân liền ngóng trong cái này lớn cháu trai đâu ngọc hy cười nói giả di nương như thế nào rồi hy vọng giả di nương không được đụng đến khó sinh cái gì kia toàn ma ma coi như tại cũng vô dụng. Thải Điệp vừa cười vừa nói, mẹ con bình an đâu. Chẳng qua giả di nương kiệt lực, ngủ mất. Cái này cũng coi là quốc công phủ đại hỷ sự. Ngọc Hy gật đầu một cái nói ra, vậy là tốt rồi. Gắn gượng qua cửa này, lấy giả di nương thông minh, dịp thị cũng hại không được nàng. Ngày thứ hai, Ngọc Hy đến hoa quế viện thời điểm, đã nhìn thấy dịp thị sắc mặt rất khó nhìn từ viện tử lý đi ra. Ngọc Hy có chút kỳ quái, hỏi: "Đại tẩu, đây là làm sao rồi?" Diệp thị ngăn chặn trong lòng nộ khí, nói ra: "Không có gì, chính là hơi mệt chút. Ta về trước đi, ngươi đi vào đi." Ngọc Hy tiếng hoa quế viện về sau mới biết được, hóa ra là Diệp thị cùng Thu thị xảy ra tranh chấp. Hài tử là nửa đêm sinh, Diệp thị nhớ lấy nửa đêm đem hài tử ôm đi sợ đối hài tử có ảnh hưởng. Nguyên bản chuẩn bị buổi sáng đem hài tử ôm đi, nhưng Thu Thị lại nói chờ hài tử qua tẩy ba lại ôm cho Diệp Thị. Cái này dẫn đến Diệp Thị Phi thường nổi nóng, nhưng lại không thể cùng Thu Thị chống đối, lúc này mới nổi giận đùng đùng rời đi. Khục, Ngọc Hy bất đắc dĩ thở dài một hơi, nàng có đôi khi cũng làm không hiểu Thu Thị ý nghĩ, luôn cảm thấy hai người không tại một cái não mạch kính bên trên, mẹ, hiện tại ông qua đi cùng ba ngày sau ông qua đi khác nhau ở chỗ nào sao? Dù sao đều muốn ông qua đi, sớm ngày chậm một ngày đều như thế. Thu Thị nói ra, đã cảm thấy hiện tại để các nàng mẹ con tách rời, có chút không đành lòng. Năm đó Kiến Minh sau khi sinh ra không bao lâu liền bị ôm đi, cho nên nàng biết hài tử bị ôm đi về sau có bao nhiêu đau khổ. Nhìn xem giả di nương khóc đến như vậy đáng thương, nàng lên trắc ẩn tri tâm. Ngọc Hy có chút bất đắc dĩ nói ra, mẹ, làm người phải nói lời giữ lời, không thể lật lọng cái này sự tình là trước kia hứa hẹn qua, hiện tại đổi ý, ngươi để đại tẩu trong lòng nghĩ như thế nào. Thu thị cũng có chút chột dạ, lập tức phân phó lý mụ mụ nói ra, ngươi đem hài tử ôm đến tùng hương viện đi thôi. Nàng cũng là mới vừa rồi bị giả di nương bộ dáng đáng thương, xúc động trước kia chuyện thương tâm. Lại quên đi nàng trước đó là đã đáp ứng chờ hài tử sinh ra liền ôm cho dịp thị, nàng cũng không thể làm người nói không giữ lời giả di nương ôm lấy hài tử khóc không buông tay vì thế lý mụ mụ rất khó khăn nhìn thấy thu thị cùng ngọc hy vào nhà giả di nương khóc nói ra phu nhân tứ cô nương cầu các ngươi để ta cùng hài tử ở lâu một hồi đi ngọc hy không có sinh qua hài tử cho nên không thể để ý tới loại này mẹ con tách rời đau khổ đối mặt như vậy bi thống giả di nương nàng không biết nên nói cái gì cho phải lý mụ mụ nói ra di nương cái này sự tình là đã sớm đã nói xong, người dạng này không chỉ có để phu nhân khó xử cũng làm cho quốc công gia rất khó khăn. di nương hiện tại trọng yếu nhất chính là dưỡng tốt thân thể, thân thể dưỡng tốt liền có thể rất nhanh lại mang thai, đến lúc đó hài tử liền có thể nuôi dưỡng ở bên người. thu thị thấy thế cũng nói, giả di nương, ngươi nếu là nghĩ ca nhi về sau đến tùng hương nguyên đi xem một chút chính là kỳ thật thu thị trong lòng biết hài tử một khi ôm cách nơi này về sau giả di nương rất khó tại có cơ hội cùng hài tử thân cận. Chỉ là, ngày đó nên giả di nương trước khi vào cửa liền cùng dịp thị ưng thuận hứa hẹn, hài tử sau khi hạ xuống liền bị cho nàng nuôi, làm người không thể nói không giữ lời. Giả di nương ôm lấy hài tử, chết sống không buông tay. Ngọc Hy nhìn tiếp tục như vậy cũng không phải chuyện gì, cuối cùng mở miệng nói ra, giả di nương, cái này sự tình là trước kia liền định ra đến nếu là hiện tại không đem hài tử ôm qua đi vạn nhất đại tẩu đổi ý không muốn đem ca nhi ghi tạc nàng danh nghĩa cái này sự tình liền khó làm nếu là nương cùng đại ca nhìn giả di nương đáng thương không có đem hài tử ôm cho đại tẩu đại tẩu khẳng định không nguyện ý đem hài tử ghi tạc tên của nàng dưới vậy tương đương nói là đứa bé này chính là con thứ về sau có thể hay không kế thừa tước vị liền khó nói giả di nương nghe nói như thế nhẹ buông tay Lý mụ mụ thừa cơ đem hài tử ôm lấy rời đi giả di nương, sau đó bước nhanh đi ra ngoài. Sát nước mắt, giả di nương cùng Ngọc Hy nói ra, hôm qua sự tình, tạ ơn tứ cô nương. Nếu không phải Ngọc Hy giúp đỡ, nàng hôm qua sinh sản không có thuận lợi như vậy. Ngọc Hy khẽ gật đầu nói, không cần cảm ơn, ta cũng là nhà một phần tử, cho nên hy vọng trong nhà có thế một mực cùng hòa thuận hòa thuận. Nàng không thiên vị bất luận kẻ nào. Tối hôm qua giúp giả di nương, hôm nay giúp dịp thị, đều là hy vọng trong nhà có thể các loại hòa thuận hòa thuận, không nên nháo phải gà bay chó chạy. Chương 284, giả di nương sinh con, 2. Diệp thị từ hoa quế viện đi ra ngoài, trở lại viện tử của mình ngồi trên ghế trực xuyển thô khí. Tối hôm qua không thể tại phòng sinh động thủ cũng liền thôi, hôm nay bà bà lại còn nói cái gì tẩy ba lễ về sau lại đem hài tử ôm cho nàng lúc trước hứa hẹn, đều thành lời nói suông. Hoa bà tử cũng rất tức giận, chẳng qua lúc này nàng cũng biết không thể lửa cháy đổ thêm dầu, nói ra, đại nải nải, chuyện này chờ đại gia xem xét quyết định đi. Cùng đại phu nhân nói, nói không rõ. Càng nói sự tình càng cương, vẫn là cùng đại gia nói tương đối thỏa đáng. Diệp thị đối thu thị tính tình vô cùng rõ ràng, lúc này cùng với nàng nghịch đến, thua thiệt tuyệt đối là nàng, nếu là đại gia cũng nghiêng nghiêng giả di nương đâu nàng liền nói cái này giả di nương giữ lại là kẻ gây họa nhưng lại hết lần này tới lần khác đêm qua không thể xuống tay nghĩ tới đây diệp thị đối ngọc hy cũng lên oán khí nếu không phải nàng trống rỗng nhúng tay nơi nào sẽ náo ra hiện tại sự tình hoa bà tử đang chuẩn bị mở miệng chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập diệp thị vừa đứng lên đã nhìn thấy lý mụ mụ đi đến trong ngực còn ôm lấy che phủ nghiêm nghiêm thật thật hài tử. Diệp thị có chút kinh nghi, lý mụ mụ, đây là. Nói xong, Diệp thị liền đi lên trước đem hài tử ôm lấy, sau đó cẩn thận từng ly từng tí xốc lên mũ, nhìn thấy thật sự là hài tử, Diệp thị nhịn không được cười dưới, từ giờ trở đi đây chính là con của nàng. Hoa bà tử cũng thật cao hứng, hài tử ôm vào viện tử liền sẽ không lại ôm ra đi. Lập tức vừa cười vừa nói, đại nãi nãi, đem hài tử đặt lên giường đi. Buông xuống hài tử, Diệp Thị từ phòng tử lý đi tới, nói ra, đa tạ lý mụ mụ. Khẳng định là lý mụ mụ thuyết phục bà bà, bằng không nơi nào có thế như thế thuận đâu. Lý mụ mụ khoát khoát tay nói ra, không phải công lao của ta, là vừa rồi tứ cô nương khuyên phu nhân. Nghe tứ cô nương khuyên, phu nhân liền để ta đem hài tử ôm cho đại nải nải. Diệp thị nghe lời này, sắc mặt có chút phức tạp đêm qua cứu giả di nương, hôm nay còn nói thông bà bà đem hài tử ôm tới, nàng không biết Ngọc Hy đến cùng là đứng tại bên nào. Lý mụ mụ giải thích thu thị vừa rồi hành vi, chuyện vừa rồi, cũng mời đại nải nải không cần để ở trong lòng. Đại nải nải khả năng không biết, ngày đó đại gia sinh ra tới không có hai ngày, lão phu nhân liền đem đại gia ôm đi. Cho nên vừa rồi nhìn xem giả di nương ôm lấy hài tử khóc đến lợi hại, phu nhân liền nhớ lại chuyện năm đó. Nhất thời mềm lòng mới có thể nói như vậy. Lúc trước bởi vì Diệp thị giấu giếm thân thể không tốt, mẹ chồng nàng dâu hai sinh ra mâu thuẫn, nhưng trên tổng thể mẹ chồng nàng dâu ở chung vẫn là rất không tệ. Lý Mụ Mụ không muốn bởi vì giả di nương cùng hài tử để mẹ chồng nàng dâu hai người sinh ra ngăn cách, đến lúc đó phu nhân liền không khả năng có hiện tại bình tĩnh như vậy an bình thời gian. Mẹ chồng nàng dâu hai người ở chung nhiều năm, đối thu thị tính tình nàng cũng rõ ràng biết không phải là cố ý dùng hài tử nắm nàng. Hiện tại hài tử đều ôm tới, dịp thị tự nhiên sẽ không đem vừa rồi ma sát nhỏ để ở trong lòng. Lý mụ mụ còn chưa đi ra tùng hương viện, đã nhìn thấy Ngọc Hy, tứ cô nương đây là. Ngọc Hy vừa cười vừa nói, ta là tới nhìn ca nhi. Nhìn hài tử là giả, muốn mượn cơ hội cùng dịp thị nói mấy câu là thật. Lý mụ mụ cùng Ngọc Hy bắt chuyện qua, liền trở về. Diệp Thị đối Ngọc Hy hành vi nhìn không thấu, chẳng qua vẫn là vẻ mặt tươi cười chào hỏi Ngọc Hy vào nhà nhìn hài tử. Ngọc Hy nhìn xem nằm ở trên giường hài tử, cười hạ, ngủ được thật là hương. Diệp Thị trong tươi cười nhiều hơn mấy phần rõ ràng, Vũ Mẫu còn nói hài tử buổi sáng ăn một lần sữa, cũng không có xuất hiện nhã sữa hiện tượng. Đứa nhỏ này là đủ tháng sinh, sinh sản thời điểm cũng không có gì gặp trắc trở, lại có thể ăn có thể ngủ, hẳn là sẽ tương đối tốt nuôi ngọc hy nở nụ cười sau đó nhìn qua phòng tử lý đứng bốn tên nha hoàng còn có hoa bà tử cùng nhũ mẫu ý tứ này rất rõ ràng nàng có chuyện cùng diệp thị nói nha hoàng bà tử sau khi đi ra diệp thị mở miệng hỏi tứ muội muốn nói với ta cái gì ngọc hy vừa cười vừa nói không biết đại tẩu nghe nói qua hiếu hiền thái hậu sự tình sao thấy diệp thị vẻ mặt nghi hoặc giải thích nói hiếu hiền thái hậu là triết tông hoàng đế dưỡng mẫu Diệp Thị nghe được dưỡng mẫu một từ, sắc mặt liền có chút biến. Ngọc Hy không để ý Diệp Thị sắc mặt, mà là tiếp tục nói ra, Hiếu Hiền Thái Hậu ngậm đắng nuốt cây nuôi lớn triết tông hoàng đế, còn đem hắn đẩy lên hoàng vị. Thế nhưng là chờ triết tông hoàng đế ngồi vững vàng giang sơn lông cánh đầy đủ, không chỉ có đem Hiếu Hiền Thái Hậu giam lỏng tại hậu cung, còn đem Hiếu Hiền Thái Hậu nhà mẹ đẻ khám nhà diệt tộc. Triết tông hoàng đế đối với mình dưỡng mẫu hạ dạng này ngoan thủ, nguyên nhân gây ra chính là triết tông hoàng đế mẹ đẻ là bị hiếu hiền thái hậu cho hại chết. Đương nhiên, triết tông hoàng đế đối hiếu hiền thái hậu hạ dạng này độc thủ, độc hại hắn mẹ đẻ chỉ là trong đó một nguyên nhân, trọng yếu nhất chính là hiếu hiền thái hậu cầm giữ triều chính không muốn ủy quyền. Chỉ là đằng sau câu nói kia bị Ngọc Hy cố ý tỉnh lược rơi. Diệp thị sắc mặt trợn nhìn lại thanh, thanh lại tử. Ngọc Hy nhìn qua Diệp thị, nói ra, đại tẩu, Ca Nhi ghi tạc tên của ngươi hạ nuôi dưỡng ở bên cạnh ngươi, khi Ca Nhi chính là của ngươi nhi tử, không ai có thể thay đổi sự thật này. Về phần giả di nương, chỉ cần nàng an phận thủ thường, lưu nàng lại lợi nhiều hơn hại. Đại tẩu, ngươi vẫn luôn là người thông minh, nên làm như thế nào ta tin tưởng trong lòng ngươi sẽ có phân tắc. Diệp Thị nhìn xem Ngọc Hy, ánh mắt rất phức tạp. Một lúc sau nói ra, ngươi, ta sẽ cân nhắc không thể không nói ngọc hy lời nói mới rồi xúc động nàng đem giả di nương diệt trừ xác thực hại lớn hơn lợi một khi hài tử lớn lên người bên cạnh nói cho nàng giả di nương là bị nàng hại chết đến lúc đó mẹ con tất nhiên sẽ có ngăn cách cho nên chuyện này thật phải thận trọng suy xét ngọc hy nở nụ cười ngược lại nói ra đại ca đâu làm sao sáng sớm liền không gặp đại ca đâu cái này làm cha thật là không chịu trách nhiệm nhớ năm đó nhị tẩu sinh con thời điểm, nhị ca thế nhưng là xin phép nghỉ tại ngoài phòng sinh trông coi. Diệp thị cười nói, đại ca ngươi gần đây bề bộn nhiều việc, trời còn chưa sáng liền ra ngoài. Diệp thị đã biết trượng phu mưu binh bộ thị lan thiếu, chỉ là văn thư còn không có xuống tới, nàng cũng không tốt nói. Ngọc Hy lại cùng Diệp thị nói hai câu chuyện phím, liền phải trở về. Diệp thị đưa Ngọc Hy đến cửa sân, vừa cười vừa nói, tứ muội nếu là thông thả, có thể tới theo giúp ta trò chuyện ngọc hi cười nói được hoa bà tử nhìn diệp thị một mặt vẻ mặt ngưng trọng trong nội tâm nàng đã cảm thấy không ổn hỏi đại nải nải tứ cô nương nói gì với ngươi rồi diệp thị nói ra nói hài tử sự tình cái khác diệp thị không nghĩ nhiều lời có chút sự tình tự mình biết là được không cần thiết nói cho người bên cạnh cho dù là tâm phúc cũng không thành trở lại đào nhiên cư, Ngọc Hy đã nhìn thấy tử cẩn chuyển ra hai cái rương lớn ra tới. Tử tô ở một bên giải thích nói, cô nương, đây là thu thập ra tới chuẩn bị bán đi đồ vật. Trong này, không chỉ có Ngọc Hy đưa cho người trần gia đồ vật, còn có hơn 10 bộ Ngọc Hy cho chuẩn bị tại tân hôn mặc quần áo. Tử tô nghĩ đến Ngọc Hy nhìn xem đoán chừng cũng khó chịu đến hoang mang, liền đều bỏ vào, chuẩn bị cùng một chỗ bán ngọc hy đối tử tô làm việc vẫn là rất yên tâm cũng không nhiều lời nói ra gọi là người khiêng đi ra bán đi như thế hai đại cái rương đồ vật cũng không biết có thể hay không bán hơn một trăm lượng bạc tử tô nhìn xem hai đại cái rương quần áo há hốc mồm nói ra không thể a à. chỉ có thể bán một trăm lượng bạc những y phục này với giày tài năng đều là thượng đẳng chớ đừng nói chi là phí nhiều thời gian như vậy theo hoa văn đồ án nếu là ra ngoài mua đang cô nương một bộ y phục liền phải mấy chục lượng bạc nhưng nhiều đồ như vậy chỉ bán một trăm lượng thực sự là quá thua thiệt ngọc hy gật đầu nói đồ vật tự nhiên không chỉ cái giá này cần phải cầm tới hiệu cầm đồ đi tự nhiên là bán đổ bán tháo nghĩ tới đây ngọc hy đột nhiên nhớ tới một người vừa cười vừa nói đem cái này việc phải làm giao cho điền dương đi làm để hắn đem những vật này cầm đi bán tiểu tử kia vào phủ lâu như vậy nhìn xem có hay không tiến bộ. Đối với Ngọc Hy đến nói, Điền Dương thế nhưng là mình người, nhiều tôi luyện tôi luyện, về sau còn có đại dụng đâu. Điền Dương hoa hai ngày thời gian đem hai đại cái rương đồ vật bán đi, hết thảy bán được 408 lượng bạc, số lượng này đại đại vượt qua Ngọc Hy dự tính. Ngọc Hy vừa cười vừa nói, thật đúng là khối làm ăn liệu. Tử Tô nói ra, cô nương, những bạc này đều đưa đi cho từ ấu viện sao? ngọc hy lắc đầu nói ra đừng tiễn bạc đi qua bạc đưa qua ai biết có hữu dụng hay không đến những hài tử kia trên thân để điền dương đi đặt mua quần áo cùng một chút thịt đồ ăn chờ đưa đi đúng thịt cá chờ thịt đồ ăn để điền dương cách mấy ngày đưa một lần đưa vật thật đi qua coi như từ ấu viện người sẽ tham những hài tử kia tóm lại vẫn có thể dùng tới một chút toàn ma ma rất là kinh ngạc nhìn ngọc hy liếc mắt cô nương vẫn luôn là tại quốc công phủ bên trong cũng không có ra ngoài tại sao lại đối tình đời hiểu như thế thấu triệt chẳng qua tâm lý có nghi vấn toàn ma ma cũng không hỏi cẩn thận là xâm nhập đến nàng xương tử lý đồ vật thu thị biết ngọc hy hành động ông ngọc hy nói ra con của ta như vậy lương thiện ông trời nhất định sẽ cho ngươi hảo báo ngọc hy nở nụ cười nói ra mẹ Chẳng qua là đưa một chút quần áo ăn uống cho những cái kia hài tử đáng thương, nơi đó liền nói lên được người tốt hảo báo. Ngọc Hy chưa từng cho rằng nàng là người tốt, chẳng qua nàng cũng sẽ không làm ác nhân chính là. Thu Thị hiện tại là tin tưởng ác hữu ác báo thiện hữu thiện báo. Hài tử sinh ra tới ngày thứ hai, lại bộ liền phát xuống bổ nhiệm hàng Kiến Minh làm vũ khí bộ thị Lan Văn Thư. Hàng Kiến Minh đầu tiên là sinh con trai, hiện tại lại thăng quan đối quốc công phủ đến nói thế nhưng là song hỷ lâm môn. Hài tử tẩy ba thời điểm, Ngọc Hy chưa từng xuất hiện bởi vì nàng đối ngoại còn tại dưỡng bệnh, như thế nào đi nữa cũng không thể như vậy sáng loáng xuất hiện ở trước mặt mọi người soát tồn tại cảm. Cho nên ngày hôm đó, Ngọc Hy liền nằm trên giường giả bệnh, đây cũng là phòng bị đợi chút nữa có người sang đây xem nhìn nàng. Tầm đào đi bên ngoài hỗ trợ, trở về thời điểm mang cái tin tức tốt, cô nương, quốc công gia cho ca nhi lấy tên, gọi Gia Sương. Gia Sương Gia tộc Phùng Vinh Hưng Thịnh, danh tự này ngụ ý rất không tệ. Từ cái tên này cũng có thể nhìn ra, hàng kiến minh đối đứa bé này ôm bao lớn kỳ vọng. Tầm đào lóe ngôi sao mắt, cô nương thật lợi hại, ca nhi danh tự chính là ý tứ này. Cô nương, hôm nay ca nhi tẩy ba lễ, các nhà phu nhân đều đến. Chu gia, tưởng gia, thu gia, giang gia, lư gia, còn có tăng gia thân bằng hảo hữu tất cả đều đến, mà lại đến đều là làm nhà phu nhân nải nải. Ngọc Hy vừa cười vừa nói, không kỳ quái. Đại ca thăng nhiệm binh bộ Thị Lan, đây đối với bên ngoài chính là một cái tín hiệu, biểu thị cái này quốc công phủ muốn đứng lên tín hiệu. Dù sao, binh bộ tại lập tức loại thời điểm này thế nhưng là một cái phi thường khẩn yếu bộ môn, mà binh bộ Thị Lan tại binh bộ vị trí gần với binh bộ thượng thư, quyền lợi rất lớn. Tầm đào vừa cười vừa nói, tử tô tỷ tỷ nói, ca nhi mãn nguyệt lễ sẽ càng náo nhiệt. Ngọc Hy gật đầu nói, vậy khẳng định sẽ rất náo nhiệt. Xương ca nhi là đại ca trưởng tử, lại nuôi dưỡng ở dịp thị dưới gối, chỉ cần không đi công tác sai đó chính là quốc công phủ đời tiếp theo chủ nhân. Hắn mãn nguyệt yến, khẳng định sẽ làm phải náo nhiệt. Chương 285, Bi vui mừng, một. Thải điệp từ bên ngoài đi tới, nói ra, cô nương, chu gia đại phu nhân cùng thứ ba phu nhân sang đây xem nhìn cô nương. Đã tới tham gia tẩy ba yến, thuận đường nhìn xem sinh bệnh Ngọc Hy cũng rất bình thường. Ngọc Hy tựa ở đầu giường, cầm gối dựa đặt ở phía sau, mời các nàng tiến đến. Tuần đại phu nhân nhìn xem Ngọc Hy, ôm nhu nói, hài tử, để ngươi chịu khổ. Ngọc Hy đổ không có giả dạng làm rất bộ dáng yếu ớt, chỉ là cười nói, cảm ơn bá mẫu đến xem ta, hiện tại ta đã đã khá nhiều tất cả mọi người hiểu rõ giả bệnh ấm ức cũng không cần thiết thứ ba phu nhân nhìn qua ngọc hy khí sắc rất không tệ ngược lại là có chút kinh nghi đụng phải dạng này sự tình đổi thành nàng thi nhã đã sớm không chịu nổi thế nhưng là nha đầu này nhưng vẫn là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió thứ ba phu nhân tâm tư đi lòng vòng nói ra ngọc hy người thi nhã biểu muội những ngày này có chút không thoải mái cho nên ta liền không có để nàng tới đợi nàng khỏi bệnh ta liền để nàng sang đây xem ngươi ngọc hy nở nụ cười nói ra để thi nhã thật tốt dưỡng sinh thể ta chỗ này không có gì đừng nói nàng căn bản không tin chu thi nhã thân thể không thoải mái coi như thân thể không thoải mái chẳng lẽ viết phong thư cũng viết không được nói tới nói lui chẳng qua là xu lợi tránh hại thôi thứ ba phu nhân nhìn xem ngọc hy trên mặt không chút nào mang ngụy nụ cười trong lòng phát lạnh nếu là ngọc hy thái độ lãnh đạm nàng sẽ cảm thấy bình thường như bây giờ ngược lại không có chút nào bình thường thứ ba phu nhân cảm thấy liền nhà mình nữ nhi tính tình vẫn là không muốn lại cùng ngọc hy lui tới phải tương đối tốt bằng không ai biết về sau sẽ ăn cái gì thiệt thòi lớn trong lòng như vậy nghĩ trên mặt lại nửa điểm không lộ vừa cười vừa nói hảo hài tử vậy ngươi thật tốt dưỡng bệnh. Ngọc Hy cười gật đầu một cái. Chu gia đại phu nhân đi ra đào niên cư về sau, nhẹ giọng nói, luôn cảm giác đứa bé này cùng trước đó không giống, trở nên càng nội liễm. Thứ ba phu nhân nói ra, kinh dạng này sự tình, tóm lại là có thay đổi. Muốn thứ ba phu nhân nói, không phải trở nên càng nội liễm, mà là trở nên càng thâm trầm, liền sướng vui giận buồn đều để người nhìn đoán không ra, thâm trầm phải làm cho người sợ hãi. Ngọc Hy không biết thứ ba phu nhân đối nàng đề phòng lại đề cao một cái cao độ. Có điều, coi như nàng biết cũng sẽ không để ý. Sương Ca Nhi tẩy ba lễ qua đi không bao lâu, Kinh Thành liền đạt được tin tức, Tây Bắc đánh một cái đại bại cầm, tử thương hơn vạn người, thủ thành tần nguyên soái trọng thương, bất trị mà chết. Ngọc Hy nghe được tin tức này phi thường kinh ngạc. Chẳng qua lại kinh ngạc, loại sự tình này cùng người bên cạnh nói cũng không ai hiểu, đành phải nhịn quyết tâm đợi buổi tối hỏi một chút đại ca. Thu thị bên người nha hoàng tới, nói ra, cô nương, phu nhân mời ngươi đi qua một chuyến. Ngọc Hy đến chủ viện mới biết được có khách nhân đến, thấy là thu gia đại phu nhân tiêu thị, Ngọc Hy đi lên trước, hướng phía tiêu thị thi lễ một cái, mở tốt. Tiêu thị nhìn xem Ngọc Hy, rất là hòa ái vừa cười vừa nói, nghe ngươi nương nói, thân thể ngươi đã khỏi hẳn rồi. Kỳ thật nhìn Ngọc Hy khí sắc liền biết, thân thể rất tốt đâu ngọc hy vừa cười vừa nói đã tốt đẹp tiêu thị rất là lo lắng hỏi ngọc hy không ít vấn đề ngọc hy mặc dù nghi ngờ trong lòng nhưng lại vẫn là rất chân thành ý nghĩa về thu thị vừa cười vừa nói ngọc hy ngươi đi về trước đi ngọc hy không hiểu ra sao kêu mình tới lại để cho mình trở về đây là làm cái gì cảm giác làm sao như vậy kỳ quái đâu chẳng qua rất nhanh Ngọc Hy liền biết Thu Thị cố ý bảo nàng đi một chuyến là làm cái gì. Hóa ra là muốn Thu Gia Đại Phu Nhân muốn đem nàng nói cho mình tiểu nhi tử thu lỗi. Ngọc Hy nghe Thu Thị cả người một chút đều sửng sốt. Đời trước nàng cùng thu lỗi kém chút đính hôn, kết quả lại bị Giang Hồng cẩm pha trộn. Không nghĩ tới cuốn như thế đại nhất cái vòng tròn, vậy mà lại sách nàng cùng thu lỗi. Ngọc Hy cảm giác rất vi diệu. Thu Thị thấy Ngọc Hy sững sờ, hỏi, làm sao rồi cảm thấy ngươi tam biểu ca không được sao như ngọc hy không có từ hôn thu thị khẳng định tại chỗ liền cự tuyệt đại tẩu đề nghị thế nhưng là ngọc hy dù sao lui qua thân mà thu thị đứa bé kia các phương diện cũng không kém cho nên nàng có chút do dự ngọc hy lấy lại tinh thần lắc đầu nói ra không phải chỉ là đại ca sẽ không đáp ứng thu lỗi các phương diện thái bình phàm đại ca không nhìn trúng Thu Thị không nghĩ tới Ngọc Hy sẽ nói như vậy, chỉ cần ngươi đồng ý, đại ca ngươi không đồng ý cũng vô dụng. Ngọc Hy lắc đầu nói ra, mẹ, đại ca không đồng ý, ta đồng ý cũng vô dụng. Thu Thị xem như minh bạch Ngọc Hy lời này, ý của ngươi là nếu là ngươi đại ca đồng ý, ngươi cũng không có ý kiến. Ngọc Hy gật đầu nói, ân, nếu là đại ca đồng ý, ta không có ý kiến. Có điều, nương, đại ca là sẽ không đồng ý thu gia nguyên bản là đại ca ngoại gia không cần thiết hôn lại càng thêm thân quan trọng hơn chính là thu lỗi trung hậu trung thực là không giả nhưng tiền đồ có hạn đại ca khẳng định là chướng mắt coi như nàng đồng ý đại ca cũng sẽ không đáp ứng hiện tại đương gia làm chủ chính là đại ca hắn không đồng ý vụ hôn nhân này liền không có cách nào thành cho nên ngọc hy căn bản liền không làm hắn nghĩ thu thị cười gật đầu một cái sau đó cùng ngọc hy nói ra đại ca ngươi hiện tại đã là quốc công gia xưng hô này cũng nên đổi một chút hạ nhân đều quốc công gia cùng đại gia lộn xộn lấy gọi xưng hô đều loạn ngọc hy cười nói cái này nương quyết định muốn biến không chỉ có là xưng hô liền chỗ ở cũng phải bắt đầu đổi ví dụ như thu thị ở chủ viện cũng nên đưa ra đi cho dịp thị ở dù sao dịp thị hiện tại là làm nhà phu nhân chắc chắn viện liền nên là làm nhà phu nhân ở Thu Thị cũng không phải muốn bá chiếm chủ viện không tặng cho con dâu, nàng cũng không phải là dạng này người. Chỉ là từ hàng kiến minh tập tức đến bây giờ, sự tình quá nhiều, cũng liền không nói chuyển viện tử sự tình. Dù sao, chuyển viện tử thế nhưng là một kiện đại sự, phải chọn lựa ngày lành tháng tốt. Hàng kiến minh trở lại quốc công liền gọi Thu Thị gọi vào chủ viện, nghe được Thu Thị nói muốn đem Ngọc Hy gả cho Thu lỗi, hàng kiến minh không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, không được thu thị hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm vì cái gì không được hàn kiến minh trả lời đơn giản sáng tỏ hai người không xứng đôi thu lỗi trừ xuất thân tốt một chút cái khác không có đồng dạng đem ra đánh hắn cùng ngọc hy căn bản không xứng đôi đơn giản đến nói chính là thu lỗi không xứng với ngọc hy mặc dù nói ngọc hy là từ hôn nhưng lấy ngọc hy hình dạng cùng tài tình chỉ cần dùng tâm tìm không lo tìm không lên cùng với nàng xứng đôi người thu thị còn muốn đa số thu lỗi nói tốt hàn kiến minh nói ra mẹ cái này sự tình không cần lại nói ngọc hy hôn sự ta nắm chắc ngươi không cần lo lắng nghe lời này thu thị liền không có lại nói mỗi lần nhi tử dùng loại này khẩu khí nói chuyện với nàng liền biểu thị không có chỗ thương lượng tốt a vẫn là ngọc hy có dự kiến trước thu thị cũng không còn rầu rĩ cái này sự tình hiện tại xương ca nhi cũng có lớn như vậy trong nhà xưng hô cũng nên thay đổi một chút. Theo ngươi thì sao? Thấy hàng kiến minh gật đầu, còn nói lên chuyển viện tử sự tình. Hàng kiến minh đối cái này không quan trọng, nương nếu là không nghĩ chuyển, không dời đi chính là. Ở chỗ nào còn không đều như thế? Thu thị vừa cười vừa nói, cái này sao có thể đồng dạng đâu? Chủ viện là làm gia chủ mẫu chỗ ở, hiện tại hàng gia đương gia chủ mẫu là vợ ngươi, liền nên để nàng ở. Hàng Kiến Minh nói cùng Ngọc Hy đồng dạng, chuyện này nương quyết định chính là. Thu Thị rất vui mừng. Hai nhi tử đối nàng đều rất hiếu thuận, hai con dâu cũng rất tốt. Hiện tại trưởng tử cũng có xương ca nhi, nàng cũng nên đem gánh buông xuống, ta đã để người đi chọn ngày hoàng đạo. Chọn tốt thời gian ta liền chuyển, mới viện tử danh tự cũng lấy, liền gọi trường lạc viện. Trường lạc viện, ngụ ý trường thọ, hòa thuận vui vẻ ý tứ. Hàng Kiến Minh cười nói, nương cao hứng liền tốt. Ngọc Hy biết Hàng Kiến Minh trở về, lập tức đi tiền viện tìm hắn. Nhìn thấy Hàng Kiến Minh lại hỏi, đại ca, ta hôm nay nghe phía bên ngoài nói Tây Bắc đánh đại bại cầm, thủ thành tần nguyên soái đều chiến tử rồi. Trước đó không phải vẫn luôn rất tốt sao? Làm sao đột nhiên liền đánh đại bại cầm đâu? Tháng trước Tây Bắc còn đánh cái nhỏ thắng trận, hiện tại liền đến một cái đại bại cầm, trước đây sau trên lệch có chút lớn, để Ngọc Hy một chút phản ứng không kịp. Hàng Kiến Minh nói ra, Tần Nguyên Soái lần này là cho hắn cháu trai Tần Chiêu lôi mệt. Tần Chiêu gấp công liều lĩnh, kết quả trúng tay mang người kế, 5.000 đại quân bị nhốt. Tần Nguyên Soái tự mình mang binh tiến đến nghỉ cách cứu viện, kết quả Tần Chiêu cứu ra, Tần Nguyên Soái lại trọng thương. Người không ngẩn về thành bên trong liền không có. Hàng Kiến Minh hiện tại là binh bộ Thị Lan, phía đối diện thành sự tình tự nhiên biết được rất kỹ càng. Ngọc Hy ngạc nhiên, Tần Chiêu là Tần Nguyên soái cháu trai, dạng này xuất thân người ta hành quân đánh trận hẳn là rất cẩn thận, làm sao lại như vậy mà đơn giản chúng Tây mang người cái bẫy. Bắt lỗ, người kinh thành lại xưng hô nó là Tây mang người. Hàng kiến minh trong mắt lóe lên qua một vòng mỉa mai, Tần Nguyên soái lão, Tần Quang mấy năm trước một lần đại chiến tổn thương chiến tử, Tần Gia bây giờ chỉ còn lại Tần Chiêu mà Tần Chiêu không có tích lũy đầy đủ quân công tiếp không được Tần Nguyên soái gánh. Kỳ thật nguyên bản hắn có thể từ từ sẽ đến, chỉ tiếc xuất hiện một cái Vân Kình. Vân Kình đánh trận rất dũng mãnh, đã uy hiếp được Tần Chiêu địa vị. Tần Quang là Tần Chiêu lão cha. Ngọc Hy nhớ kỹ đời trước tại nàng được đưa đến trang tử lúc, Vân Kình liền thành Tây Bắc thống soái. Đến nông thôn địa phương, chỗ kia giao thông không hào phóng liền, đừng nói Tây Bắc tin tức, chính là kinh thành tin tức cũng không biết. Về phần tần gia, nàng liền càng không hiểu rõ, cho nên tần chiêu cái này sự tình người lợi dụng loại tâm lý này. Hàng kiến minh gật đầu một cái, đúng, tần chiêu có chút nóng lòng cầu thành, điểm ấy bị tây mang người gian tế biết được, từ đó thiết kế kia một vòng. Ngọc Hy hơi nghi hoặc một chút, đại ca, tần gia tại biên thành kinh doanh nhiều năm như vậy, Vân Kình mới đi bao lâu, làm sao Vân Kình liền có thể uy hiếp được tần chiêu địa vị, đẩy tay ra đầu ngón tay tính Vân Kình đi biên thành, cũng chẳng qua là 11 năm. Mà Vân Kình chân chính ngoi đầu lên là tại 5 năm trước đâu. Thời gian 5 năm, liền có thể rung chuyển tầng gia tại biên thành địa vị. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Hàng Kiến Minh giải thích nói ra, ngươi không hiểu, biên thành cùng kinh thành là không giống. Có thể đánh cầm, đánh thắng trận, mới là đặt chân căn bản. Vân Kình không chỉ có thường xuyên đánh thắng trận, mà lại mỗi lần hắn mỗi lần xuất binh số thương vong mục, cùng cái khác tướng lĩnh so đều nhỏ rất nhiều, cho nên phi thường phải tướng sĩ ủng hộ. Ngọc Hy trong lòng có một cái ý niệm trong đầu xuất hiện, hỏi, Tần Gia liền không nghĩ cái này đem vân kình diệt trừ. Đã uy hiếp được địa vị của mình, vậy liền thừa dịp đối phương không có triệt để trưởng thành diệt trừ. Cái này sự tình bảo đảm nhất cũng ổn thỏa nhất biện pháp. Hàng Kiến Minh nở nụ cười, nói ra, ngươi làm Tần Chiêu không nghĩ chẳng qua tần nguyên soái nhất trực che chở vân kình cũng nhất trực cho vân kình cơ hội bằng không vân kình cũng không có khả năng bò nhanh như vậy có điều hiện tại tần nguyên soái chết rồi về sau sẽ như thế nào ai cũng không nói chắc được kỳ thật hàn kiến minh càng nhìn về phía vân kình cái này người tuyệt đối là một cái soái tài thế nhưng chính như ngọc hy nói tần gia tại biên thành quan hệ cuộn rễ lẫn lộn tần chiêu muốn đối vân kình hạ độc thủ Vân Kình trốn không từng chiếm được vẫn là ấn số. Ngọc Hy nhíu mày nói, liền không có một cái thanh tịnh địa phương. Mặc kệ ở nơi nào, đều tràn ngập lục đục với nhau ngươi lừa ta gạt. Hàng Kiến Minh vừa cười vừa nói, nơi có người, liền có tranh đấu. Chương 286, Bi Vui Mừng, 2 Hàng Kiến Minh nhìn xem Ngọc Hy một mặt cúc sắc, lại cùng với nàng nói một chuyện vui, ta trở về thời điểm vừa vặn đạt được tin chiến thắng, Liêu Đông đánh một cái thắng trận. Nhìn xem Ngọc Hy không hăng hái lắm, vừa cười vừa nói, đánh thắng trận cái kia tướng lĩnh danh tự rất có ý tứ, gọi Cừu Đại Sơn. Ngọc Hy sửng sốt một chút, hỏi, Cừu Đại Sơn. Hàn Kiến Minh gật đầu vừa cười vừa nói, không phải Cừu hận thù, là kêu, gọi Cừu Đại Sơn. Cái này họ, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đâu. Ngọc Hy lại không nhìn như vậy, mà là nói ra, Cừu Đại Sơn, Danh tự này ngụ ý chính là nói, cừu hận của hắn giống một tòa đại sơn, để hắn nhất trực gánh vác lấy muốn quên cũng không thể quên. Lâu như vậy cũng bồi dưỡng được ăn ý, hàng kiến minh biết Ngọc Hy lời này có ý tứ là nói cái này cừu đại sơn rất có thể chính là yến vô song, lập tức lắc đầu nói ra, Ngọc Hy, liêu đông thủ tướng đồng đại tướng quân tại đồng thành ngốc hơn 20 năm, cùng yến gia cũng thường xuyên đến hướng, hắn còn có thế không biết yến vô song như cái này cừu đại sơn thật là yến vô song, sớm đã bị hắn giết, nơi nào còn có thể để cho hắn còn sống. Năm đó yến gia chết hết, đồng đại tướng quân cũng là hung thủ sau màn một trong. Dạng này thâm cừu đại hận, đồng đại tướng quân làm sao có thể bỏ qua người của yến gia, chớ đừng nói chi là văn võ song toàn yến vô song. Ngọc Hy nói ra, đại ca, ta nghe nói có dịch dung thuật đâu. Có thể hay không dịch dung rồi. Hàng Kiến Minh bật cười nói, kia cũng là nghe nhầm đồn bậy nơi nào có thay đổi một người hình dạng thể trạng dịch dung thuật mà lại trong quân tướng lĩnh tổ tiên đều muốn tra rõ ràng minh bạch nếu là dễ dàng như vậy liền mạo danh vậy còn không biết có bao nhiêu gian tế lẫn vào tiến đến tại biên thành đối tướng lĩnh kiểm tra đặc biệt khắc nghiệt là ngọc hy tưởng tượng không đến đây cũng là vì cái gì vân kình này đó thân phận sẽ bại lộ nguyên nhân không bại lộ sẽ bị xem như gian tế bắt lại ngọc hy lại là lắc đầu nói ra đại ca ngươi về sau vẫn là chú ý một chút người này có đôi khi ngươi càng là cảm thấy không có vấn đề ngược lại càng có vấn đề ta có một loại trực giác coi như hắn không phải yến vô song dịch dung cũng khẳng định cùng yến vô song có quan hệ hàn kiến minh cảm thấy ngọc hy ở giữa lời này có đạo lý gật đầu nói người này ta về sau sẽ chú ý đúng ta muốn để ngươi nhị ca đi liêu đông ngươi cảm thấy thế nào Ngọc Hy vừa nghe đến để hàng kiến nghiệp đi Liêu Đông, phản xạ có điều kiện kêu lên, không được, không thể đi Liêu Đông. Đời trước nhị ca chính là chết tại Liêu Đông, liền thi cốt đều không có tìm. Chuyện này cho Ngọc Hy lưu lại rất lớn bóng tối. Hàng kiến binh không nghĩ tới Ngọc Hy phản ứng cường liệt như vậy, cho là hắn là vì hàng kiến nghiệp an nguy lo lắng, nói ra, ngươi nhị ca nếu là lại ở tại Kinh Thành, sẽ phế. Trừ phi thay đổi triều đại, nếu không lại loạn cũng loạn không đến kinh thành cho nên dù là hàng kiến nghiệp là đi địa phương bên trên cũng so tại kinh thành mạnh chẳng qua hàng kiến minh giả tâm rất lớn cảm thấy muốn liền để hàng kiến nghiệp đi biên thành dạng này có thế càng nhanh tích lũy quân công ngọc hy lắc đầu nói ra ta không phải nói muốn để nhị ca tại trong kinh thành ta chẳng qua là cảm thấy không thể đưa nhị ca đi liêu đông đại ca liêu đông quá loạn khi cổ chỗ tối thế lực người đến bây giờ đều không có ra được tin tức gì dừng một chút nói ra đại ca nếu là yến vô song không có chết vậy hắn khẳng định là nút trong bóng tối chuẩn bị báo thù đồng đại tướng quân tống gia đều là hắn muốn báo thù đối tượng thế nhưng là hắn muốn đối phó những người này thời điểm khẳng định sẽ tai họa vô tội nhị ca mặc dù võ nghệ không tệ nhưng lục đục với nhau những cái này lại là nhược điểm của hắn hàn kiến minh vẫn còn có chút do dự ngọc hy biết lưu tú đại ca tại liêu đông đi liêu đông cũng có người chiếu ứng ý nghĩ này là không sai nhưng ngọc hy lại không muốn để hàng kiến nghiệp đi liêu đông đại ca ta cảm thấy kỳ thật nhị ca càng thích hợp đi tây bắc dù là không thích hợp nàng cũng phải tách ra thành thích hợp còn nữa kỳ thật đi liêu đông đi theo tây bắc đối hàng kiến nghiệp đến nói đều như thế hàng kiến minh nghe lời này hỏi tây bắc không phải đồng dạng rất loạn ngươi liền không sợ đến lúc đó cũng đưa ngươi nhị ca cuốn vào. Ngọc Hy lắc đầu nói ra, nhị ca đi Tây Bắc, nhất định sẽ cuốn vào đến tranh đấu quyền lợi. Hàng Kiến Minh không có minh bạch Ngọc Hy ý tứ, nói rõ ràng. Ngọc Hy vừa cười vừa nói, đại ca không nhớ rõ, nhị ca lúc nhỏ cùng Vân Kình quan hệ rất không tệ. Ngọc Hy nếu biết người thắng cuối cùng là Vân Kình, tự nhiên muốn để hàng kiến nghiệp đứng tại Vân Kình bên này, tốt dành càng nhiều lợi ích. Về phần Vân Kình có thể hay không tiếp nhận hàng kiến nghiệp, Ngọc Hy căn bản không lo lắng. Vừa đến hàng kiến nghiệp võ công được, không phải cái cái thùng rỗng, mà lại tính tình hào sản rất dễ dàng cùng người hòa mình. Thứ hai có một cái binh bộ thị lan đại ca, chỉ cần Vân Kình đầu óc rõ ràng, liền sẽ không cự tuyệt dạng này một cái minh hữu. Hàng kiến minh trong mắt có chần chờ, hỏi, ngươi đẹp mắt như vậy Vân Kình. Ngọc Hy, ngươi phải biết, Vân Kình địch nhân không chỉ có tầng chiêu, còn có người nhà họ Tống. Nhược Vân dơ cao chỉ có tầng chiêu một cái địch nhân, Hàng Kiến Minh khẳng định đem bảo đặt ở Vân Kình trên thân. Nhưng vấn đề là Vân Kình cừu nhân còn có Tống Gia, Vân Kình đối Tống Gia cừu thị, người nhà họ Tống lòng dạ biết rõ. Dưới loại tình huống này, người nhà họ Tống làm sao có thể sẽ để cho Vân Kình có được Tây Bắc quân quyền. Ngọc Hy nói ra, đại ca, ta biết ngươi để nhị ca đi liêu đông là cảm thấy có trợ lực nhưng đại ca có hay không nghĩ tới, nhưng cái này trợ lực đồng thời cũng là lực cản. Nhị tẩu đại ca rất biết đánh trận, kia nhị ca liền phải vĩnh viễn tại đại cửu tử che chở cho. Đây đối với nhị ca đến nói cũng không phải là chuyện tốt. Cũng không phải lo lắng có người đỏ mắt phỉ bán hàng kiến nghiệp là dựa vào quan hệ bám váy thượng vị, mà là Ngọc Hy cảm thấy vạn nhất lưu tú ca ca không nghĩ để hàng kiến nghiệp mạo hiểm, để hắn đảm đương tương đối an toàn việc cần làm, đây chẳng phải là biến khéo thành vụn. Hàng Kiến Minh lắc đầu nói ra, cái này sẽ không. Lư Cương không phải loại kia làm việc thiên tư người, càng sẽ không ngăn ngươi nhị ca tiền đồ. Ngọc Hy hao hết môi lưỡi, cuối cùng cũng chỉ đổi lấy Hàng Kiến Minh một câu, ta sẽ nghiêm túc suy xét. Nhìn xem Hàng Kiến Minh dáng vẻ, Ngọc Hy liền biết thuyết phục vô dụng. Ngọc Hy cũng không bắt buộc, dù sao nhị ca cũng không phải ngày mai liền đi, nàng trở về suy nghĩ lại một chút biện pháp. Hàng Kiến Minh hỏi Ngọc Hy một cái vấn đề riêng, Ngọc Hy, ngươi đối với mình hôn sự có ý nghĩ gì không có? Nói xác thực, hắn muốn hỏi Ngọc Hy tìm cái dạng gì? Ngọc Hy ngẩng đầu nhìn Hàng Kiến Minh, đại ca, chỉ cần đối phương phẩm tính tốt, cái khác không có gì yêu cầu. Trên sự nỗ lực tiến cái này căn bản không cần sách, như không có bản lãnh lớn ca cũng chướng mắt. Cho nên, trọng yếu nhất chính là phẩm tính. Hàng Kiến Minh trầm ngâm một lát sau nói ra, Ngọc Hy, ta muốn cho ngươi chọn một võ tướng chọn vị hôn phu, ngươi cảm thấy thế nào? Ngọc Hy nói ra, có thể nha. Chẳng qua tốt nhất là có thế cùng theo đi bên ngoài mặt cho, không cần ngăn cách hai nơi. Tướng lãnh cao cấp vợ con đều phải để lại tại kinh thành làm con tin. Có điều, những cái kia tướng lãnh cao cấp đều là tổ phụ bối, coi như mấy cái ít có thanh niên anh tài cũng đều thành gia lập nghiệp đại ca ánh mắt lại chọn, chọn trúng người chọn tối đa cũng liền năm sáu phẩm ở giữa. Chỉ cần trong nhà vận hành một chút, vẫn là rất dễ dàng cùng theo đi. Hàng Kiến Minh cười gật đầu một cái, nói ra, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt. Ngọc Hy kỳ quái mà hỏi thăm, đại ca, ngươi có phải hay không có ứng cử viên rồi? Ân, ừ, hy vọng đại ca không muốn cho ta chọn cái quá khó nhìn, làm gì cũng không thể so nhị ca còn kém. Hàng kiến nghiệp đây chính là một cái trừng mắt kim cương. Ngọc Hy cũng không muốn tìm trượng phu so hàng kiến nghiệp dáng dấp còn kém. Cũng không phải nàng nhìn trúng hình dạng, mà là lo lắng vãn nhất sinh cái giống nữ nhi cha, kia không được khóc chết. Lớn lên dạng, về sau gã đều không gã ra được. Hàng kiến minh nghe lời này, nở nụ cười, yên tâm, khẳng định chọn cái dáng dấp đoan chính. Đúng, Ngọc Hy, ngươi lần trước cùng Trần Nhiên nói những lời kia, hẳn là chỉ là vì để cho để hắn biết khó mà lui không phải coi là thật a à. ngọc hy nở nụ cười thật chứ nàng ngược lại là muốn làm thật đâu nhưng vấn đề là trên đời này có nam nhân như vậy sao kịch nam bên trong ngược lại là có trong cuộc sống hiện thực nhưng không có nam nhân như vậy đương nhiên không thể nói tuyệt đối không có chỉ là trên dưới hai đời nàng gặp qua cũng chưa từng nghe qua có không nạp thiếp không muốn động phòng chỉ trong coi thê tử qua nam nhân đại ca ngươi suy nghĩ nhiều ta chính là biết trần nhiên sẽ không đáp ứng mới nói như vậy hàn kiến minh gật đầu nói vậy là tốt rồi hắn suy đoán ngọc hy là vì để trần nhiên biết khó mà lui nhưng tóm lại không có ngọc hy chính miệng nói ra an tâm ngọc hy vừa cười vừa nói thật có ý nghĩ như vậy cái kia dứt khoát không muốn gả có một câu nói tốt nam nhân thật giống như mèo thế đạo này nơi nào có không ăn vụng mèo đâu cùng nó để hắn đi bên ngoài trộn, còn không bằng để hắn thoải mái dễ chịu ở lại nhà. Dù sao nàng có nhà mẹ để chỗ dựa, mình cũng lập được, không sợ những cái kia thiếp hầu động phòng vượt qua trên đầu nàng đi. Hàng kiến minh đem trên bàn sách một chồng tư liệu đưa cho Ngọc Hy, nói ra, lấy về xem đi. Đồ vật trong này đều là kinh thành cùng địa phương bên trên gần đây chuyện phát sinh. Trở lại đào nhiên cư, Ngọc Hy đem đồ vật đặt ở trên bàn sách, cuối đầu suy tư nửa ngày làm sao thuyết phục hàng kiến minh. Ngọc Hy cũng không phải không nghĩ tới đi thuyết phục hàng kiến nghiệp, nhưng cảm giác được đây là hạ sách. Tốt nhất biện pháp vẫn là thuyết phục đại ca. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra một cái biện pháp tốt, Ngọc Hy đành phải bắt đầu luyện chữ. Luyện chữ thời điểm dễ dàng nhất để người bình tĩnh trở lại. Một buổi tối, cũng không nghĩ ra tốt biện pháp ra tới. Ngày thứ hai sau khi rời giường, mặc vào áo khoác đi ra viện tử đã nhìn thấy tử cẩn đang luyện công tử cẩn cây đại đao kia múa đến uy vũ sinh huy nhìn xem đều có lực nhìn xem tử cẩn ngọc hy đột nhiên linh quang lóe lên nàng nghĩ đến làm sao thuyết phục đại ca đồng ý không để nhị ca đi liêu đông mà lại cái này biện pháp nhất định linh nghiệm ngọc hy luyện công buổi sáng xong tử tô bưng nước cho nàng súc miệng lau mặt thấy ngọc hy một mặt ý cười nhìn không được hỏi cô nương nghĩ đến cái gì chuyện tốt rồi. Cao hứng như vậy. Ngọc Hy thừa nước đục thả câu, đây là cơ mật, không thể nói. Chạng vạn tối thời điểm, Ngọc Hy tìm hàng kiến minh, nói với hắn nói, đại ca, ta đêm qua nằm mơ, mộng thấy nhị ca xảy ra chuyện. Hàng kiến minh giật mình kêu lên, làm thế nào dạng này mộng. Hàng kiến minh cũng không có hoài nghi Ngọc Hy biên nói dối lừa hắn, thực sự là không nhất thiết phải thế. Ngọc Hy lắc đầu nói ra, đại ca ngươi nói chuyện để nhị ca đi liêu đông, ta đã cảm thấy không tốt. Đêm qua lại làm ác mộng, mộng thấy nhị ca bị đông hồ nhân giết, hơn nữa còn hài cốt không còn, ta dọa đến đều không dám ngủ tiếp. Hàng Kiến Minh nhớ tới hôm qua hắn cùng Ngọc Hy nói muốn Hàng Kiến Nghiệp đi liêu đông lúc, phản ứng xác thực rất kịch liệt. Nếu là những người khác nói làm ác mộng mộng thấy Kiến Nghiệp không có, tỉ như nói mẹ hắn hoặc là Lưu Tú, hắn khẳng định là cảm thấy đối phương là lo lắng quá độ từ đó làm ác mộng. Nhưng Ngọc Hy không giống, người ta nằm mơ là tương phản, nàng nằm mơ khả năng rất lớn sẽ trở thành hiện thực. Ngọc Hy thấy hàng kiến minh không nói lời nào, sốt ruột nói, đại ca, không thể để cho nhị ca đi liêu đông, ta cảm thấy sẽ giữ nhiều lành ít. Đại ca, ngươi như cảm thấy Tây Bắc không tốt, đi Tây Nam cũng có thể nha. Hàng kiến minh gật đầu nói, ân, không thể đi lưu đông về phần muốn hay không đi Tây Bắc, còn phải lại châm trước châm trước. Ngọc Hy rốt cục yên tâm. Chương 287, Chuyện phím Tháng 7 cuối kỳ, lư Tú sinh hạ thứ tử. Ngọc Hy xem hết hài tử về sau, cùng Thu Thị nói thầm nói, trời nóng như vậy, không thể mở cửa cửa sổ, không thể quạt gió, càng không thể thả khối băng. Nương, cái này nhưng làm sao sống nha? Không phải một ngày hai ngày, là muốn một tháng nha. Ngẫm lại, Ngọc Hy đã cảm thấy thật là khủng khiếp. Thu Thị nói ra, vừa vặn liền sinh ở tháng 7, đây cũng là không có cách nào sự tình. Tháng 7 sinh con, đúng là chịu tội thụ lớn, nhưng cái này sinh con lại không thể chọn ngày. Hài tử tẩy ba lễ không có qua mấy ngày, hàng kiến nghiệp ngay tại bắt đầu chuẩn bị đi Tây Bắc công việc. Hàng kiến minh suy xét nửa ngày, vẫn là đối vân kình không yên lòng, liền nghĩ để hàng kiến nghiệp đi Tây Nam. Tây Bắc là di nhân địa bàn, mặc dù di nhân hung mạnh nhưng dù sao cũng so đi Tây Bắc để đệ đệ cùng Vân Kình hỗn thành một đoàn mạnh. Nhưng hàng kiến nghiệp chết sống không đi Tây Nam, đi nói không thành liêu đông vậy liền đi Tây Bắc. Không để hắn đi Tây Bắc, vừa vặn, chính hắn cũng không muốn đi Tây Bắc, hắn muốn đi chính là liêu đông. Cuối cùng hàng kiến minh chỉ có thể thỏa hiệp, đồng ý để hắn đi Tây Bắc. Nếu là đi Giang Nam chờ giàu có an bình địa phương, vậy khẳng định không dễ dàng như vậy tìm được trống chỗ. Nhưng Tây Bắc loại này quanh năm suốt tháng đánh trận lạnh lẽo chi địa, lại bởi vì mỗi lần đánh trận đều có bó lớn tướng sĩ tử thương, cho nên trống chỗ bó lớn chính là Hàng kiến minh mình lại tại binh bộ, dễ như trở bàn tay liền cho hàng kiến nghiệp mưu cái thiên hộ thiếu. Cũng không phải không thể mưu cái tốt hơn, chỉ là hàng kiến nghiệp không nguyện ý, đại nam nhân hoạn lộ muốn thi mình dốc sức làm, tổng dựa vào trong nhà làm cái gì? Chỉ là đi Tây Bắc cái này sự tình, hàng kiến nghiệp vẫn luôn không dám cùng Lưu Tú nói. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn liền chạy đến cùng Ngọc Hy lấy chủ ý. Ngọc Hy nghe được hàng kiến nghiệp nói hắn khó xử, vừa cười vừa nói, nhị ca, kỳ thật ngươi không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp cùng nhị tẩu nói chính là, nhị tẩu đều biết. Đừng nói nhị ca muốn ngoại phóng như thế lớn tin tức không gạt được lư gia, coi như lư gia không nói, Lưu Tú cái này làm thê tử còn có thế nhìn không ra trượng phu dị dạng. Không nói, không có nghĩa là không biết, chỉ là đồ cưới không biết mà thôi thôi. Hàng kiến nghiệp A một tiếng, nói ra, ngươi nhị tẩu làm sao biết. Ta đều để người giấu giếm tin tức. Hắn liền sợ Lưu Tú suy nghĩ lung tung, cho nên mới đem tin tức giấu đến ship sao. Ngọc Hy nở nụ cười, nói ra, ngươi cùng nhị tẩu nói thẳng chính là. Hàng kiến nghiệp là võ tướng, muốn dành tốt tiền đồ khẳng định là cần nhờ quân công lư gia người đi là con đường này hàng kiến nghiệp còn có thế ngoại lệ cho nên đối với hàng kiến nghiệp muốn ngoại phóng sự tình nàng sớm đã có chuẩn bị cùng ngày hàng kiến nghiệp liền cùng lư tú nói chuyện này nguyên bản hàng kiến nghiệp là chuẩn bị chờ lư tú làm xong trong tháng chỉ là tây bắc bên kia lại đánh đánh bại tử thương rất nặng phi thường thiếu người cho nên binh bộ liền cho hàng kiến nghiệp hạ văn thư để hắn mau chóng chạy tới Tây Bắc đi. Lư Tú trầm mặt nửa ngày, nói ra, lúc nào lên đường. Hàng kiến nghiệp từ bên ngoài sau khi trở về, nàng liền cảm giác được không thích hợp. Bắt đầu Lư Tú là lo lắng hàng kiến nghiệp động cành lá hoa hòe, ở bên ngoài coi trọng cái gì nữ nhân. Cuối cùng để người ra một cái, mới phát hiện nguyên lai trượng phu chuẩn bị ngoại phóng. Bản tâm đến nói, Lư Tú tự nhiên là không nguyện ý hàng kiến nghiệp ngoại phóng, mà lại là phóng tới biên thành loại kia kinh thành đánh trận có tử thương địa phương. Thế nhưng là Lưu Tú rất rõ ràng, hắn ngăn cản không được trượng phu bước chân. Đã ngăn cản không được, trượng phu lại không nói cho nàng, nàng coi như không biết. Hàng kiến nghiệp nói ra, 10 ngày về sau liền lên đường. Lưu Tú thấp giọng nói, nhanh như vậy. Nghe hàng kiến nghiệp giải thích về sau, Lưu Tú lại hỏi, tại sao phải đi Tây Bắc không đi Liêu Đông? Đi Liêu Đông, có đại ca tại, tóm lại so với trước Tây Bắc hai mắt đen thui tốt. Cũng không phải để đại ca giúp đỡ bật đèn xanh, chỉ là cấp trên có người làm việc liền thuận tiện rất nhiều. Hàng kiến nghiệp nói ra, đại ca trước đó vài ngày mời Cao Tăng người cho ta tính một quẻ, Cao Tăng nói ta không nên hướng đông, bằng không có nguy hiểm đến tính mạng. Đây là hàng kiến minh không để hàng kiến nghiệp đi lưu đông lý do thoái thác, mặc dù hàng kiến nghiệp không tin, nhưng hắn không làm gì được chính mình lão ca nữ nhân gia đồng dạng đều là tương đối mê tín càng không được loại này việc quan hệ tính mạng an nguy sự tình. Lưu Tú nghe lời này, liền không lại xoắn suýt đi lưu đông sự tình, ta để giảng ma ma cho ngươi thu dọn đồ đạc. Nói xong, nước mắt liền đến rơi xuống. Hàng kiến nghiệp sợ nhất chính là nữ nhân khóc, lúng cuốn tay chân trấn an nói, ngươi đừng khóc, ở cử thời điểm là không thể khóc. Chờ ta ở bên kia đứng vững gót chân về sau, ngươi muốn đi ta liền để người tới đón ngươi cùng hài tử. Lưu Tú sát nước mắt nói ra, chờ hài tử lớn chút lại nói. Đừng nói thứ tử vừa ra đời, chính là trưởng tử mới 3 tuổi đâu, nơi nào trải qua được như vậy sóc nảy. Hàng kiến nghiệp không phải cái biết dỗ người, chẳng qua ngày hôm đó khó được bồi tiếp Lưu Tú nói gần nửa ngày. Cùng nó nói là hắn bồi tiếp nói chuyện, không bằng nói Lưu Tú tự mình một người đang nói, các loại căng dặn, các loại lo lắng. Nghe được hàng kiến nghiệp trong lòng ê ẩm, cảm thấy mình ở thời điểm này rời đi rất xin lỗi thê tử. Chỉ là lại không nở, nên đi thời điểm vẫn là phải đi. Tháng 8 đầu kỳ, tại nhiều đi mấy bước đường đều đầu đầy mồ hôi thời điểm, hàng kiến nghiệp mang theo 12 cái trường tùy, tiến về Tây Bắc đi. Trung tuần tháng 9, Kinh Thành đạt được Tây Bắc đến tin chiến thắng. Tây Bắc đánh một cái thắng trận, giết địch 5.000, về phần tù binh thì một cái đều không có. Ngọc Hy nhìn xem Hàn Kiến Minh đưa cho nàng tư liệu, thuận miệng nói một câu, không có một tù binh. Đều bị giết sao? Ngọc Hy sẽ đặc biệt chú ý cái này, chủ yếu là bởi vì Vân Kình năm đó chính là giết tù binh thanh danh quá lớn. Hàn Kiến Minh vừa cười vừa nói, không giết còn giữ làm cái gì? Ngọc Hy trầm mặt xuống. Trước kia không biết thế sự, nghe nghe đồn đã cảm thấy Vân Kình rất thị sát. Nhưng là bây giờ biết được nhiều mới biết được lưu lại tù binh cũng không phải là dăm ba câu là lên đơn giản như vậy nếu là không giết bọn hắn kia ăn cái gì như thế nào an trí triều đình cho quân phí đều không đủ mình ăn dùng nơi nào còn có cho địch nhân ăn dùng mà lại những người này nếu không giết bắt về giam lại nguy hiểm cũng rất lớn vạn nhất bọn hắn tìm cơ hội bạo loạn làm sao bây giờ hoặc là nội ứng ngoại hợp làm sao bây giờ cho nên nhất giản tiện mau lẹ biện pháp chính là đem những người này tất cả đều diệt. Lưu lại các loại vấn đề các loại phiền phức. Hàng kiến minh lắc đầu, nữ hài tử đến cùng là mềm lòng, triều đình đã hạ lệnh khen ngợi. Mặt khác, hoàng thượng còn hạ thánh chỉ, để vân kình hồi kinh. Ngọc Hy ách một tiếng, nói ra, để vân kình hồi kinh. Liền Ngọc Hy biết rõ, mãi cho đến lúc nàng chết vân kình đều không có trở lại kinh thành, một mực đang tây bắc thật tốt ở lại đâu. Hàng kiến binh nở nụ cười, trừ phi Vân Kình đầu óc rút, nếu không không có khả năng về kinh thành. Vân Kình nếu là hồi kinh, Tống Gia có rất nhiều cơ hội diệt hắn. Vân Kình lại không ngốc, sao lại tự chui đầu vào lưới. Cái này thánh chỉ, chẳng qua là hoàng đế mong muốn đơn phương. Ngọc Hy cũng cảm thấy Vân Kình sẽ không về kinh thành, nói ra, kia Tống Gia có thể sẽ mượn nhờ tầng chiêu tay diệt trừ Vân Kình rồi. Hàng kiến binh gật đầu một cái, Vân Kình hắn nếu là muốn cùng Tần Chiêu chống lại, cũng chỉ có một con đường có thể đi. Tìm một cái nội tình thâm hậu vợ tộc, Vân Kình lớn nhất tư bản chính là hắn tuổi trẻ có bản lĩnh, khẳng định có không ít người coi trọng cái này tiềm lực, cho nên, không lo tìm không ra tốt thông gia đối tượng. Ngọc Hy thẳng thắn nói, thông gia tự nhiên là tốt nhất cũng là nhanh nhất biện pháp, nhưng vấn đề liền Vân Kình kia hung danh, Trần Tuyết trước đó liền bị hù chết, không biết lúc này làm mai đối tượng có thể hay không cũng bị hù chết hàn kiến minh nói ra ngọc hy rất nhiều chuyện không muốn chỉ nhìn mặt ngoài ngọc hy phản ứng rất nhanh nói ra hẳn là trần tuyết chết có nội tình nàng thật đúng là không nghĩ tới trần tuyết sự tình sẽ có khác kỳ quặc hàn kiến minh gật đầu nói vân kình cùng tống gia là sinh tử cừu nhân thái ninh hầu làm sao lại đem nữ nhi gả cho vân kình đây chẳng phải là cùng tống gia kết thù ngọc hy não đại động mở trần tuyết không chết nghĩ tới đây lại lắc đầu nói ra không đúng trần tuyết như không chết trần nhiên lúc trước cũng không có khả năng thương tâm như vậy hàn kiến minh không có cùng ngọc hy nói đến quá kỹ càng chỉ nói là nói trần tuyết chết rồi chẳng qua nàng đến cùng vì cái gì mà chết ta không rõ ràng nhưng ta biết coi như nàng không chết thái ninh hầu cũng sẽ không đưa nàng gả cho vân kình cái gọi là không từ hôn bị vân kình hù chết chẳng qua là đối ngoại một cái ngụy trang thái ninh hầu phủ tin tức giấu rất chặt kỹ càng tin tức hắn cũng không nghe được ngọc hy thấy thế cũng không tiếp tục hỏi nhiều vậy cái này vân kình cũng đủ khổ cực ngẫm lại đời trước nghe đồn cũng không cũng quá oan Hàng kiến binh không đối chuyện này làm đánh giá giờ đi đề tài hà bắc bên kia hơn nửa năm náo nạn hạn hán mùa thu thu hoạch cũng không tốt ta đoán chừng đến lúc đó sẽ có lưu dân tràn vào kinh thành cho nên khoảng thời gian này không muốn ra khỏi cửa sẽ cố ý cùng ngọc hy nói những lời này là bởi vì nói nàng muốn đi hồng tảo trang ở hai ngày biết được càng nhiều càng kinh ngạc nếu là tại thời thái bình coi như hà bắc phát sinh thiên tai chỉ cần triều đình chẩn tai cũng sẽ không có cái đại sự gì nhưng bây giờ quốc khố trống rỗng nơi nào có tiền lấy ra đi chẩn tai đương nhiên coi như tiến đến tiền đi chẩn tai cuối cùng nói nạn dân trong tay cũng không biết có hay không một phần mười. Ngọc Hy gật đầu nói, ta biết, gần đây sẽ không đi ra. Hàng Kiến Minh khẽ thở một hơi, nói ra, gần đây Liêu Đông cùng Tây Bắc nhất trực đánh trận, Tây Nam cùng Thục Trung còn tại Bình Định. Người của binh bộ đều sức đầu mẻ tráng. Khắp nơi đều đang chiến tranh, quốc khố nghèo đến nỗi ngay cả quan viên bổng lộc đều nhanh không phát ra được đi. Hàng Kiến Minh cảm thấy, có lẽ chờ không được đương kim hoàng đế chết thiên hạ liền phải đại loạn. Ngọc Hy hỏi một vấn đề, đại ca, ta gần đây đang nghĩ, nếu là trưởng khống liêu đông kia của thế lực ngầm thật sự là yến vô song, chờ hắn có một ngày trưởng khống liêu đông, lại cùng vân kình kết thành liên minh, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Hàng kiến minh cảm thấy Ngọc Hy não mở rộng rất lớn, mặc dù nói yến gia cùng vân gia trước kia giao tình rất sâu, vân lão gia tử vẫn là vì yến gia chết, nhưng hai người này không có khả năng kết minh. Vân Kình là muốn dùng quân công tích lũy tư bản, nghĩ quan minh chính đại tìm Tống Gia báo thù. Yến vô song trốn ở chỗ tối, tìm cơ hội muốn đem Tống Gia vạn ngã. Mặc dù hai người đều thân phụ huyết hải thâm cừu, cũng đều muốn tìm Tống Gia báo thù, nhưng tính tình không giống, căn bản đàm không đến một khối. Ngọc Hy không có chút nào vì vừa rồi ý nghĩ hảo huyền cảm thấy xấu hổ, có chút sự tình, có thể phát tán tính suy nghĩ, cũng không biết sự kiện kia lúc nào bạo phát đi ra. Nếu là bạo phát đi ra, lại sẽ xuất hiện như thế nào rung chuyển. Hàng Kiến Minh rất khẳng định nói ra, ngươi yên tâm, chuyện này sẽ không ra tới. Cửu hoàng tử sẽ không cho phép nó ra tới. Nói lên cửu hoàng tử, Ngọc Hy liền nở nụ cười, tự cho là thông minh, nhưng lại không biết thông minh ngược lại bị thông minh lầm. Tống gia cùng vu gia là cửu hoàng tử trợ lực lớn nhất, có thể đồng thời cũng là lớn nhất lực cản. Muốn làm gì, không có bọn hắn đồng ý cử hoàng tử cái gì đều không làm được, sao cái con rối không khá hơn bao nhiêu. Chương 288, Chống chỉ Hài tử lớn nhanh, một ngày một cái dạng Ngọc Hy tại trường lạc viện nhìn thấy Bình Ca Nhi thời điểm, cười bóc một chút Bình Ca Nhi trắng trắng mềm mềm phải khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ra, mẹ, Bình Ca Nhi nhìn so trước mấy ngày lại lớn đây. Bình ca nhi là lưu tú sinh thứ tử, lấy bình ca nhi chính là hy vọng hàng kiến nghiệp có thế bình bình an an trở về. Thu thị vừa cười vừa nói, tiểu hài tử chính là như vậy. Nếu là 10 ngày nửa tháng không thấy, người đoán chừng đều không nhận ra. Ngọc Hy nở nụ cười, ngược lại nói ra, mẹ, hôm qua đi xem tổ mẫu, tổ mẫu tinh thần tốt không ít đâu. Bởi vì từ hôn sự tình, lão phu nhân bị thu thị chọc tức lấy, bệnh thời gian thật dài chẳng qua cũng may nội tình không sai, hiện tại tốt. Chẳng qua lão phu nhân bệnh là tốt, nhưng tính tình lại càng phát lớn, mỗi lần nhìn thấy thu thị đều không có sắc mặt tốt, đối ngọc hy càng là lạnh lùng. Chẳng qua đối với tại trước giường hầu hạ mấy tháng văn thị cùng ngọc dung lại là hòa ái rất nhiều. Thu thị trước kia tận tâm hầu hạ cũng không được mấy câu tốt, hiện tại đem tâm tư hoàn toàn buông xuống. Lão phu nhân chán ghét liền chán ghét, dù sao nhi tử đã là gia chủ, ai cũng dao động không được địa vị của nàng. Cho nên, trừ nhìn chung trên mặt tình cảm ngẫu nhiên đi thượng phòng thăm hỏi một chút, thời gian khác nàng đều không đi, tránh khỏi nhìn nhau hai ghét. Nàng hầu hạ lão phu nhân hơn nửa đời người, tại lão phu nhân vì mới vừa vào cửa không lâu văn thị hao tổn mặt mũi của nàng lúc, đối lão phu nhân tình cảm liền làm hao mòn. Bây giờ thu thị, đã đem trong phủ đệ sự tình tất cả đều giao cho dịp thị, mỗi ngày một nửa thời gian dùng để niệm kinh, một nửa thời gian trêu đùa Tôn Nhi, thời gian trôi qua không biết nhiều hài lòng. Thu Thị cười gật đầu nói, đúng nha. Đại phu nói lão phu nhân bệnh đã khỏi hẳn, chẳng qua tuổi tác lớn, về sau không thể lại cử động khí, phải tĩnh dưỡng. Lão phu nhân hiện tại còn không thể chết, nếu là lão phu nhân chết mất hai cái nhi tử liền phải có đại tang. Đại nhi tử thật vất vả mưu đến binh bộ thị lang thiếu, cũng không thể bị cái này sự tình lôi mệt mỏi nghĩ tới đây thu thị lại nghĩ tới này sẽ tại tây bắc ăn hạt các hàng kiến nghiệp cũng không biết ngươi nhị ca tại tây bắc thế nào bên người cũng không có người chiếu cố bên kia hoàn cảnh lại ác liệt ngẫm lại ta cái này tâm liền sửa chữa phải hoãn ngày đó biết hàng kiến nghiệp muốn đi tây bắc thu thị cũng không có nói không để đi bởi vì nàng biết nhi tử học nhiều năm như vậy công phu không phải liền vì ở tại trong kinh thành hao tổn cho nên cho nên lại không nỡ nàng cũng không thể ngăn nhi tử đi mưu tiền đồ, cuối cùng ngậm lấy nước mắt đem người đưa tiễn. Ngọc Hy cười cái này nói ra, mẹ, ngươi cũng đừng vì nhị ca lo lắng, nhị ca từ 8 tuổi liền được đưa đi sơn thượng tập võ, tại sơn thượng còn học được nấu cơm. Cho nên ngươi không cần lo lắng, nhị ca tại Tây Bắc Hắn cũng nhất định có thế chiếu cố thật tốt chính mình. Còn nữa, nhị ca sùng bái nhất chính là ngoại tổ phụ, hy vọng về sau trở thành ngoại tổ phụ người như vậy. Thu thị lão cha là mân nam tổng binh đại nhân, ở nơi đó đóng giữ hơn 10 năm, có thể nói là kia một vùng thổ hoàng đế. Thu thị có chút phiền muộn, nói ra, ngươi ngoại tổ phụ nha. Ta đều hơn 10 năm chưa thấy qua hắn. Cha nàng lần trước hồi kinh đã là 16 năm trước sự tình, cái này đều 16 năm không gặp người. Cũng không biết cha hắn hiện tại cái dạng gì rồi nàng đều nhanh có tóc trắng, chắc hẳn cha nàng càng là già đến không còn hình dáng. Nghĩ tới đây, Thu Thị nước mắt đều đến. Bây giờ Thu Thị ăn chay niệm Phật, sao lại không phải hy vọng Phật tổ phù hộ phụ thân cùng tiểu nhi tử đây, chỉ hy vọng ngươi ngoại tổ phụ có thế kiện kiện khang khang, ngươi nhị ca bình bình an an. Cha nàng tại Mân Nam kinh doanh nhanh 20 năm, trừ lo lắng thân thể của hắn cái khác cũng không cần thiết nhọc lòng. Tiểu nhi tử đi Tây Bắc, Thế nhưng là chưa quen cuộc sống nơi đây, có thể nói phải bắt đầu lại từ đầu. Ngọc Hy vừa cười vừa nói, mẹ, ngoại tổ phụ nhất định có thể sống lâu trăm tuổi, nhị ca cũng nhất định sẽ bình bình an an trở về. Hai người nói chuyện tại Bình Ca Nhi trong tiếng khóc kết thúc. Chạm vạn tối thời điểm, Ngọc Hy bị hàng Kiến Minh gọi đi thư phòng. Ngọc Hy từ hàng Kiến Minh trong tay tiếp nhận một phong thư, mở ra xem, lập tức lộ ra nụ cười, là nhị ca tin hàng kiến nghiệp kia chữ quá có cá tính, nhìn lên liền biết. Hàng kiến minh chờ Ngọc Hy xem xong thư về sau nói ra, vân kình ngược lại là lợi hại, ngươi nhị ca mới đến Tây Bắc không bao lâu, liền bị hắn lung lạc lấy. Ở trong thư hàng kiến nghiệp từng ngụm vân kình huynh, đủ để chứng minh hết thảy vấn đề. Nói dứt lời, hàng kiến minh cố ý nhìn Ngọc Hy liếc mắt. Hắn rất kỳ quái, vì cái gì Ngọc Hy sẽ đối vân kình có lòng tin như vậy? cổ này lòng tin đến cùng là từ đâu đến. Ngọc Hy tại hàng kiến nghiệp đi Tây Bắc trước đó cũng không có nói để hàng kiến nghiệp cùng Vân Kình kết giao sự tình, có chút sự tình nàng có thể cùng hàng kiến minh nói, nhưng không thể cùng hàng kiến nghiệp nói. Bởi vì lấy hàng kiến nghiệp tính tình, nếu nói để hắn vì lợi ích cùng Vân Kình kết giao, hắn khẳng định khinh thường. Ngọc Hy nói ra, đây cũng là Vân Kình bản lĩnh. Nếu là không có bản lĩnh, cuối cùng làm sao có thể trở thành Tây Bắc thống soái? Hàng Kiến Minh nhìn qua Ngọc Hy, nói ra, Vân Kình lấy vết thương cũ tái phát làm lý do, không đến Kinh Thành. Lá gan rất không tệ, vậy mà lại lấy vết thương cũ tái phát làm lý do không đến Kinh Thành. Lý do này mặc dù đường hoàng, nhưng Hàng Kiến Minh vẫn là không thể không nói một tiếng, dũng khí đáng khen. Ngọc Hy cười hạ nói ra, đại ca, đây không phải ngươi đã sớm đoán được sao? Có điều, hoàng thượng không có nổi giận sao? Hàng kiến minh hiếm thấy nở nụ cười nói ra, cửu hoàng tử tại trước mặt hoàng thượng giúp Vân Kình nói hai câu lời hữu ích, nói nếu là cưỡng ép muốn Vân Kình hồi kinh, sẽ để cho biên thành tướng sĩ trái tim băng giá. Cửu hoàng tử nói lời rất đúng, nhưng vấn đề là trừ Cử hoàng tử những người khác cũng không có gánh nói lời này. Ngọc Hy Phi thường kinh ngạc, cửu hoàng tử. Vân gia cùng tống gia thù hận, cửu hoàng tử không có khả năng không biết hắn làm sao lại giúp Vân Kình nói tốt? Hàng Kiến Minh nói ra, hắn không phải vì Vân Kình nói tốt, mà là Tống Gia đã cùng Tần Chiêu bí mật tiếp xúc. Đồng đại tướng quân là Tống Hoài Cẩn Đại Cửu Tử, nếu là lại để cho Tống Gia trưởng khống Tây Bắc, thiên hạ này đến cùng họ Tống vẫn là họ Chu. Ngọc Hy Minh Bạch, cửu hoàng tử đây là tại phòng bị Tống Gia. Cửu hoàng tử hiện tại còn không phải thái tử liền phòng bị cái này Tống Gia, người nhà họ Tống lại không phải người ngu, hiện tại cũng dạng này chờ cửu hoàng tử làm hoàng đế còn có thể để cho bọn hắn có hiện tại tiêu giao thời gian. Hàng kiến minh lắc đầu nói ra, cũng không thể nói như vậy, cửu hoàng tử suy nghĩ chính là đại cục. Vân Kình đúng là cái có thể đánh cầm. Lưu lại về sau lợi nhiều hơn hại. Cửu hoàng tử là hoàng tử, hơn nữa còn là rất có thể vinh đăng đại bảo hoàng tử, hắn tự nhiên hy vọng có thể lưu thêm hạ mấy một người hữu dụng mới. Ngọc Hy cười hạ lợi nhiều hơn hại. Đối cửu hoàng tử đến nói Vân Kình là một nhân tài, có thể đối người nhà họ Tống đến nói Vân Kình lại là đối bọn hắn có hận địch nhân người. Ngọc Hy trong lòng lại nói thầm ra, cửu hoàng tử đời trước xảy ra ngoài ý muốn, cũng không biết có hay không người nhà họ Tống tại phía sau màn làm đẩy tay. Đối người nhà họ Tống đến nói, cửu hoàng tử cùng thập hoàng tử đều như thế, đều là cháu trai. Như cửu hoàng tử không nghe lời, Đổi thành nghe lời thập hoàng tử thượng vị cũng giống vậy. Chỉ là, đây đều là suy đoán của nàng, chân tướng như thế nào ai cũng không biết. So sánh Tây Bắc, Liêu Đông bên kia tương đối tình huống liền tốt hơn nhiều. Dù sao Liêu Đông bây giờ thủ tướng đồng đại tướng quân là Tống Hoài Cẩn đại cửu tử, lại thế nào quân lương lương thảo hộ bộ trước hết nhất cũng là gấp bọn họ đây. Mà đồng đại tướng quân cũng không phải cái bao cỏ, đánh trận có thua có thắng, chỉ là thắng thua nửa này nửa kia không có ý nguyên soái lợi hại như vậy. Nói xong những cái này lớn trên mặt sự tình, Ngọc Hy nói lên kinh thành sự tình, bên ngoài kinh thành tụ tập không ít lưu dân. Cái này đều tháng 11, khí trời bắt đầu trở nên lạnh. Đại ca, ngươi nhìn chúng ta có thể hay không đưa một chút mễ lương cùng chăn bông đi qua, để bọn hắn sống qua mùa đông này. Lưu dân là không cho phép vào kinh, sợ nhiễu loạn kinh thành trị an, trọng yếu nhất chính là sợ những người này bạo loạn. Chẳng qua lần này bên ngoài kinh thành tụ tập lưu dân triều đình tạm thời không có quản, ngược lại là trong kinh thành một chút quan lại nhân gia cùng phú hộ bí mật đưa một chút mễ lương cùng chăn bông đi qua. Mặc dù ác độc rất nhiều người, nhưng thiện tâm người vẫn là có không ít. Hàng Kiến Minh lắc đầu nói ra, tạm thời không muốn lại cho. Loại sự tình này chỉ dựa vào dân gian quyên giúp cũng không thành, phải triều đình ra mặt sắp xếp cẩn thận. Ngọc Hy ngửa đầu nhìn qua Hàng Kiến Minh, hỏi, Triều Đình ra mặt an trí. Triều Đình có tiền sao? Nghe nói trong quốc khố đều có con chuột. Hàng Kiến Minh nở nụ cười, nói ra, cái này không cần ngươi lo lắng, coi như không có tiền hộ bộ cũng phải chen tiền ra tới. Thấy Ngọc Hy cảm thấy lẫn lộn dáng vẻ, Hàng Kiến Minh nói ra, trong triều tham quan là không ít, tranh quyền đoạt lợi cũng giả, nhưng cũng có lương tâm còn tại quan viên. Ngoài thành lưu dân, cũng không thể thật sự để bọn hắn chết cống chết đói ở bên ngoài. Mà lại, thật không có ăn không uống không cho những người này đường sống, một khi phát sinh bạo loạn vậy coi như là đại sự. Ngọc Hy nói ra, hy vọng đi. Hàng Kiến Minh nở nụ cười nói ra, có điều, hẳn là đến lúc đó có người ra mặt mộ tập từ thiện, người nếu có tâm, đến lúc đó liền nhiều quyên một chút đi. Ngọc Hy cao mày nói ra, nhiều quyên điểm đổ không có vấn đề, ta chỉ lo lắng sẽ bị một ít người tham ô. Đến lúc đó, bọn hắn lấy ra làm việc tốt tiền cho ăn sâu mọt, ngẫm lại liền không thoải mái đâu. Hàn Kiến Minh bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, coi như tham, cũng sẽ không quá mức. Thiện tâm quan viên có, nhưng quá ít mà sâu mọt quá nhiều. Đến lúc đó chỉ có thể hy vọng phía trên phái cái thanh liêm quan viên xử lý chuyện này. Ngọc Hy nghe trong lòng không thoải mái, nói ra vậy còn không như chính chúng ta nhiều mua chút mễ lương cùng chăn bông đưa qua đâu. Làm việc thiện là hy vọng có thể để những cái kia lưu dân thiếu thụ một chút nhất, nhưng bị bóc lột trong lòng lại không thoải mái. Hàng Kiến Minh lắc đầu nói ra, không thành. Đưa chút đồ vật đi qua có thể, nhưng không thể đưa quá nhiều. Súng bắn chim đầu đàn, hắn cũng không nguyện ý để cho mình bị người dựng thẳng thành cọc tiêu mà lại tư nhân tặng đồ vật lại nhiều cũng giải quyết không được căn bản tính vấn đề, chỉ có triều đình ra mặt khả năng giảng vấn đề giải quyết hết. Ngọc Hy biết là cái này lý, nhưng trong đầu chính là không thoải mái. Trở lại đào nhiên, Ngọc Hy an vị trên ghế nghĩ sự tình. Thế đạo gian nan, khổ nhất vẫn là phía dưới bách tính. Toàn ma ma nhìn Ngọc Hy sắc mặt không dễ nhìn lắm, hỏi, cô nương làm sao rồi? Quốc công gia cùng cô nương nói cái gì, một mặt nghiêm túc ngọc hy lấy lại tinh thần nói ra nói lưu dân sự tình đúng toàn ma ma cháu ngươi một nhà còn tại hồng tảo trang làm sao không tiếp bọn hắn đến kinh thành đâu hồng tảo trang từ khi ngọc hy tiếp nhận về sau bên trong tá điền thời gian trôi qua càng ngày càng thông thuận không khác mọi người trồng ra đến đồ vật ví dụ như đậu phộng hạt đậu cái gì trần quản sự đều thu không lo nguồn tiêu thụ cho nên hồng tảo trang chung quanh mỗi một miếng đất đều lợi dụng bên trên một tới hai đi trong tay cũng có hai tiền nhàn rỗi trong tay rộng rãi đám người cũng đều sẽ tận lực lưu thêm điểm lương thực nơi tay có một câu chuyện cũ kể thật tốt trong tay có lương trong lòng không hoảng hốt cho nên hồng tảo trang từng nhà đều tồn không ít lương thực toàn ma ma vừa cười vừa nói lúc trước biết có lưu dân sự tình ta liền để bọn hắn vào kinh thế nhưng là bọn hắn không nguyện ý còn nói hồng tảo trang cũng có hơn một trăm gia đình tráng đinh có hai ba trăm. Có nhiều người như vậy thủ cái này, những cái này lưu dân không dám chạy đến trang tử đi lên làm ác. Người một khi đói lên, đừng nói ăn vỏ cây sợi cỏ, chính là người đều dám ăn. Một khi hồng tảo trang bị những người này tiếp cận, đến lúc đó sợ sẽ náo ra đại sự tới. Ngọc Hy nói ra, cái này sự tình phải làm cho người nhắc nhở Trần Quảng sự, để hắn đem trang tử bảo vệ cẩn thận. Lưu dân bên trong rất nhiều chuyện đáng giá giúp đỡ, nhưng cũng phải đề phòng bên trong có một ít lòng mang ác ý. Toàn ma ma gật đầu nói, ta cũng có cái lo lắng này. Liền sợ trang tử năm bè bảy mãn, đến lúc đó liền dễ dàng xảy ra chuyện. Như Trần quản sự có thế ra mặt đem mọi người tổ chức, ngược lại không lo lắng. Chương 289, học máu, 1. Quyên tiền chuyện từ Tống Quý phi dẫn đầu, kinh thành quan phu nhân cùng nhà giàu thái thái đều tranh nhau chen lớn quyên tiền quyên vật. Ngọc Hy vốn là muốn quyên hai ngàn lượng, biết là Tống Quý Phi dẫn đầu nàng một điểm đều không có quyên. Quyên tiền càng nhiều Tống Quý Phi tên tuổi càng vang dội. Ngọc Hy cũng không muốn cho Tống Quý Phi dệt hoa trên gấm. Nói đến Ngọc Hy đặc biệt buồn bực, vì cái gì hoàng đế đối Tống Quý Phi ngoan ngoãn phục tùng lại không lập nàng làm hậu, cũng không lập cửu hoàng tử vì thái tử. Vấn đề này nàng cũng hỏi qua hàng kiến minh, đáng tiếc, liền hàng kiến minh cũng suy đoán không thấu hoàng đế tâm tư. Ngọc Hy hai ngàn lượng bạc không tốn ra ngoài, chẳng qua nàng ngược lại là muốn cho những cái này lưu dân làm một chút chăn bông đưa qua. Hai ngàn lượng, nếu là tại năm ngoái đủ mua một hai vạn đầu chăn bông, nhưng là bây giờ cái gì đều tăng giá, hai ngàn lượng sức mua chỉ là trước kia một nửa. Hàng kiến minh không hề giống ý xuất tiền đi mua chăn bông, những cái này triều đình đã tại đặt mua triều đình có đặt mua đồ vật bọn hắn không cần thiết tại quyên bằng không liền sẽ để người cảm thấy triều đình làm việc bất lợi ngọc hy suy nghĩ một chút nói ra đại ca chăng bông mua không được vậy liền mua một chút dược liệu đưa qua đi trời đông giá rét chịu điểm thảo dược cho bọn hắn có thể phòng bị bọn hắn sinh bệnh những cái này lưu dân một khi sinh bệnh nhìn không nổi vậy cũng chỉ có thể chờ chết cho nên Ngọc Hy cảm thấy mua một chút dược liệu đi qua cũng rất có cần phải. Đương nhiên, mua khẳng định là dự phòng phong hàng chờ một loại tiện nghi dược liệu. Hàn Kiến Minh nói ra, dược liệu sự tình ta sẽ để cho hàng hạo đi làm, chẳng qua không thể lấy danh nghĩa của ngươi, có thể nương danh nghĩa. Ngọc Hy là chiêu tống quý phi mắt người, không thể dùng tên tuổi của nàng. Bằng không, nếu để cho tống quý phi sau khi nghe được lại nhớ thương lên Ngọc Hy, vậy liền phiền phức ngọc hy cũng không phải đồ tên chính là muốn trợ giúp những cái này lưu dân nhớ năm đó nàng cũng trông mong chờ lấy người khác cứu tế hiện tại còn nhớ rõ lúc ấy uống kia một bát cháo cảm giác hiện tại có năng lực như thế vậy liền thêm ra một phần lực thu thị biết chuyện này về sau cũng từ mình vốn riêng bên trong lấy ra hai ngàn lượng bạc ra tới đây cũng là một phần của ta tâm ý kỳ thật trước đó quyên tiền thời điểm thu thị đã quyên một ngàn lượng bạc cũng may thu thị vốn riêng rất dày 3.000 lượng bạc đối nàng cũng không tính quá nhiều hàng kiến minh không phải một cái thích ngoi đầu lên người hắn thượng chiếc tử cho hoàng đế đề nghị triều đình mua một chút dược liệu đương nhiên hàng kiến minh rất rõ ràng cái này trên sổ con cũng sẽ không có kết quả hắn kỳ thật chính là tỏ thái độ cho nên thấy hoàng đế không có trả lời hắn liền để người mua một chút như rễ bản lam hoắc hương chờ dược liệu đưa đến ngoài thành đi hành động này ngược lại là thu hoạch được không ít khen ngợi. Không bao lâu, Ngọc Hy liền nghe bên ngoài nghe được nói đưa đến lưu dân bên kia hơn phân nửa đều là gạo cũ, có thậm chí còn lên lỗ sâu đục. Ngọc Hy nghe được cái tin đồn này không có chút nào kinh ngạc, sớm tại trong dự liệu. Chẳng qua liền xem như gạo cũ, đối lưu dân đến nói chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử là được. Chỉ là không biết những cái kia đem tiền tài tham người, cũng không sợ báo ứng. Ngày hôm đó, Thu Thị đem Ngọc Hy gọi tới, cùng Ngọc Hy nói một sự kiện. Nói Lưu Nhị Phu Nhân có cái chất tử, các phương diện điều kiện đều rất không tệ, Lưu Nhị Phu Nhân có lòng muốn đem Ngọc Hy nói cho đối phương. Ngọc Hy nghe được đối phương là Lưu Tú Biểu Ca, nháy một cái con mắt, hỏi, mẹ, nhị tẩu năm nay 21, vậy người này tuổi tác lớn bao nhiêu nha? Nếu là nhị tẩu biểu ca, vậy khẳng định so lưu tú lớn. Thu thị ho khan một tiếng, nói ra, Thiếu gia nhà giàu năm nay 22, sau ngươi nhị tẩu lớn hơn một tuổi. Chẳng qua hắn là một mực đang liêu đông đánh trận, cho nên mới đem hôn sự cho chậm trễ. Thu Thị cũng cảm thấy đối phương tuổi tác lớn một chút, sau Ngọc Hy rồng rã lớn 7 tuổi đâu. Chỉ là về sau lại cảm thấy, tuổi tác lớn có tuổi tác lớn chỗ tốt, biết thương người nha. Ngọc Hy không có gì hứng thú, lớn 7 tuổi, cái này to đến cũng quá nhiều. Thu thị sờ lấy Ngọc Hy đầu nói ra, lớn một chút tốt, lớn một chút biết thương người. Còn nửa đại ca ngươi cũng cảm thấy đối phương điều kiện không sai, nói có thể gặp gặp một lần người. Như dáng dấp không kém, có thể định ra tới. Ngọc Hy gật đầu nói, nương cùng đại ca làm chủ chính là. Ngọc Hy đối thu thị nhìn người ánh mắt không tỏa sáng tâm, đối hàng kiến minh vẫn là rất yên tâm. Như đối phương không có đạt tới hàng kiến minh yêu cầu, là không thể nào để hàng kiến minh gật đầu. Thu thị đối Ngọc Hy thái độ vẫn là rất hài lòng, nàng cũng không nguyện ý nghe được Ngọc Hy nói không gả loại này lời nói. Trừ phi là không gả ra được, nếu không con gái nhà ai thế sẽ để ở nhà, nghe Lưu Nhị Phu Nhân nói, sang năm đầu xuân thời điểm nhà giàu tam thiếu gia sẽ đến một lần kinh thành. Đến lúc đó đại ca ngươi nếu là cảm thấy đối phương không sai, liền có thể đem việc hôn nhân định ra đến. Nếu là nhi tử nhìn trúng, vậy thì nhanh lên thành thân, cũng không thể tái xuất yêu thiêu thân. Ngọc Hy ngẩng đầu hỏi, khi đến lúc đó cũng phải đi cùng Liêu Đông sao? Bởi vì biết đến nhiều, cho nên Ngọc Hy đối Liêu Đông có chút mâu thuẫn. Thu Thị cũng không nỡ đem Ngọc Hy gả ra ngoài, nhưng là liền Ngọc Hy thanh danh tại Kinh Thành rất khó tìm được thích hợp lại có thể để nhi tử hài lòng. Nếu là từ chối nhà giàu tam thiếu gia, ai cũng không biết chờ bao lâu thời gian khả năng đụng phải thích hợp. Cho nên, chỉ cần đối phương tốt gã ra ngoài liền gã ra ngoài đi chỉ tiếc ngọc hy không đợi được nhà giàu công tử ngược lại là chờ đến tứ hôn thánh chỉ ngọc hy ngay tại phòng tử lý đọc sách liền nghe được thải điệp chạy chậm đến tiếng đến nói chuyện đều không lưu loát kích động đến cô nương thánh chỉ hoàng thượng hạ thánh chỉ mời cô nương đi đón thánh chỉ ngọc hy trong lòng hiển hiện qua không tốt tiếp thánh chỉ gì thế nếu để cho đại ca thánh chỉ nói không ngừng vẫn là chuyện tốt để nàng tiếp thánh chỉ nếu là có chuyện tốt vậy liền kỳ quái thải điệp lắc đầu nói ra không rõ ràng hai người chính nói lời này thu thị liền chạy tới hoàng đế hạ thánh chỉ mà lại chỉ mặc gọi tên là cho ngọc hy thu thị đương nhiên phải tới chỉ điểm ngọc hy một chút còn lo lắng cái gì tranh thủ thời gian tắm rửa thay quần áo tiếp thánh chỉ là muốn tắm rửa thay quần áo hơn nữa còn muốn đốt hương này sẽ tiền viện chính sảnh đã tại đốt hương. Chỉ chờ Ngọc Hy đi qua. Ngọc Hy áp chế ra trong lòng bất an, bằng nhanh nhất tốc độ rửa mặt tốt, sau đó theo thu thị cùng đi chính sảnh tiếp thánh chỉ. Vừa đi đến chính sảnh, đã nhìn thấy một cái trắng tinh thái giám the thế giọng nói lớn tiếng kêu lên, tiếp chỉ. Ngọc Hy đi theo thu thị quỳ xuống đến, đầu chống đỡ trên mặt đất, động cũng không dám động. Sau đó vẽn tai nghe thái giám niệm thánh chỉ liền nghe được thái giám cao giọng thì thầm phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết tư nghe hàn quốc công chi muội hàn ngọc khi thành thạo hào phóng ôn hòa đôn hậu tướng mạo xuất chúng trẫm cung nghe ngóng rất duyệt nay bình Bắc tướng quân chính đến lúc lập gia đình cưới thời điểm làm chọn hiền nữ cùng phối giá trị hàn ngọc khi đợi vũ khuê bên trong cùng bình Bắc tướng quân có thể xưng trời thiết tạo vì thành gia nhân vẻ đẹp đặc biệt đem nhữ gã bình Bắc tướng quân làm vợ lập tức tiến về tây bắc thành hôn khâm thử ngọc hi nghe được lập tức tiến về tây bắc thành hôn còn có thế không biết cái này bình bắc tướng quân là vân kình chỉ là nàng không biết hoàng đế đây là hát cái nào một màng vì sao lại đưa nàng ban cho vân kình vì thê tử nàng cùng vân kình kia thật là bắn đại bác cũng không tới nha còn có đại ca không phải nói vân kình đã đang tìm kiếm liên minh cái này một tứ hôn coi như xáo trộn vân kình kế hoạch đến lúc đó vân Kình giận chó đánh mèo nàng còn có hay không mệnh đều khó nói thu thị cũng mắt trợn tròn cái này bình bắt tướng quân là ai vậy hoàng đế tại sao phải đem ngọc hy ban cho hắn làm vợ nha bất quá thu thị tuổi tác lớn kinh có nhiều việc rất nhanh kịp phản ứng hiện tại cần gấp nhất chính là tiếp thánh chỉ cái này bình bắt tướng quân là ai sau đó lại nghe ngóng không muộn lập tức nàng liền kéo một chút ngọc hy cánh tay trên mặt đúng á Kỳ thực là bóp, bởi vì nàng nhìn thấy Ngọc Hy còn đang ngẩn người. Ngọc Hy cảm giác được tay đau mới hồi phục tinh thần lại, thu liễm tất cả suy nghĩ, dập đầu sau lớn tiếng kêu lên, "Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Sau đó đứng lên hai tay nâng thánh chỉ. Trên dưới hai đời lần thứ nhất tiếp thánh chỉ, đáng tiếc nàng lúc này lại không bất kỳ vui sướng. Cái này thánh chỉ, như Tống Quý phi không phải phía sau màn chủ mưu nàng có thể đem đầu vặn xuống tới làm cầu để đá nàng coi là sự tình đã qua lại nguyên lai like người ta căn bản chưa quên chỉ là đang tìm kiếm cơ hội thích hợp chỉnh lý nàng vẫn là toàn ma ma nói đúng đây chính là có thù tất báo công công ngoài cười nhưng trong không cười nói ra cũng là quý phi nương nương yêu thương tứ cô nương cố ý tại trước mặt hoàng thượng vì cô nương nói ngọt một phen bằng không tứ cô nương nơi nào có thể được như thế một cọc tốt nhân duyên đầu tiên là hai lần xuống tay độc hại nàng lần này lại đưa nàng đẩy vào hố lửa hiện tại còn muốn nàng cảm tạ gặp qua vô sĩ liền chưa thấy qua vô sĩ như vậy ngọc hy dùng lớn nhất nghị lực khắc chế mình vừa cười vừa nói đa tạ quý phi nương nương hậu ái ngọc hy vô cùng cảm kích thu thị xem như minh bạch cái này thánh chỉ ý đồ đến không tốt chỉ là nàng đến bây giờ còn không biết cái này bình bắt tướng quân đến cùng là cái gì ai Thái giám nhìn xem Ngọc Hy nụ cười rất rõ ràng, ngược lại là không có nói thêm nữa, mặc kệ là thật tâm hay là giả dối. Hàng Ngọc Hy không có biểu hiện ra chán ghét mà vứt bỏ, còn hoang hoang hỉ hỉ, hắn cũng tìm không ra mau bệnh tới. Lập tức hừ một tiếng, mang theo mặt khác hai cái tiểu thái giám đi ra ngoài. Thái giám vừa đi, một cổ ngai ngái tuôn ra quẹ. Phun một nguồn máu, Ngọc Hy mềm nhũng ngã trên mặt đất. Thu Thị nhìn xem trên mặt đất một đoàn đỏ tươi, hoảng hốt, xông lên trước ôm lấy Ngọc Hy, kêu lên, Ngọc Hy, Ngọc Hy ngươi làm sao rồi? Nhanh, nhanh để người đi mời đại phu, nhanh đi mời đại phu. Ban Thánh chỉ thái giám còn không có đi xa, Thu Thị tiếng kêu lại như vậy lớn, tự nhiên nghe được. Cái kia thái giám khóe miệng xẹt qua một vòng ý cười, cùng quý phi nương nương đối nghịch, không phải muốn chết là cái gì. Bạch Đại Phu rất nhanh liền tới, cho Ngọc Hy đem xong mạch, lại nghe Thu Thị kỹ càng miêu tả cảnh tượng lúc đó. Bạch Đại Phu gật đầu nói, lão phu nhân không cần lo lắng, mặc dù học máu rất dọa người, nhưng đây đối với tứ cô nương đến nói là chuyện tốt. Nhả cái này miệng máu, tứ cô nương trong lòng quốc khí cũng tán. Có ít người nói tuổi nhỏ học máu sống không lâu, lời này cũng không được đầy đủ đội, bởi vì lời này chỉ đối những cái kia thân thể người không tốt. Ngọc Hy thân thể rất tốt, chỉ là trong lòng có uất khí bạch đại phu cũng biết ngọc hy uất khí từ đâu mà đến loại sự tình này người bên ngoài là khuyên bảo không được chỉ có thể mình nghĩ thông suốt thu thị sửng sốt tích tụ tại tâm nhà ta ngọc hy vẫn luôn nói đến đây thu thị lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn thần sắc ngọc hy mặc dù từ hôn nhưng cùng bình thường đồng dạng cũng không có lộ ra ánh mắt bi thống cho nên nàng coi là không để ý cái này sự tình lại không nghĩ rằng đứa bé này là cố ý ở trước mặt nàng biểu hiện ra không thèm để ý mà thống khổ lại là một mình giấu ở trong lòng bạch đại phu cho ngọc hy đâm mấy châm ngọc hy liền mở mắt nhìn xem bạch đại phu nhớ tới chuyện vừa rồi ngọc hy mở miệng hỏi ta vừa rồi té xỉu rồi bạch đại phu nói nói cô nương vừa rồi học máu chẳng qua cô nương lần này cũng coi là nhân họa đắc phúc tưởng gặp nạn mà hóa ra gặp may nhả cái này miệng máu cũng tiêu tán trong lòng uất khí. Nói xong, không khỏi nhịn không được nhiều lời hai câu, cô nương, nhân sinh mấy chục năm, coi như gặp phải việc khó cũng nên thoải mái tinh thần. Cần biết, trên đời này lớn hơn nửa khảm cũng đều sẽ đi qua. Bạch Đại Phu cũng coi là nhìn xem Ngọc Hy lớn lên. Lần thứ nhất thấy tứ cô nương chính là tại nàng ra đậu mùa thời điểm, những năm này, Ngọc Hy trải qua sự tình Bạch Đại Phu cũng đều biết. Chỉ có thể nói, tứ cô nương vận khí xác thực không tốt, chỉ là lại không tốt cũng phải yêu quý thân thể. Ngọc Hy chân tâm thật ý nói, tạ ơn Bạch Đại Phu. Bạch Đại Phu gật đầu một cái, sau đó gọi toàn ma ma đi theo ra. Ngọc Hy cũng không có bệnh, cho nên không cần hốt thuốc. Nhưng một chút cần thiết phải chú ý sự tình hắn phải cùng toàn ma ma thông báo một chút. Chương 290, Học Máu, 2 Thu Thị ôm lấy Ngọc Hy khóc bù lu bù loa, nhi nha, là nương có lỗi với ngươi nương cho là ngươi không thèm để ý không nghĩ tới không nghĩ tới chính ngươi một người đem khổ hướng bụng tử lý nuốt nàng cái này làm mẹ thật sự là quá không xứng chức ngọc hy nhẹ nói mẹ ta đây không phải thật tốt sao nói không hận vậy liền quá giả chẳng qua nàng không hận trần gia đối trần gia đến nói nàng chẳng qua là cái người ngoài cho nên gặp chuyện tự nhiên trước đem nàng người ngoài này ném đi ra nàng hận chính là tống quý phi tống quý phi ỷ vào quyền thế căn bản cũng không đưa nàng chết sống để vào mắt cũng thế kia là cao cao tại thượng tống quý phi là cần tất cả mọi người ngưỡng vọng tồn tại như thế nào lại đưa nàng một cái xuống dốc quốc công phủ cô nương để vào mắt đối tống quý phi đến nói giết nàng liền cùng nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy coi như cái này con kiến bệnh cứng rắn trốn qua hai lần kiếp nạn nhưng chỉ cần nàng động thủ vẫn là dễ như trở bàn tay chơi chết Thu Thị khóc đến không được. Ngọc Hy đành phải nói sang chuyện khác, nói ra, mẹ, ngươi đừng khóc, khóc cũng không giải quyết được vấn đề. Nếu là khóc có thể giải quyết vấn đề, kia nàng cũng khóc. Đáng tiếc, nước mắt ở thời điểm này là thứ vô dụng nhất. Thu Thị sát nước mắt nói ra, ngươi nói đúng, khóc cũng không giải quyết được vấn đề. Hiện tại việc cấp bách là phải làm cho đại ca ngươi trước được biết rõ ràng cái này bình bắc tướng quân là ai cũng không biết là cái kia ngốc ngách thông minh xuất hiện nhân vật, nghe đều chưa nghe nói qua. Ngọc Hy sâu kính nói ra, bình bắt tướng quân, chính là Vân Kình. Nàng thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới, một ngày kia sẽ cùng Vân Kình dính dáng đến. Cũng may hiện tại năng lực chịu đựng mạnh, nếu là đời trước, biết muốn gả cho Vân Kình, khẳng định phải trực tiếp hù chết. Nhớ tới Trần Nhiên ngày đó nói nếu nàng là Trần Tuyết lời này, Ngọc Hy đã cảm thấy vận mệnh thật nhiều thần kỳ. Trần nhiên nếu, ở trên người nàng ứng nghiệm. Chỉ là không biết vân kình là có hay không như nghe đồn rằng như vậy thì sát. Nàng phải chăng đến lúc đó thật muốn đào mệnh. Thu thị sợ nhảy lên, cái gì? Vân kình. Cái kia thích giết người vân kình. Trong kinh hiện tại nghe đồn chỉ nói là vân kình thích giết người. Về phần sát nhân cuồng ma cái danh xưng này, kia là vân kình đồ thành chuyện sau này. Ngọc Hy gật đầu nói chính là nghe đồn rằng thích giết người Vân Kình. Thu thị lần này rốt cục bạo nói tục, người của Tống Gia đều là đen tâm địa đồ vật, ác độc như vậy biện pháp cũng nghĩ ra được. Những người này, sau khi chết đều phải hạ 18 tầng địa ngục. Ngọc khi nghe lời này, giao phía dưới nói ra, mẹ, nói những cái này cũng không có ý nghĩa gì. Thánh chỉ nói để ta lập tức tiến về Tây Bắc thành hôn, ta nghĩ hẳn là ngay tại mấy ngày nay. Vân Kình có thể chịu chỉ, là bởi vì hắn có chút cậy vào. Vân Kình lấy vết thương cũ tái phát không có tiếng kinh thành, nếu là hoàng đế liền vì mà xuống thánh chỉ trọng phạt, khẳng định sẽ lạnh tây bắt tướng sĩ trái tim. Hoàng đế ngu ngốc, nhưng Vu tướng chờ trong triều trọng thần còn không có hồ đồ đến nước này. Cho nên, Vân Kình là yên tâm có chỗ dựa chắc. Nhưng nàng không giống, coi như hôm nay Tống quý phi ban thưởng một chén rượu độc hạ độc chết nàng, tối đa cũng liền bị người bí mật nghị luận mấy phần. Thu thị lúc này mới kịp phản ứng, đúng, ta phải cho ngươi thu dọn đồ đạc đi. Nói xong, gọi tới toàn ma ma cùng tử tô, để toàn ma ma cùng tử tô lá đem đào nhiên cư đồ vật lựa một phen. Nhẹ nhàng tốt mang đều đóng gói mang đi, cộng kền đồ vật liền tạm thời gác lại. Dặn dò xong về sau, thu thị cũng gấp vội vàng về viện tử của mình. Toàn ma ma nhìn xem Ngọc Hy, nhẹ nói, cô nương, kỳ thật đi Tây Bắc chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Vân tướng quân tuổi trẻ tài cao, gả cho nàng, cô nương về sau cũng không cần thụ ủy khuất. Những người khác không biết, toàn ma ma còn có thế không biết sao. Ngọc Hy một mực đang ẩn nhẫn, dù là đến bây giờ còn tại ẩn nhẫn. Nàng nhìn xem cũng đau lòng. Ngọc Hy nghe lời này, ngẩng đầu hỏi, ma ma, bên ngoài thế nhưng là nghe đồn vân kình thị sát. Ngươi không sợ hắn dưới cơn nóng giận, đem ta giết nha. Hiện tại Vân Kình nghe đồn chỉ nói là nàng thị sát, đến đằng sau càng truyền càng khủng bố hơn, càng truyền càng huyền huyễn. Về phần đến cùng phải hay không thật, Ngọc Hy đối với cái này cũng không rõ ràng. Toàn ma ma nghe lời nói này nói, thông hòa thượng còn nói cô nương trúng đích mang suy đâu. Nhưng cô nương tin tưởng mình là trúng đích mang suy người sao. Ngọc Hy trầm mặt một chút rồi nói ra, không tin. Mặc dù nói lên hạ hai đời đều rất đổ không, đều ở tới gần hạnh phúc thời điểm nảy sinh biến cố thế nhưng là nàng không tin mình là số mệnh không tốt người nếu nàng cũng tin tưởng mình số mệnh không tốt vậy cái này cả một đời khẳng định trôi qua không hạnh phúc toàn ma ma nói ra cái này đúng rồi vân kình có phải là thật hay không thị xác đến tây bắc cô nương liền biết dừng một chút toàn ma ma nói ra cô nương biên thành dân phong mở ra cô nương đi nơi nào nói không chính xác sẽ so tại kinh thành trôi qua tự tại. Ngọc Hy nhìn một cái toàn ma ma, nói ra, ma ma, nơi đó thường xuyên đánh trận. Thiểm Tây cùng Tây Hải hai nơi hoàn cảnh cũng không tính kém, thế nhưng là biên thành thời tiết ác liệt, vật chất bần cùng, còn rất dài năm tháng dài đánh trận, ở tại nơi này thường xuyên ăn hạt các cái gì liền không nói. Nhất làm cho người lo lắng chính là sợ bắt lỗ nhân giết tới, tùy thời có nguy hiểm tính mạng. Toàn ma ma vốn định an ủi Ngọc Hy hai câu, nghe lời này liền không có tiếp tục nói nữa. Nàng cảm thấy Tây Bắc cũng không có trong truyền thuyết như vậy khủng bố, lại quên đi Ngọc Hy muốn đi không phải thiểm Tây, mà là đi biên thành. Diệp Thị cùng Lư Tú hôm nay đi ra ngoài xã giao đi, được tin tức vội vã trở về. Vừa vào cửa liền nghe được Ngọc Hy hộp máu, hai người đều sợ nhảy lên, vội vã chạy tới đào nhiên cư. Hai người nhìn thấy Ngọc Hy thời điểm, thấy Ngọc Hy sắc mặt trắng bệch hai người đã biết tứ hôn sự tình nếu là nhà khác tới cửa cầu hôn còn có thể từ chối đây là thánh chỉ tứ hôn các nàng cũng không có cái gì biện pháp ngọc hy vừa cười vừa nói đại tẩu nhị tẩu ta không sao các ngươi không cần lo lắng sự tình đã dạng này lo lắng sợ hãi cũng không hề dùng diệp thị nhìn xem ngọc hy dạng này mũi ê ẩm vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt đại tẩu chờ chút trở lại nhìn ngươi Tứ hôn thánh chỉ đã hạ, còn phải để Ngọc Hy lập tức rời kinh, cho nên hiện tại phải gấp rút thời gian đem đồ vật thu thập ra tới. Lưu Tú lưu lại bồi Ngọc Hy nói chuyện, Ngọc Hy khó chịu lời nói liền khóc đi. Bây giờ đều tháng 11, để Ngọc Hy lập tức lên đường tiến về Tây Bắc, Tống Quý Phi đây rõ ràng là muốn đưa Ngọc Hy vào chỗ chết. Ngọc Hy lắc đầu nói ra, không khóc, khóc cũng vô dụng. Kỳ thật ngẫm lại, đến Tây Bắc đi cũng tốt chí ít nhị ca ở nơi đó cũng có thế chiếu cố đến ta nói đến ngọc hy đều cảm thấy vận mệnh rất thần kỳ nàng là bởi vì có đời trước bóng tối mới khiến cho hàng kiến nghiệp đi tây bắc hiện tại nhị ca tại tây bắc coi như nhị ca giúp không được nàng gấp cái gì nhưng cũng làm cho nàng cảm thấy an tâm sẽ không cảm thấy không chỗ nương tựa lưu tú vỗ ngọc hy tay, ôn nhu nói ngươi có thế nghĩ như vậy liền tốt cũng liền ngọc hy tính tình cương nghị nếu là đổi thành người khác, biết phải gã tới Tây Bắc, còn không phải khóc đến hôn thiên ám địa. Khục, nàng thật cảm thấy Ngọc Hy rất lưng, cái gì không tốt sự tình đều có thể đụng phải. Ngọc Hy nói ra, nhị tẩu, ngươi vẫn là trở về nhìn xem bình ca nhi bọn hắn đi. Nói không chính xác bọn hắn đang tìm nương đâu. Ngọc Hy không thích nhìn người khác thương hại nàng, bởi vì kia vô dụng. Hàng kiến minh rất nhanh được tứ hôn tin tức, chẳng qua hắn tại nha môn đi không được, một mực đang giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm, hắn mới về quốc công phủ đến đào nhiên cư thời điểm, hàng kiến minh đã nhìn thấy người ở bên trong ngay tại lục tung thu dọn đồ đạc đám người nhìn thấy hàng kiến minh thời điểm bước lên phía trước hành lễ hàng kiến minh khoát khoát tay nói lớn tức bước đi vào nhà tử lý đi vào nhà đã nhìn thấy ngọc hy chính bưng lấy một quyển sách ngồi tại trên ghế nhìn ngọc hy ngẩng đầu lên nói Đại ca, ngươi trở về rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ban đêm mới có thể trở về đâu. Nói xong cũng quay người phân phó tử tô dân trà. Hàng Kiến Minh không nghĩ tới Ngọc Hy như vậy bình tĩnh, hỏi, tứ hôn sự tình, ngươi đều biết rồi. Không biết, đào nhiên cư cũng sẽ không thu dọn đồ đạc. Ngọc Hy gật đầu nói, chính ta tiếp thánh chỉ, còn có thế không biết. Hàng Kiến Minh thần sắc rất khó coi, nói ra ta cũng là bên trên kém thời điểm nhận được tin tức, nói Vân Kình chuẩn bị cùng triệu gia thông gia. Rất hiển nhiên, tống gia tin tức nhanh hơn hắn được nhiều. Bằng không liền không có tứ hôn cái này việc sự tình. Ngọc Hy kỳ thật tại liền có cái suy đoán này, triệu gia cái gì nội tình. Có thể để cho Vân Kình coi trọng, khẳng định không phải người bình thường nhà. Hàng kiến minh thần sắc âm tình bất định, Cam Châu có hai đại danh môn vọng tộc, một là triệu gia, hai là hứa gia vân kình nguyên bản chuẩn bị cưới chính là triệu tướng quân tiểu nữ nhi triệu tỉnh triệu tướng quân là triệu gia gia chủ bào đệ nói xong lại bổ sung một câu tần chiêu thê tử chính là hứa gia cô nương theo ta nói biết hứa gia cùng triệu gia vẫn luôn bất hòa ngọc hy nghe rõ tống gia cùng tần chiêu không nghĩ để vân kình cưới triệu gia cô nương đạt được triệu gia duy trì cho nên liền muốn cho vân kình tứ hôn mà chọn chúng ta đơn thuần ta bị Tống Quý Phi cho ghi hận trong lòng. Dừng một chút, nói ra, cũng hoặc là, Tống Quý Phi tin tưởng thông hòa thượng, cảm thấy trong mệnh ta mang suy. Cho nên đem ta ban cho Vân Kình, để ta cũng đem Vân Kình mang suy rồi. Tống Quý Phi là cái có thù tất báo người. Mặc dù hai lần không có đưa nàng chơi chết, nhưng Ngọc Hy giết nàng ba người, mặc dù nói ba người này đối Tống Quý Phi đến nói chính là ba con chó, nhưng đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, Ngọc Hy đưa nàng người giết chết chính là không có đưa nàng để vào mắt. Lần này đúng lúc Tống Gia Đại Lão Gia nói với nàng lên vân kình sự tình. Tống Quý Phi đã cảm thấy, Ngọc Hy là lựa chọn tốt nhất. Hàn Kiến Minh gật đầu nói, không sai biệt lắm chính là như vậy. Ngọc Hy, ngươi bây giờ không cần để người thu dọn đồ đạc. Hiện tại đã tháng 11, ta sẽ để cho ngươi sang năm đầu xuân lại vỡ lòng đi Tây Bắc. Ngọc Hy hơi kinh ngạc, hỏi, Đại ca không phải là đang nói cười. Trên thánh chỉ nói để ta lập tức tiền đồ đi Tây Bắc đâu. Hàn Kiến Minh nói ra, ngươi không phải học máu sao? Liền nói ngươi bệnh nặng tại giường, cần chữa bệnh. Bằng không liền cái này rách nát thân thể nửa đường liền phải không có. Người của Tống gia không nguyện ý để Vân Kình đạt được Triệu gia duy trì, ngươi mà chết, Vân Kình đồng dạng có thể cưới Triệu gia cô nương. Cho nên, lưu ngươi ở kinh thành dưỡng bệnh bọn hắn sẽ không không đồng ý danh phận đã định chỉ cần ngọc hy không chết vân kình liền không thể cưới triệu gia cô nương ngọc hy hỏi đại ca bởi vì ta xấu vân kình kế hoạch ngươi nói chờ ta đến tây bắc hắn có thể hay không một kiếm đem ta kết quả nha hàn kiến minh lắc đầu nói ra sẽ không chúng ta tại kinh thành hộ không được ngươi cũng không còn có ngươi nhị ca sao người khác đều nói ngọc hy là suy mệnh nhưng hắn lại cảm thấy Ngọc Hy là lại vận khí người không tốt. Bằng không, ngày đó nhị đệ lại thế nào bởi vì Ngọc Hy dự cảm không có đi liêu đông mà là đi Tây Bắc đâu. Hiện tại, nhị đệ thế nhưng là thành Ngọc Hy trợ lực lớn nhất. Nói thật, Ngọc Hy đối vân kình trong lòng vẫn là có chút phạm sợ hãi, nghe hàng kiến minh, nhẹ nói, hy vọng hắn không muốn giận lây sang ta đi. Mặc dù nàng rất vô tội, nhưng vạn nhất vân kình cảm thấy nàng ngại đường, muốn đem nàng đẩy ra, đoán chừng đến lúc đó phải đào mệnh. Đương nhiên, cái này sự tình kết quả xấu nhất. Chương 291, chuẩn bị, 1. Ngọc Hy nhìn qua hàng kiến minh, nói ra, đại ca, ngươi vừa rồi nói ta có thể sang năm đầu xuân đi Tây Bắc. Ai biết khoảng thời gian này lại có biến cố gì? Ta vẫn là qua mấy ngày liền lên đường đi Tây Bắc đi. Nàng nhưng lại trải qua không dậy nổi kích động hàng kiến binh lắc đầu nói ra không được ngươi không biết bên ngoài bây giờ có bao nhiêu loạn hiện tại ngươi đi tây bắc mang đồ vật không gánh nổi là tiếp theo liền sợ ngươi cũng không thể an toàn đến tây bắc hiện tại khắp nơi đều là thổ phỉ cường đạo ngọc hy mang nhiều đồ như vậy đi ra ngoài nếu là không có đầy đủ người bảo hộ cái này không khiến người ta để mắt tới mới kỳ quái ngọc hy phiền muộn vạn nhất ba tháng này lại xảy ra chuyện làm sao bây giờ ngọc hy hiện tại thật là một ngày đều không nghĩ ở đây ở lâu phải mau chóng rời đi mới tốt hàn kiến minh lắc đầu nói ra sẽ không cũng đúng lúc thừa dịp khoảng thời gian này ngươi chuẩn bị cẩn thận lựa một chút vật hữu dụng mang đến ta đi cấp ngươi thu xếp hộ vệ chuyến đi này cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể trở về ngọc hy nói ra nghe nói hưng long tiêu cục không sai đại ca trừ trong phủ đệ người lại mời một ít đảm nhiệm tiêu sư, dạng này càng ổn thỏa một chút. Hàng kiến minh cảm thấy chủ ý này không sai, cũng có thể. Ngọc Hy suy nghĩ một chút, còn nói thêm, ta phía đối diện thành cũng không hiểu rõ, đại ca ngươi giúp ta sưu tập một chút phương diện này tư liệu, cũng không đến nổi đến tây bắc hai mắt đen thui. Hàng kiến minh gật đầu, cái này hiển nhiên. Nói xong lời này, hàng kiến minh nhìn qua Ngọc Hy nói ra, Ngọc Hy, ngươi phải ghi nhớ, như có muốn hay không trở thành trên thất bị người tùy ý làm thịt thịt cá, vậy liền trở thành cái kia người cầm đao. Đây ý là không nghĩ để người khác chúa tể nhân sinh của ngươi, vậy liền trở thành chúa tể người khác người. Ngọc Hy giật mình trong lòng, cố ý trang không hiểu nói, đại ca, lời này là có ý gì? Hàng kiến minh nhìn qua Ngọc Hy, chậm rãi nói ra, chính là mặt chữ bên trên ý tứ. Ngươi học đồ vật đến Tây Bắc cũng có đất dụng võ. Gã cho vân kình, ngọc hy những năm này nhìn nhiều như vậy sách sử học mưu lược về sau liền có đất dụng võ ngọc hy nở nụ cười đại ca ta còn lo lắng sẽ bị vân kình một kiếm kết quả ngươi ngược lại là nghĩ đến lâu dài hàn kiến minh vừa cười vừa nói ta đối với ngươi có lòng tin ngọc hy như thế thông minh chỉ cần dùng tâm vân kình sẽ không không tiếp nhận nàng ngọc hy nói thầm nói nhưng ta đối với mình không có lòng tin đâu mặc dù nàng hiện tại lá gan là lớn, thế nhưng là vừa nghĩ tới đối mặt một cái đầy người sát khí nam nhân, nàng liền phạm sợ hãi. Đây chính là trong truyền thuyết sát nhân cùng ma nha. Nhớ năm đó nàng lần thứ nhất nhìn thấy vân kình thời điểm, khục, vẫn là không nghĩ, nhớ tới chính là một cái nước mắt. Hai huynh muội nói xong lời nói, hàng kiến minh liền ra ngoài, ta đi cầu tình, trong cung khẳng định lại phái hạ thái y cho ngươi xem xem bệnh, ngươi chuẩn bị sẵn sàng ăn nói suông còn phải có chứng cứ trong cung người khẳng định là không tin quốc công phủ bên trong đại phu chứng cứ ngọc hy gật đầu nói được tống quý phi biết ngọc hy bệnh nặng nở nụ cười liền để thái y viện phái hai cái thái y đi cho ngọc hy thăm hỏi kỳ thật đều không cần thái y nhìn đi tuyên thánh chỉ thái giám đã đem ngọc hy học máu sự tình nói cho nàng chẳng qua là để phòng vạn nhất thôi tống quý phi bên người hoa ma ma nói ra nương nương, hoàng thượng đã hạ thánh chỉ, coi như bệnh nặng cũng phải muốn nàng lập tức đi đường. Thấm hân công chúa bỏ qua Trần Nhiên, lại chọn lựa đường gia thiếu gia, tống quý phi kỳ thật đã không có đem Ngọc Hy để ở trong lòng. Lần này lại chọn Ngọc Hy, chính là cái này hoa ma ma cho ra chủ ý. Điền ma ma đã từng đối cái này hoa ma ma có ân cứu mạng, cho nên đối với giết chết Điền ma ma quái tử thủ Ngọc Hy, nàng vẫn nghĩ tìm cơ hội báo thù khó được đụng phải tốt như vậy có thế cả kia chết nha đầu này cơ hội, sao có thể bỏ qua. Tống Quý Phi gãy một chút bình thường thường điêu khắc dị thường tinh mỹ xích kim móng tay, lạnh nhạt nói, như nha đầu này thật bệnh nặng, một khi ở nửa đường bên trên chết rồi, Vân Kình vẫn có thể cùng triệu gia thông gia. Cho nên, nha đầu này hiện tại còn không thể chết. Muốn chết, cũng nhận được Tây Bắc cùng Vân Kình thành hôn sau lại chết. Vân Kình lại muốn cưới, chí ít cũng phải một năm về sau hai cái thái y đến đào nhiên cư thời điểm đã nhìn thấy ngọc hy sắc mặt nhợt nhạt một bộ sắp tắt thở bộ dáng cho ngọc hy bắt mạch mạch đập cũng là như có như không hai cái thái y đem xong mạch về sau liếc mắt nhìn nhau sau đó cân nhắc mở phương tử ngọc hy giả bệnh cũng có một cái tệ nạn đó chính là hai cái thái y một cái hồi trong cung đáp lời một cái liền ở tại quốc công phủ không đi cũng may không cần ở tại đào nhiên cư bằng không ngọc hy làm cái gì đều không tiện tống quý phi nghe được thái y đáp lời hơi kinh ngạc sắp chết bệnh rồi nàng còn tưởng rằng nhiều nhất chính là kích động quá độ hù dọa thái y nào dám lừa gạt tống quý phi hồi nương nương hàng gia tứ cô nương mạch đập yếu ớt tâm thần cũng nhận to lớn kinh hãi nếu không thật tốt nuôi sẽ có nguy hiểm đến tính mạng tống quý phi gật đầu nói vậy các ngươi khoảng thời gian này thường thường đi qua nhìn một cái đi cũng không thể để nha đầu này chết rồi chờ dưỡng tốt bệnh còn phải để nàng đi tây bắc cùng bình bắc tướng quân thành hôn thái y cúi đầu xuống vội nói vi thần nhất định đem hết khả năng chữa khỏi hàng tứ cô nương tống quý phi tự ở quý phi y bên trên lười biếng nói ra đi xuống đi coi như chữa khỏi bệnh thân thể cũng có rất lớn hao tổn lặn lội đường xa mấy tháng Hàng Ngọc Hy cũng sống không được nhiều trận thời gian. Ngọc Hy được ban cho cưới tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài, nghe được tin tức người liền không có một người không nói Ngọc Hy chính là cái đen đuổi. Thông đại sư tướng Mạo nhìn nhau chính là chuẩn, nhìn một cái, còn có so đây càng suy người mà. Thái Ninh Hầu được tin tức này, cùng mình nhi tử Thái Ninh Hầu thế tử nói ra, người của Tống Gia liền không nghĩ tới đem hàng Ngọc Hy gả cho Vân Kình, sẽ cho Vân Kình mang đến bao lớn trợ lực sao. Thái Ninh Hầu là cái đại nam nhân, không lớn để mắt nữ nhân. Cho nên hắn mặc dù biết Ngọc Hy rất thông minh, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều. Hắn chẳng qua là cảm thấy đem Ngọc Hy gả cho Vân Kình, chẳng khác gì là đem hàng gia cùng Vân Kình buộc chung một chỗ. Phải biết, thông gia là kết minh tốt nhất cũng là nhanh nhất biện pháp. Hàng gia mặc dù không góp sức, nhưng hàng gia là trăm năm thế gia, quan hệ thông gia đều đặc biệt ra sức chỉ cần tại không làm thương hại ít lợi nhà mình tình huống dưới, tóm lại sẽ cho quan hệ thông gia một chút tiện lợi. Thái Ninh hầu thế tử lắc đầu nói ra, cái này sự tình rất đột nhiên, cửu hoàng tử cũng là chờ thánh chỉ phát xuống về phía sau mới biết được. Thái Ninh hầu rất khách quan nói ra, coi như cửu hoàng tử biết, cũng sẽ không ngăn cản. Cửu hoàng tử tại hoàng đế trước mặt thiên vị Vân Kình nói qua hai câu lời hữu ích cửu hoàng tử một cử động kia đã gây nên tống đại lão gia bất mãn. Thái Ninh hầu thế tử nói ra, tống gia trắng trợn vơ vét của cải, thu nạp trong quân thế lực, vu gia cũng tại lôi kéo quan viên khuếch trương thế lực của bọn hắn. Thái Ninh hầu thế tử rất lo lắng, coi như cửu hoàng tử thượng vị làm hoàng đế, đến lúc đó cũng phải trở thành một con rối. Thái Ninh hầu thở dài một hơi, hoàng thượng đối tống quý Phi ngoan ngoãn phục tùng, đối vu tướng cùng tống hầu tin một bề có thừa bọn hắn những cái này lão thần khuyên cũng khuyên, đáng tiếc đều không dùng. Thái Ninh Hầu Thế Tử lo lắng nói, Hàn Quốc công có thể trở thành binh bộ thị lan, là đi vu gia con đường. Vu gia vẫn muốn nhúng chàm quân quyền, chỉ là khổ vì không đường. Lần này Tống Quý Phi đem hàng ngọc hy gả cho Vân Kình, đối vu gia đến nói là một cái cơ hội. Một cái có thể nhúng chàm Tây Bắc quân quyền cơ hội. Hàng Kiến Minh có thế đi thông vu gia con đường cũng không phải là cái gì hắn hoa rất nhiều tiền, càng không phải là bởi vì hắn là quốc công gia, mà là bởi vì hàng gia trong tay tài nguyên, mà những tài nguyên này chính là vu gia thứ cần thiết nhất. Thái Ninh Hầu cười lạnh một tiếng, nói ra, Vân Kình nếu là như vậy tốt trưởng khống, Tống Gia liền sẽ không như vậy đau đầu. Đừng cuối cùng đều mất cả chì lẫn chài. Thái Ninh Hầu thế tử lại không nhìn như vậy, cha, Vân Kình hận Tống Gia, loại này hận ý hắn đều không có che giấu qua. Nếu là cùng vu gia kết minh có thể để cho vạn ngã tống gia, Vân Kình chưa hẳn sẽ không đáp ứng. Mặc kệ loại này suy đoán như thế nào, hai cha con đều rất rõ ràng một sự kiện, đó chính là tống quý phi hạ một đạo cờ dở. Cái này đạo tứ hôn thánh chỉ, cho vu gia cùng Vân Kình dựng một cây cầu lương. Thái Ninh Hầu Phu Nhân nghe được Ngọc Hy được ban cho cưới cho Vân Kình, nở nụ cười, lại là không nói gì bởi vì không cần thiết lại nói cái gì, nhi tử cùng vu gia cô nương đính hôn, bây giờ tại hàng lâm viện cũng ngẩn đến thật tốt. Về phần hàng Ngọc Hy sẽ như thế nào, cùng Trần Gia không quan hệ. Duy nhất tâm tình phức tạp chính là Trần Nhiên. Nhớ năm đó hắn tại Linh Sơn tự hỏi Ngọc Hy những lời kia, không nghĩ tới lúc trước giả thiết, bây giờ lại thành thật. A lực hừ một tiếng, nói ra, nhị gia, hàng tứ cô nương đây là đáng đời nếu là hàng tứ cô nương không có cùng gia ngươi từ hôn nơi nào sẽ dùng lấy đi tây bắc ăn hạt cát gió tây bắc cát bay đầy trời hạt cát sẽ thổi tới trong mồm cho nên người kinh thành thường xuyên đi nói tây bắc chính là đi ăn hạt cát trần nhiên lạnh mặt nói lời này về sau không nên nói nữa hàng gia từ hôn nhưng lại cũng không hề có lỗi với trần gia chí ít hàng gia không có ở hàng ngọc khi lần thứ nhất kém chút hại chết liền tới nhà từ hôn đương nhiên trần gia cũng giống vậy không nợ hàng gia tới cửa chỉ có thể nói hai người có duyên mà không phận về phần nói ngọc hy học máu sự tình trần nhiên cũng không biết là thật hay giả bởi vì truyền đi quá rất thật để hắn nói giả bộ đều nói không nên lời đối với cái này hắn cảm thấy mình vẫn là cái gì cũng không nói tốt tứ hôm ngày thứ hai trời còn chưa sáng ngọc hy liền từ trên giường đứng lên mặc vào một bộ y phục sau cảm thấy không đúng, nàng bây giờ còn đang bệnh nặng giai đoạn đâu. Nếu là dạng này chạy đến chủ viện đi, đoán chừng tin tức lập tức tới ngay tống quý phi trong lỗ tai. Ngọc Hy bận biểu đối ở bên cạnh phục vụ tử cẩn nói ra, tử cẩn, ngươi đi gọi đại ca tới, nói ta có chuyện quan trọng tìm hắn. Tử cẩn cái gì đều không có hỏi, quay người bước nhanh ra ngoài. Phanh phanh phanh. Đại lực tiếng đập cửa, đem chủ viện tất cả mọi người đánh thức. Hàng kiến minh nghe được tiếng vang cũng vội vàng từ trên giường lên, không cần đoán đều biết, gõ cửa người là đến tìm hắn, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hàng kiến minh mặc quần áo tử tế đi ra phòng ngủ đã nhìn thấy tử cẩn. Hàng kiến minh sốt ruột mà hỏi thăm, có phải là Ngọc Hy xảy ra chuyện rồi? Như không có xảy ra việc gì, cũng không có khả năng trời còn chưa sáng liền để tử cẩn tới gọi người cũng không biết nha đầu này vội vã gọi mình đi qua có chuyện quan trọng gì. Tử cẩn lắc đầu nói ra, cô nương nói có chuyện quan trọng tìm quốc công gia. Hàng kiến minh nghe lời này, vội vàng đi đào nhiên cư. Nữ nhân quần áo nhiều, mặc vào tương đối rườm rà, cho nên chậm một bước. Diệp thị lúc đi ra liền nhìn xem hàng kiến minh thân ảnh. Hoa bà tử nói ra, cũng không biết tứ cô nương bên kia xảy ra chuyện gì rồi phu nhân có hay không muốn đi qua nhìn xem diệp thị lắc đầu nói ra không cần chờ trời sáng về sau ta lại đi xem đi diệp thị trong lòng rất rõ ràng ngọc hi là giả bệnh cũng không phải thật bệnh hoa bà tự lắc đầu nói nói đến tứ cô nương thật là không may nếu không phải tống quý phi chặn ngang một chân tứ cô nương hiện tại đã là trần gia con dâu nơi nào còn muốn đến tây bắc đi chỗ kia cũng không phải bình thường người có thế chịu được Diệp Thị khẽ thở một hơi, nói ra, ai nói không phải đâu. Nguyên bản Diệp Thị đối Ngọc Hy tại giả di nương sự tình bên trên chặn ngang một tay phi thường tức giận, nhưng bây giờ nàng lại rất may mắn, may mắn ngày đó làm phiền toàn ma ma ở đây không đối giả di nương hạ độc thủ. Bằng không, cuộc sống của nàng không có khả năng có hiện tại tốt như vậy. Từ giả di nương sinh xong hài tử về sau, quốc công gia liền không có lại đi giả di nương viện tử lý, trừ bề bộn nhiều việc công vụ hơn phân nửa thời gian đều ở tại nàng viện tử lý, dù là không nghĩ ở nàng viện tử lý cũng sẽ tới xem một chút hai đứa bé theo nàng trò chuyện. Vợ chồng nhiều năm, Diệp Thị đối hàng kiến minh tính tình cũng coi như hiểu rõ, nếu là trượng phu biết giả di nương bị nàng hại chết, khẳng định sẽ phi thường tức giận, trở mặt thành thù không thể nói, nhưng giữa phu thê khẳng định phải lên hiềm khích. Vợ chồng lên hiềm khích, cũng liền không có khả năng có hiện tại ấm áp hòa thuận vui vẻ thời gian. Chương 292, chuẩn bị, 2. Hàng kiến Minh vội vã đuổi tới đào nhiên cư, lúc này Ngọc Hy đã mặc chỉnh tề tại nhỏ phòng khách chờ hắn. Nàng cũng là vừa mới nghĩ lên bị mình sơ sót một sự kiện, cái này sự tình cực kỳ trọng yếu, nếu là chậm trễ, chuyện kia liền đại phát. Nhìn thấy Ngọc Hy một mặt dáng vẻ lo lắng, hàng kiến minh hỏi, Ngọc Hy, xảy ra chuyện gì rồi? hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc Hy dạng này lo nghĩ bất an. Ngọc Hy lôi kéo hàng kiến minh tay áo, hỏi, đại ca, ngươi có hay không để người đưa tin cho nhị ca, nói cho hắn ta được ban cho cưới cho Vân Kình rồi. Hàng kiến minh gật đầu nói, có, đã để người đưa tin đi. Ngọc Hy lại vội vàng hỏi, kia tin lúc nào có thể tới? Có thế tại trong vòng nửa tháng đưa đến sao? Làm mai, nạp thái, vấn danh, nạp các trước sau cần hơn phân nửa nhiều tháng thời gian, mà một khi nạp chinh, cũng chính là đoạn dưới định, vụ hôn nhân này chẳng khác nào là định ra đến. Ngọc Hy sở dĩ không lo lắng Vân Kình cùng triệu gia hai nhà đã kết thân, là bởi vì biên thành đứng sự tình muốn chờ rơi tuyết lớn thời điểm hai quân mới có thể ngưng chiến. Cũng chỉ có tại ngưng chiến thời kỳ này, Vân Kình mới có thời gian nói người sự tình. Hàng Kiến Minh lắc đầu nói ra, trong vòng nửa tháng nơi nào có thể đưa đến, nhanh nhất cũng phải một tháng mới có thể đến biên thành đâu. Kỳ thật hoàng đế thánh chỉ đã phát xuống đi, chỉ là cái này thánh chỉ không phải quân báo, truyền chỉ thái giám từ kinh thành đến biên thành, cái này giữa mùa đông, đoán chừng trước cuối năm đều đến không được. Cho nên, hàng kiến minh đem người đi đường này tự động bỏ qua. Ngọc Hy lắc đầu nói, không được, nhất định phải tại trong vòng nửa tháng. Đại ca, nếu là tin tức truyền đi quá muộn, Vân Kình cùng triệu gia đã đính hôn, đến lúc đó coi như phiền phức. Hàng kiến minh cũng không ngốc, nghe Ngọc Hy lập tức liền minh bạch nói ra, ngươi là đang lo lắng coi như thánh chỉ tứ hôn, đến lúc đó Vân Kình vẫn là sẽ lấy triệu gia cô nương. Nói xong, Hàng kiến minh cảm thấy đây không phải không có khả năng sự tình. Vân Kình cưới triệu gia cô nương, cũng không phải thích con gái người ta, mà là vì kết minh. Cho nên, hai nhà một khi đính hôn, đến lúc đó cho dù có tứ hôn thánh chỉ, vân kình chỉ cần nói mình nhất định phải tuân thủ đạo nghĩa không thể làm người nói không giữ lời vẫn là đồng dạng có thể cưới triệu gia cô nương vân kình cũng không ngốc tự nhiên sẽ không công khai chống chỉ như thường sẽ lấy ngọc hy chỉ có điều đến lúc đó chính là ngọc hy cùng triệu cô nương ngang bằng bình tọa ngọc hy gật đầu nói đúng chỉ cần vân kình cùng triệu gia liên kết thương mại tốt sẽ xuất hiện đại ca nói hiện tượng không nói trước ngọc hy không nguyện ý cùng những nữ nhân khác ngang vai ngang vế liền nói vân kình một khi cưới triệu gia cô nương nàng bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng triệu gia là cam châu vọng tộc cái gọi là cường long ép không qua địa đầu xà triệu gia cô nương muốn hại nàng có là thủ đoạn thật đến kia tình trạng nàng cũng chỉ có chạy trốn con đường này chỉ là chạy trốn là hạ sách vừa đến chạy trốn vân kình sẽ phái người truy sát thứ hai chạy trốn sẽ làm bẩn hàng gia thanh danh, mặc dù đại ca là đối với nàng không sai, nhưng đây là xây dựng ở nàng hữu dụng cơ sở bên trên. Nếu nàng không chỉ có không thể mang đến lợi ích ngược lại cho gia tộc mang đến nguy hại, vậy đại ca khẳng định là cái thứ nhất đứng ra thanh lý môn hộ. Hàng kiến minh hôm qua bận biểu cả ngày, cũng không có thời gian suy nghĩ chuyện này, ngược lại là cho nàng xem nhẹ, ta hiện tại liền viết thư đi, đem chuyện này nói cho ngươi nhị ca, để ngươi nhị ca đem chuyện này tuyên dương ra ngoài. Chỉ cần cái này sự tình tuyên dương ra ngoài, Vân Kình cùng triệu gia việc hôn nhân liền thành không được. Ngọc Hy gật đầu nói, ân, muốn càng nhanh càng tốt. Khục, Ngọc Hy có đôi khi thật hoài nghi mình có phải là thật hay không chính là cái mệnh suy, bằng không làm sao chuyện xui xẻo gì đều có thể đụng phải đâu. Hàng Kiến Minh cũng cảm thấy cái này chuyện lớn phát, ân, ngươi yên tâm, ta sẽ tại thời gian nhanh nhất để người đem tin giao đến ngươi nhị ca trong tay. Đưa tiễn hàng kiến minh, Ngọc Hy cùng tử cẩn nói ra, nếu là tính kiện đưa muộn, đến lúc đó ta liền phải cùng người ngang vai ngang vế. Tử cẩn đối Ngọc Hy cũng coi như hiểu rõ, cô nương có tính toán gì. Nàng biết Ngọc Hy tính tình, mặc dù trên mặt nhìn rất hiền hòa, nhưng Ngọc Hy xương tử lý cũng cũng là ngạo khí mười phần. Để nàng cùng một nữ nhân khác ngang vai ngang vế, vậy khẳng định không có khả năng ngọc hy nhìn qua tử cẩn nói ra thánh chỉ tứ hôn nếu là thoát đi sẽ liên lụy đến nương cùng đại ca các nàng cho nên cũng chỉ muốn một cái biện pháp đó chính là giả chết mà nếu muốn giả chết vậy ta liền lại không là hàng gia tứ cô nương nhưng nghĩ giả chết bỏ chạy cũng chỉ có thể trên đường làm tay chân một khi đến biên thành nghĩ giả chết cũng không được một khi thành công giả chết bỏ chạy nàng liền phải lấy một loại khác thân phận sống trên cõi đời này. Quen thuộc hàng gia tứ cô nương thân phận, đừng nói thật muốn vứt bỏ, chính là chỉ vừa tưởng tượng, Ngọc Hy trong đầu liền khó chịu. Lập tức tình huống đuổi theo đời không giống, nương cùng nhị ca đều đau như vậy nàng, một khi giả chết khả năng đời này cũng không thể lại về kinh thành gặp lại bọn hắn. Tử cẩn nói ra, cô nương, nếu là chúng ta mưu đồ tốt, vẫn có thể thuận lợi chạy trốn chẳng qua bây giờ sự tình còn chưa tới một bước kia ngọc hy nói ra ta cũng là tại làm dự tính xấu nhất tử cẩn nói ra cô nương mặc kệ ngươi tới chỗ nào ta đều sẽ đi theo bên cạnh ngươi nàng cái mạng này đều là cô nương tự nhiên là cô nương ở nơi nào nàng ngay tại nơi nào ngọc hy khẽ gật đầu sau đó cúi đầu nghiêm túc hồi tưởng đời trước nghe được vân kình nghe đồn đáng tiếc mặc kệ nàng nghĩ như thế nào đều không có phương diện này tin tức. Khục, đời trước quá cô lậu quả văn. Như cùng như bây giờ, liền sẽ không bị động như vậy. Tử cẩn nói ra, cô nương, trên đường không an toàn, ta muốn đi sơn thượng mời dương sư phó cùng dư tứ ca hỗ trợ. Mặc kệ Ngọc Hi muốn hay không thoát đi, mời dương sư phó cùng dư tứ ca giúp đỡ bảo hộ cô nương, tóm lại là không sai. Trên đường không thái bình, nhiều hai cái võ công cao, nhiều hơn một phần bảo hộ ngọc hy tự nhiên cảm thấy chủ ý này tốt chỉ là nàng cảm thấy cái này sự tình đủ huyền dương sư phó cùng dư tứ ca sẽ đáp ứng sao tử cẩn nói ta cảm thấy hẳn là sẽ đáp ứng chẳng qua tóm lại muốn thử thử một lần không đáp ứng cũng không có tổn thất cũng liền một chuyến tay không mà thôi ngọc hy nhìn qua bên ngoài thiên ma tê dại sáng ngươi muốn đi ra ngoài phải cẩn thận một chút tống quý phi hận nàng Nói không chính xác cũng giận chó đánh mèo đem điền ma ma ba cái chơi chết tử cẩn đâu. Mặc dù khả năng này không lớn, chẳng qua cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Hàng kiến minh phái bên người tâm phúc hàng hạo đi đưa tin. 13 ngày về sau, hàng kiến nghiệp nhìn xem không thành nhân dạng hàng hạo, hỏi vội, ngươi làm sao bộ dáng này, xảy ra chuyện gì rồi? Hàng hạo cuốn họng đã làm, căn bản nói không ra lời, từ trong ngực đem tin đưa cho hàng kiến nghiệp. Ánh mắt rất nóng lòng, biểu thị nói cái này tin vô cùng trọng yếu. Hàng kiến nghiệp tranh thủ thời gian mở ra tính kiện, sau khi xem xong kêu lên, hoàng đế lão như vậy mà đem Ngọc Hy tứ hôn cho Vân Kình rồi. Hàng nghị ở bên cạnh nghe được câu này vội vàng nói, nhị gia, Vân tướng quân không phải lập tức liền phải cùng triệu gia cô nương đến hôn sao? Nhị gia, nếu là hoàng thượng cho tứ cô nương cùng Vân tướng quân ban thưởng cưới, cũng không thể để Vân tướng quân cùng triệu gia cô nương đến hôn nha thừa dịp hai nhà không có đính hôn, nhanh lên đem cái này sự tình pha trộn. Bằng không mặc dù không phải mình nguyện ý, là hoàng đế tứ hôn, nhưng cướp người vị hôn phu đến cùng không dễ nghe. Hàng kiến nghiệp cũng là chấn kinh tại tứ hôn sự tình, một chút quên đi bực này đại sự, bận biệu vỗ đầu một cái nói ra, ta phải tranh thủ thời gian cùng Vân Kình đi nói. Bởi vì khi còn bé giao tình, lại bởi vì hai người cùng tuổi, cho nên coi như Vân Kình chức quan so hàng kiến nghiệp cao, nhưng hàng kiến nghiệp vẫn là gọi thẳng tên. Hàng hạo nghe lời này, ngã trên mặt đất. Cái này hơn 10 ngày ban ngày kế ngày đi đường, mỏi mệt tới cực điểm, hiện tại rốt cục có thể ngủ một cái an tâm cảm giác. Vân Kình bây giờ là chính tam phẩm tham tướng, có phủ đệ của mình. Hàng kiến nghiệp tiến phủ tướng quân thời điểm, đã nhìn thấy một cái chừng 40 tuổi nữ nhân từ bên trong đi tới. Nhìn nữ nhân kia mặc quần áo cách ăn mặc, Hàng kiến nghiệp suy đoán đối phương là bà mối. Hàng kiến nghiệp đem đối phương gọi lại, hỏi, ngươi là bà mối. Thấy đối phương quả nhiên là cho Vân Kình cùng triệu gia cô nương làm mối bà mối, hàng kiến nghiệp để hàng nghị cho bà mối hai lượng bạc, nói ra, Vân tướng quân cùng triệu gia cô nương hôn sự không thành, chút tiền này là cho ngươi chân chạy tiền. Bà mối biến sắc, cất giọng nói, cái này từ chỗ nào xuất hiện người nha. Lời này cũng là có thế tùy tiện nói sao cái gì gọi là hôn sự được không rồi? nên hủy đi một tòa miếu không hủy một cọc thân ngươi không biết sao? còn có vân tướng quân cùng triệu cô nương hôn sự vòng lấy ngươi nói chuyện sao? hôm nay không nói cái rõ rõ ràng ràng, cái này sự tình không xong dài như vậy một đoạn văn đều không mang dừng lại, không hổ là bà mối hàng kiến nghiệp mặt nghiêm nói ra hoàng thượng hạ thánh chỉ cho ta muội muội cùng vân tướng quân ban thưởng cưới người nói chuyện này vòng không chuyển động lấy ta nói chuyện hắn hiện tại thế nhưng là vân kình nhị cửu ca bà mối ngốc trệ một lát lấy lại tinh thần hoài nghi đều nhìn qua hàng kiến nghiệp hỏi hoàng thượng tứ hôn vẫn là cho ngươi muội muội cùng vân tướng quân tứ hôn ngươi là ai hàng kiến nghiệp nói ra ta là hàn quốc công phủ nhị gia muội muội ta là quốc công phủ cô nương bà mối vừa nghe nói quốc công phủ liền biết chuyện này 89 phần 10 là thật. Quốc công phủ dòng giỏi cao bao nhiêu nàng không biết, nhưng khẳng định so triệu gia dòng giỏi cao hơn. Hàng kiếm nghiệp coi là đối phương không tin nàng, nói ra, giả truyền thánh chỉ thế nhưng là tru tộc đại tội, ta sao lại cầm loại sự tình này nói đùa. Bà mối nói ra, đa tạ đại nhân báo cho lão phụ chuyện này. Sau khi nói xong mau chóng rời đi phủ tướng quân. Nếu là thật sự, Vân tướng quân cùng triệu gia cửa hôn sự này thật đúng là được không? Nàng phải tranh thủ thời gian nói cho triệu phu nhân đi. Viện tử lý chuyện phát sinh, rất nhanh liền truyền đến Vân Kình trong lỗ tai. Nhìn thấy hàng kiến nghiệp thời điểm, Vân Kình mặt không thay đổi hỏi, ngươi nói hoàng đế đưa ngươi muội muội ban cho ta làm vợ. Chuyện khi nào? Vân Kình ngược lại không cho rằng hàng kiến nghiệp sẽ nói láo, loại sự tình này cũng nói không được láo. Hàng kiến nghiệp nhìn xem Vân Kình lạnh lùng thần sắc, biết đối phương không vui vẻ. Chẳng qua cái này cũng tình có thể hiểu, Vân Kình hiện tại cùng triệu gia tại nghị thân, đột nhiên xuất hiện một đạo tứ hôn thánh chỉ, đổi thành ai cũng sẽ không cao hứng, nửa tháng trước tứ hôn, ta cũng là vừa đạt được tin tức. Vân Kình thần sắc trong mắt lạnh hơn. Hoàng đế lại đột nhiên hạ thánh chỉ tứ hôn, chẳng qua là vì kết thúc hắn cùng triệu gia thông gia. Tống gia thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hàng kiến nghiệp nhìn xem Vân Kình lạnh lùng thần sắc, đột nhiên vì Ngọc Hy lo lắng. Làm huynh đệ, Vân Kình lạnh một chút cũng không quan hệ. Nhưng khi vợ chồng, đối mặt lạnh lùng như vậy trượng phu Ngọc Hy chịu được sao? Hàng kiến nghiệp cùng Vân Kình nói ra, Vân Kình, tứ hôn sự tình, nhà ta cũng không rõ. Hy vọng ngươi không nên trách tội muội muội ta. Vân Kình rất tỉnh táo mà hỏi thăm, Muội muội của ngươi phải chăng đắc tội qua người của Tống gia? Kinh thành cô nương, không có ai sẽ nguyện ý đến điên thành cái này vùng đất nghèo nàn. Hàng gia cô nương sẽ bị tứ hôn, 89 phần 10 đắc tội qua người của Tống gia. Hàng Kiến Nghiệp cười khổ, nói ra, không nói gạt ngươi, muội muội ta nguyên bản đã đính hôn, định là Thái Ninh hầu đích thứ tử Trần Nhiên. Lại không ngờ tới Trần Nhiên bị Tống Quý phi nữ nhi thấm hân công chúa nhìn trúng, nghĩ mời làm phò mã. Trần Gia không muốn, cùng sử dụng muội muội ta làm bia đỡ đạn, cho nên Tống Quý Phi liền nghĩ trừ muội muội ta. Cái này sự tình hiện tại không nói, Vân Kình cũng có thế ra được. Vân Kình hỏi, muội muội của ngươi là thế nào bỏ trốn rồi? Không có bỏ trốn, cũng không có tứ hôn sự tình. Hàng kiến nghiệp cười khổ một tiếng, cũng là vận khí tốt. Đến cùng như thế nào chạy trốn, hàng kiến nghiệp chưa hề nói, Vân Kình không tiếp tục hỏi nhiều. Ngọc Hy nói ra, còn mời hàng huynh về trước đi, ta chỗ này còn có việc phải xử lý. Cái này tứ hôn thánh chỉ đem hắn kế hoạch toàn bộ đều xáo trộn, hắn phải thật tốt chải vuốt một chút. Chương 293, Vân Kình Vân Kình về hậu viện, cùng Hoắc Trường Thanh nói chuyện này, Hoắc Thúc, Hoàng đế đã cho ta tứ hôn, là Hàn Quốc công phủ tứ cô nương. Tống gia sẽ không nhìn xem Vân Kình cuộc khởi, cho nên đối với hoàng đế sẽ cho Vân Kình Tứ hôn hoắc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hoắc Trường Thanh hỏi, chuyện khi nào? Nghe được là nửa tháng trước, Trường Thanh cao mày đến, nửa tháng tứ hôn, tin tức vậy mà hiện tại liền truyền tới rồi. Vân Kình nói ra, là hàng gia để người ra roi thúc ngựa đưa tin cho hàng kiến nghiệp, chuyện này đoán chừng ngày mai liền phải truyền khắp du thành. Hoắc Trường Thanh hỏi, ngươi thấy thế nào? Vân Kình những năm này đã sớm ma luyện ra đến, Nghe Hoắc Trường Thanh tra hỏi, nói ra, hẳn là Hàn Quốc công sợ ta cùng triệu gia đính hôn, cho nên mới sẽ tứ hôn thánh chỉ một chút hắn liền để người đem tin tức truyền tới. Hắn cùng triệu gia thông gia, là vì kết minh. Một khi đính hôn, liền không khả năng từ hôn, cho dù là có tứ hôn thánh chỉ cũng không có khả năng từ hôn. Nếu không, chính là cùng triệu gia kết thù. Mà bây giờ, hai nhà vẫn chỉ là tại nghị thân, cũng không có đoạn dưới định, cho nên tứ hôn tin tức truyền đến qua hắn cùng triệu gia là định không được thân. Phản ứng như thế mau lẹ, từ chuyện này đến xem Hàn Quốc công cũng là một cái rất có năng lực người. Hoắc Trường Thanh lắc đầu nói ra, hàng kiến minh người này, giả tâm không nhỏ, năng lực có hạn. Hắn có thế phản ứng nhanh như vậy, hẳn là tìm được tốt giúp đỡ. Cái gọi là tốt giúp đỡ, là chỉ hàng kiến minh tìm ra tốt phụ tá. Hoắc Trường Thanh vẫn nghĩ cho Vân Kình tìm kiếm mấy cái dùng được phụ tá, đáng tiếc rất khó tìm tới, hai năm trước thật vất vả tìm tới một cái, kết quả lại bị người ám sát. Về sau, liền lại không có tìm được tốt phụ tá. Vân Kình ra kinh thời điểm mới 10 tuổi, đối kinh thành rất nhiều sự tình cũng không lớn rõ ràng. Hắn nghe Hoắc Trường Thanh nói ra, hàng kiến minh có thể được lợi hại như vậy phụ tá, có thể thấy được trên thân cũng có thể lấy chỗ. Hoắc thúc, triệu gia môn thân này phải lui. Hoắc trường thanh trầm ngâm một lát, nói ra, không lấy được con vợ cả cô nương, cũng có thể cưới cái con thứ cô nương làm nhị phòng. Đã thánh chỉ tứ hôn, triệu gia chắc chắn sẽ không đem con vợ cả cô nương gả tới. Coi như bọn hắn trước nghị thân, nhưng có thánh chỉ phía trước, khẳng định là muốn tuân hàng thị vì lớn. Cho nên, con vợ cả khẳng định cưới không lên, nhưng con thứ vẫn là có khả năng. Vân Kình lắc đầu nói ra, vương theo thánh chỉ cưới hàn ngọc hy vì chính thê tái giá triệu gia vì nhị phòng mặc dù trên mặt là vẹn toàn đôi bên nhưng kỳ thật đây là nhất không ổn thỏa biện pháp còn không có qua cửa liền phải đối mặt một cái quý thiếp hàn ngọc hy làm sao có thể cùng hắn một lòng trái lại triệu gia bên này nhị phòng không giống với chính thê thông gia hiệu quả cũng là giảm bớt đi nhiều thông gia chỉ là nhanh nhất cũng hữu hiệu nhất kết minh biện pháp nhưng liên minh lại không nhất định phải thông qua thông gia, có lợi ích đồng dạng có thể kết thành minh hữu. Hoắc Trường Thanh nhìn qua Vân Kình, hỏi, thế nhưng là hàng kiến nghiệp có nói gì với ngươi? Vân Kình thái độ chuyển biến phải nhanh như vậy khẳng định là có nguyên do. Vân Kình đem hàng kiến nghiệp nói với hắn lời nói thuật lại một lần, nói ra, cái kia độc phụ thủ đoạn cỡ nào tàn nhẫn, có thế từ dưới tay nàng bỏ trốn hai lần há lại chỉ dựa vào vận ký liền có thể thành lần thứ nhất bỏ trốn có thể nói là vận khí, hai lần còn có thể bỏ trốn liền không khả năng là vận khí tốt đơn giản như vậy. Hoắc Trường Thanh trầm giọng nói ra, ý của ngươi là nha đầu này thâm tàn bất lộ. Vân Kình trầm mặt một chút rồi nói ra, ta gặp qua hàng gia tứ cô nương, khi đó nàng mới 5 tuổi. Nói xong, đem hắn tuần tự mấy lần nhìn thấy Ngọc Hy lúc sự tình nói một lần, sau khi nói xong nói, hàng Ngọc Hy là nhị phòng cô nương, thế nhưng là nàng lại có thể được đến hàng kiến minh huynh đệ như vậy yêu thương. Trên đời này, không có không căn cứ tới tốt lắm. Vân Kình sớm không phải 11 năm cái kia trời sinh cởi mở thiếu niên, trải qua những năm này gặp trắc trở, rất nhiều chuyện hắn đều sẽ hướng tầng sâu bên trong suy nghĩ. Hoắc Trường Thanh nhìn xem Vân Kình, nói ra, ngươi rất xem trọng hàng thị sao. Vân Kình trầm mặt một chút, nói ra, hẳn là so triệu gia cô nương mạnh hơn hắn gặp qua triệu gia cô nương một mặt cũng không phải nói triệu gia cô nương không tốt chỉ là nuôi quá mảnh mai cô nương kia nhìn thấy hắn lúc lời nói còn chưa nói mặt trước trắng rồi dạng này thành thân về sau vợ chồng có thế ở chung được không chỉ là đây là triệu gia nói ra kết minh điều kiện tăng thêm triệu gia cô nương trừ nhát gan một chút cũng không có cái khác mau bệnh cho nên hắn cũng không có cự tuyệt chủ yếu là hắn không có lý do cự tuyệt Hoắc Trường Thanh khẽ thở một hơi, nói ra, hy vọng như lời ngươi nói, cô nương này là cái có can đảm lại là cái thân thể tốt. Hoắc Trường Thanh làm sao không biết Vân Kình đối triệu gia cô nương không hài lòng, chỉ là đây là triệu gia đưa ra kết minh điều kiện, hợp lý hợp tình, bọn hắn cũng không thể cự tuyệt. Bằng không, triệu gia vạn nhất đứng ở tầng chiêu bên kia, tình thế đối Vân Kình liền càng phát ra bất lợi. Hiện tại có quan minh chính đại lý do cự tuyệt, tự nhiên tốt mà lại hoác trường thanh trong lòng cũng rõ ràng, vân kình kỳ thật vẫn là muốn cưới cái danh môn quý nữ làm vợ. Cũng không phải nói vân kình chướng mắt biên thành cô nương, mà là vân lão gia tự muốn để cháu trai cưới cái danh môn quý nữ, bằng không lúc trước cũng sẽ không cho vân kình định ra thái ninh hầu phủ cô nương. Mặc dù thánh chỉ tứ hôn để người cách ứng, nhưng cũng coi là gián tiếp thỏa mãn vân kình yêu cầu. Vân kình cùng hoác trường thanh nói xong, liền đi triệu gia, cùng triệu gia nói hoàng đế tứ hôn sự tình. Triệu gia chính là cam châu vọng tộc, làm sao lại để trong tộc cô nương đi cho người làm thiếp. Coi như triệu gia tộc bên trong người đồng ý, triệu tướng quân cũng sẽ không đáp ứng. Cho nên, thông gia cái này sự tình tự nhiên không thành. Triệu gia cùng vân kình kết thành liên minh, cũng là bị hứa gia ép. Hứa gia gia chủ trưởng nữ là tần chiêu thê tử, từ tần nguyên soái sau khi chết, hứa gia mượn nhờ tần chiêu không ít chèn ép triệu gia về phần nói là cái gì nhất định phải thông gia nguyên nhân cũng rất đơn giản bọn hắn nhìn rất đẹp vân kình lúc này xảy ra ngoài ý muốn giá rẻ không thể thông gia nhưng triệu gia vẫn là cần vân kình cái này minh hữu chỉ là không thể thông gia kia liên minh điều kiện liền phải một lần nữa đàm giải quyết triệu gia vấn đề vân kình liền đi tìm hàng kiến nghiệp uống rượu hàng kiến nghiệp lại cẩu thả cũng biết Vân Kình là đến tìm hiểu tin tức. Hàng kiến nghiệp cũng không phải cái quanh co lòng vòng người, vừa uống rượu một bên cùng Vân Kình nói Ngọc Hy các loại tốt. Thông minh lại đáng yêu, xinh đẹp lại có thể làm, ôm nhu lại quan tâm, dù sao hàng kiến nghiệp đem có thế nghĩ đến ca ngợi từ tất cả đều nói. Đem Ngọc Hy thổi phòng đến mức liền cùng thiên thượng hạ phàm tiên nữ giống như. Cuối cùng ông Vân Kình phía sau lưng nói ra, Vân Kình nha, có thế cưới lấy nhà ta hy nhi là phúc khí của ngươi vân kình đem hàng kiến nghiệp tay từ trên người chính mình lột xuống để hàng nghị đem uống say hàng kiến nghiệp đỡ trở về mà chính hắn lúc trở về thần sắc hòa hoãn không ít chỉ cần hàng ngọc hy có hàng kiến nghiệp nói một nửa tốt hắn liền thỏa mãn ngọc hy nếu là biết hàng kiến nghiệp một bữa rượu liền đem nàng đáy chào hàng phải sạch sẽ đoán chừng phải che mặt đáng tiếc này sẽ ngọc hy cái gì cũng không biết tử cẩn từ sơn thượng trở về cùng ngọc hy nói ra cô nương đây là dương sư phó đưa cho ngươi tin về phần trong thư viết cái gì tử cẩn cũng không biết nàng không có mở ra nhìn ngọc hy xem xong thư sau nở nụ cười đem tin đưa cho tử cẩn nói ra chính ngươi xem một chút đi dương sư phó ngược lại là đáp ứng hắn cùng dư chí có thể đưa nàng đi tây bắc chẳng qua có điều kiện điều kiện chính là muốn ngọc hy để tử cẩn khi hắn quan môn đệ tử tử cẩn sau khi xem xong rất tức giận ta đều nói không bái sư nếu chỉ là bái sư còn không quan hệ mấu chốt là dương sư phó muốn nàng cùng cô nương thoát ly quan hệ hắn cho là hắn là ai vậy mà sách dạng này hoang đường điều kiện như dương sư phó chỉ nói là muốn thu tử cẩn làm quan môn đệ tử nàng khẳng định là sẽ thả tử cẩn nô tịch cần phải để nàng đem tử cẩn đưa tiễn về sau lại không có quan hệ gì với nàng nàng lại không ngốc làm sao có thể đồng ý bực này điều kiện nàng tiêu tốn nhiều như vậy tâm lực cùng tài lực cũng không phải cho người khác bồi dưỡng đệ tử ngọc hy vô tình nói ra đã hắn không nguyện ý vậy coi như tử cẩn gật đầu nói ân về sau lại không đi tìm bọn họ muốn đi tây bắc cần chuẩn bị đồ vật rất nhiều đồng dạng muốn dẫn đi người cũng phải chọn lựa qua tây bắc biên trưởng thành năm tháng dài đánh trận lại nghe đồn đều là bảo cát vừa ra khỏi cửa liền đầy miệng hạt cát cho nên tám chín phần mười cũng không nguyện ý đi cùng tây bắc trừ tử cẩn cùng tử tô ngọc hy còn chọn bốn tên nha hoàng trong đó một cái là điền cúc mặt khác ba cái cũng đều là toàn ma ma tự mình dạy dỗ cái đỉnh cái trung tâm ngọc hy cùng thu thị nói ra mẹ nha hoàng có sáu cái cũng tận đủ rồi hiện tại duy nhất thiếu chính là đầu bếp nữ thôi làm bà tử đến lúc đó trực tiếp tại biên thành mua chính là, nhưng đầu bếp nữ lại là nhất định không thể thiếu. Muốn tới biên thành tìm một cái có thể làm kinh món ăn đầu bếp, đoán chừng không phải bình thường khó. Mà lại bên ngoài tìm đầu bếp nữ, Ngọc Hy dùng đến cũng không yên lòng. Ngày đó quách đại nương nếu không phải trong nhà gia sinh tử, mà là bên ngoài thuê đến, nói không chính xác liền sẽ không thẳng thắng mà là hạ độc. Cho nên, cái này đầu bếp nữ ứng cử viên là nhất định phải thận trọng thu thị vỗ ngọc hy tay, ôm nhu nói yên tâm nương nhất định cho ngươi tìm thỏa đáng đầu bếp nữ bắt đầu thu thị trong lòng có chút khó chịu chẳng qua bị ngọc hy dừng lại trấn an cũng liền đi qua nguyên bản xem trọng nhà giàu tam thiếu gia cũng là mang binh đánh giặc liêu đông cùng tây bắc cũng không nhiều lắm khác biệt đương nhiên chủ yếu là ngọc hy rất thản nhiên không có khóc trời đập đất ngược lại mỗi ngày bận rộn tính toán cái này muốn dẫn thứ gì. Ngọc Hy chỉ là mở miệng, chân chính áp dụng chính là thu thị, cho nên thu thị cũng đi theo công việc lưu bù lên, nơi nào còn có thời gian đi buồn xuân thu. Ngọc Hy cười nói, tạ ơn nương. Thu thị hỏi, toàn ma ma có phải là không đi cùng Tây Bắc? Ngọc Hy gật đầu, nói ra, toàn ma ma tuổi tác lớn, chịu không được lặn lội đường xa, cho nên không thể đi cùng Tây Bắc toàn ma ma người nhà đều tại Kinh Thành, làm sao có thể đi cùng Tây Bắc. Thu Thị nói ra, bên cạnh ngươi không có kinh sự tình quản sự ma ma cũng không thành. Tử Tô là tốt, nhưng tuổi tác còn tại đó, thiếu khuyết lịch duyệt. Ngọc Hy cười lắc đầu cự tuyệt, nói ra, không được, từ nơi này đi Tây Bắc phải đi hơn 3 tháng đâu. Bên trên tuổi tác người chịu không được dạng này dày vò. Nàng chỉ chọn cái này bốn tên nha hoàng, không phải nói cái khác nha hoàng liền không trung tâm mà là cái này bốn tên nha hoàng tố chất thân thể là tốt nhất thu thị lắc đầu nói ra không thành ta vẫn là phải cho ngươi chọn cái quản sự ma ma trước kia tại trong phủ đệ không có quản sự các mụ mụ cũng không quan hệ dù sao có nàng nhìn xem hiện tại ngọc hy đi tây bắc bên người không có kinh sự tình ma ma giúp đỡ nàng nơi nào yên tâm được ngọc hy cũng không có một hơi từ chối nương muốn tìm liền phải tìm hợp ta tâm ý, bằng không, ta tình nguyện không có đâu. Tránh khỏi thêm một người ở bên tai lãi nhãi. Thu thị nói, nương nhất định cho ngươi tìm hợp tâm ý. Trong phủ đệ nhiều như vậy hạ nhân, cũng không tin tìm không ra hợp ngọc hy tâm ý người. Chương 294, Long Phượng Thai, 1 Vô tri có đôi khi kỳ thật cũng là một niềm hạnh phúc. Tương phản, biết càng nhiều, liền càng phiền não, Ngọc Hy xem hết hàng kiến minh cho nàng tư liệu, đã cảm thấy con đường phía trước từ từ. Biên thành hoàn cảnh gian khổ những cái này nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nàng cũng không phải là không thể ăn khổ người, thế nhưng là nàng lại không nghĩ rằng Vân Kình tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng. Đánh trận có nguy hiểm tính mạng cũng liền thôi, hết lần này tới lần khác còn thỉnh thoảng đến cái ám sát. Từ hàng kiến minh đưa cho trong tư liệu Ngọc Hy biết được, Vân Kình bị ám sát hơn 10 lần, may mà nàng còn nói là cái gì tần chiêu không phái người ám sát vân kình nguyên lai like không phải tần chiêu vô dụng biện pháp này mà là ám sát không thành công ngọc hy hỏi đại ca ngươi nói ta về sau có thể hay không cũng bị người ám sát rồi nàng liền nói vì cái gì năm đó chỉ truyền ra vân kình giết bao nhiêu bao nhiêu người lại không truyền bất luận cái gì liên quan tới hắn vợ con sự tình cứ như vậy tình huống vân kình vợ con có thể giữ được mới kỳ quái phải biết đời trước lúc nàng chết tống gia vẫn là thật tốt đây này hàng kiến minh đối vân kình gian nan như vậy tình cảnh sớm có chuẩn bị tâm lý đây cũng là vì cái gì yến vô song muốn núp trong bóng tối nguyên nhân thực sự là tống gia thủ đoạn quá độc ác vân kình có thể sống đến hiện tại là bản lãnh của hắn những người này mục tiêu tại vân kình chỉ cần ngươi cẩn thận một chút sẽ không có sự tình muốn mưu phải kết xù hồi báo tự nhiên là muốn nguy hiểm Ngọc Hy biết tất cả đều dựa vào hàng kiến minh là không thực tế. Thế nhưng là bên người nàng chỉ có tử cẩn, tử cẩn là người, không phải thần, không có khả năng lúc nào cũng đều nhìn chung bên trên. Ngọc Hy đem những cái này tâm tư đè xuống, hỏi hàng kiến minh, đại ca là thế nào đạt được những cái này tư liệu. Những cái này tư liệu quá chỉnh tề, lấy hàng kiến minh năng lực trong thời gian ngắn như vậy là không thể nào đạt được. Hàng kiến minh ho khang một tiếng rồi nói ra, ta tự có ta đường tắt. Ngọc Hy thấy thế cũng không có hỏi nhiều, nên nói thời điểm hàng kiến minh tự nhiên sẽ nói, đại ca, Hưng Long tiêu cục bên kia nói thế nào? Hàng kiến minh nói ra, còn tại hiệp đàm. Giá tiền không thể đồng ý. Ngọc Hy suy nghĩ một chút nói ra, đại ca, trên đường không thái bình, ta muốn dẫn đồ vật lại nhiều, dùng nhiều ít tiền không quan hệ, trọng yếu nhất an toàn. Công kền đồ nội thất là không mang, nhưng là đồ trang sức cùng dược liệu đây đều là khẳng định phải mang, ngoài ra còn có thư tịch chờ thượng vàng hạ cám, làm gì cũng nên có hơn 20 xe đồ vật. Đường xá xa xôi, đồ vật nhiều gia tăng nguy hiểm lại cao rất nhiều, cho nên đối phương coi như ra giá cao chút cũng hợp tình hợp lý. Hàng Kiến Minh gật đầu nói, cái này không cần ngươi lo lắng, trong lòng ta biết rõ. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, đến lúc đó ta sẽ từ trong phủ đệ điều một bộ phận người đi ngọc hy chần chờ một chút cuối cùng vẫn là đem đáy lòng lại nói ra tới đại ca ta muốn tìm nhị tẩu đi lư gia mượn chút hộ vệ đến dùng hàng gia hộ vệ trên thân tốt quá ít mà những người này một nửa bị hàng kiến nghiệp mang đi một nửa muốn bảo vệ hàng kiến minh những người còn lại đối phó người bình thường có thể đối phó những cái kia đạo phỉ quá sức lư gia những hộ vệ kia lại không giống nghe nói có không ít đi lên chiến trường đối phó những cái kia đạo phỉ khẳng định không là vấn đề. Hàng Kiến Minh nói ra, không phải cho mời tiêu sư sao. Những người này đủ để bảo hộ ngươi an toàn. Đi lưu gia mượn người dùng, nói đến rất mất mặt. Ngọc Hy mới mặc kệ mất mặt không mất mặt, nàng muốn là an toàn của mình, đại ca, Hưng Long tiêu cục mặc dù thanh danh không sai, nhưng cái này thế đạo, ai biết người ở bên trong có thể hay không sinh lệch ra tâm. Lần này ta mang đồ vật, Đơn châu báo đồ trang sức cùng dược liệu liền đáng giá hết mấy vạn lượng bạc. Những người kia lên lòng xấu xa trên nửa đường đoạt đồ vật trốn, đến lúc đó thật sự là khóc đều không có tìm đi. Nếu là nàng mang ngàn tám trăm lượng đồ vật cũng không lo lắng, thế nhưng là lần này nàng mang đồ vật cộng lại là một số tiền lớn, ai biết những người này có thể hay không thấy tiền sáng mắt. Đem hy vọng ký thác vào người khác lương tâm bên trên, kia là ngu xuẩn nhất về phần nói lư gia những hộ vệ kia ngọc hy là không có chút nào lo lắng những hộ vệ này vợ con đều tại lư gia ở lại cho nên không thể lại có ý nghĩ gian dối hàng kiến binh nghe ngọc hy nhịn không được lại hỏi ngươi khoảng thời gian này một mực đang mua dược liệu ngươi mua nhiều như vậy dược liệu làm cái gì ngọc hy nói ra biên thành thiếu y thiếu thuốc nhiều mua một chút cũng an tâm ngọc hy không phải dược liệu gì đều mua nàng chủ yếu mua một chút quý giá dược liệu, ví dụ như xạ hương, ngư hoàng, nhân sâm, cây bối mẫu, lộc nhung, mật gấu các loại, đương nhiên, trùng thảo cùng tổ yến chờ thuốc bổ tự nhiên cũng không có thể thiếu. Thu thị thấy Ngọc Hy trắng trợn mua dược liệu, cũng đưa nàng tư trong kho quý giá dược liệu hơn phân nửa đều cho Ngọc Hy, Diệp thị cùng Lư Tú thấy thế cũng đưa nàng không ít. Tăng thêm Ngọc Hy mình mua, trọng dược liệu liền mấy cái trương lớn. Hàn Kiến Minh gật đầu nói, nếu là ngươi thật cảm thấy không nở, vậy ngươi liền đi đi. Nhiều mấy cái người có năng lực che chở, xác thực an toàn một chút. Ngọc Hy đưa tiễn hàng kiến minh, liền đi tìm Lư Tú. Ngọc Hy rất thành khẩn nói ra, nhị tẩu, lần này đi Tây Bắc đường xá xa xôi, trên đường đều không thái bình, nếu là bên người không có người có thể tin được, ta ban đêm đi ngủ đều không nở. Lư Tú nghĩ đến Ngọc Hy những năm này cũng giúp đỡ qua nàng rất nhiều, do dự một chút liền gật đầu đáp ứng, tứ muội chờ ta ngày mai về nhà hỏi một chút cha ta cho ngươi thêm trả lời chắc chắn. Ngọc Hy muốn mượn dùng chính là lư gia người, cái này sự tình cho nàng cha đồng ý mới thành. Chẳng qua chỉ là mượn dùng, những người này đem Ngọc Hy an toàn đưa đến Tây Bắc liền trở lại, cha nàng hẳn là sẽ không cự tuyệt. Ngọc Hy vừa cười vừa nói, tạ ơn nhị tẩu. Hai người đang nói chuyện, liền nghe phía ngoài có nha hoàng tới nói ra, đại hỷ sự nhị phu nhân đại hỷ sự vương phi sinh sinh long phượng thai ngọc hy sửng sốt long phượng thai đây là có chuyện gì ngọc thần đời trước là nhi nữ song toàn nhưng lại không có sinh long phượng thai đâu rất nhiều chuyện thật không giống lư tú cười lên nói ra đây chính là đại hỷ sự ngọc hy đi cùng nhị tẩu đi thượng viện lão phu nhân nghe tin tức này khẳng định sẽ phi thường cao hứng. Ngọc Hy cười gật đầu, đúng là đại hỷ sự. Lão phu nhân nghe được Ngọc Thần sinh Long Phượng Thai, lập tức cười đến không ngậm miệng được, ta Ngọc Thần Nha, chính là có lớn phúc khí người Nha. Long Phượng Thai, đây chính là điềm lành Nha. Đám người nghe lời này, sắc mặt đều phi thường vi diệu. Văn Thị cùng Ngọc Dung định lực kém chút, hai người cũng nhịn không được nhìn xem Ngọc Hy, thấy Ngọc Hy trên mặt mang tiêu chuẩn nụ cười, đều cảm thấy nàng rất có thể trang. Trở lại đào nhiên cư, tử tô cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Ngọc Hy, gặp nàng thần sắc không có gì biến hóa quá lớn, lúc này mới thở dài một hơi. Ngọc Hy buồn cười nói, làm sao? Sợ ta khổ sở. Nói đến Ngọc thần thật là tốt số, giống như trên đời này tất cả chuyện tốt toàn bộ đều bị nàng chiếm toàn. Mà nàng đâu? Tựa như là trên đời xui xẻo sự tình đều bị nàng chiếm toàn nàng cùng ngọc thần thật đúng là hai thái cực nghĩ tới đây ngọc hy vút vút huyệt thái dương cũng không không may sao người ta xuất giá cô nương đều là lo lắng tương lai bà bà cùng tiểu cô có thể hay không tốt ở chung chị em dâu cái gì có thể hay không cố ý kén ăn na nàng đâu nàng lo lắng chính là về sau có thể hay không cũng gặp phải ám sát toàn ma ma ở thời điểm này chen vào nói nói cô nương nhân sinh quá thông thuận cũng không phải là chuyện tốt quá thông thuận, một khi gặp phải biến cố, khả năng liền bó tay toàn tập. Không giống nhà mình cô nương, chuyện gì đều trải qua, đã không có gì có thế lấy đã kích đến nàng. Ngọc Hy dở khóc dở cười, toàn ma ma, nghe ngươi lời này, thật giống như ta trải qua nhiều như vậy chuyện xui xẻo ngược lại là chuyện tốt. Ta tin tưởng, không biết có bao nhiêu người hy vọng có tam tỷ như vậy thông thuận nhân sinh đâu. Đồng dạng, cũng sẽ không có người hy vọng giống như nàng, trở thành một cái đen đuổi. Toàn ma ma nói ra, cô nương, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Ngọc thần hiện tại tốt, không nhất định tương lai liền tốt. Mà nhà mình cô nương hiện tại không tốt, tương lai nhất định sẽ tốt. Ngọc Hy nở nụ cười, ma ma thực sẽ an ủi người. Nói đến, ta còn thực sự không nở thả ma ma trở về. Cùng thu thị nói toàn ma ma thân thể không tốt là lý do, kỳ thật toàn ma ma thân thể rất tốt chỉ là toàn ma ma không nguyện ý tại bốn phía bôn ba nàng liền nghĩ qua một cái an thuận tuổi già toàn ma ma nói cô nương ta đang nghĩ nói cho ngươi chuyện này đúng lúc bên này có người ta cảm thấy rất hợp đi ngọc hy đối cái này vừa đưa ra hứng thú ma ma mau cùng ta nói một chút có thể để cho toàn ma ma coi trọng khẳng định có chỗ hơn người toàn ma ma cho ngọc hy đề cử người này họ khúc trước kia là tại thượng phục cục người hầu ba năm trước đây cũng bị phóng ra. Chỉ là nàng không có toàn ma ma vận khí tốt, trong nhà huynh đệ chất tử đều là xài lan hổ báo, không ai thực tình muốn cho nàng dưỡng lão đưa tiễn, đều nghĩ mưu tính tiền bạc của nàng. Có thế trong cung sống đến được thả ra cái nào không có mấy phần thủ đoạn. Tại gia tộc ở một nhiều năm, thấy nhà mẹ đẻ người đều không đáng tin cậy, dứt khoát về kinh thành, muốn tìm cái tốt có thể cho nàng dưỡng lão đưa tiễn chủ gia người hầu. Ngọc Hy có chút không tin tưởng lắm, lâu như vậy đều không tìm được người thích hợp nhà. Toàn ma ma cười nói, trong thời gian ngắn muốn tìm được thích hợp chủ gia, nơi nào dễ dàng như vậy. Còn nửa nàng là tại thượng phục cục người hầu, cùng ta không giống. Toàn ma ma sẽ làm dược thiện, có thể giúp người điều trị thân thể, có bản sự này không biết bao nhiêu người mời nàng đâu. Mà khúc ma ma là tại thượng phục cục, thượng phục cục chính là quản quần áo trang sức các loại, không nổi tiếng. Ngọc Hy hỏi, đáng tin sao? Toàn ma ma nói ra, cô nương yên tâm, nếu là không đáng tin cậy ta cũng sẽ không đề cử cho cô nương. Ngọc Hy xem như đồ đệ của nàng, nàng thế nào cũng sẽ không hại Ngọc Hy. Ngọc Hy lại không tỏa sáng tâm địa hỏi, nàng sẽ đi với ta Tây Bắc sao? Tây Bắc chỗ kia, để người nghe mà biến sắc. Rất nhiều người nói chuyện đến đi Tây Bắc, lúc này cự tuyệt. Không phải sao, thu thị đến bây giờ còn không có tìm kiếm bên trên thích hợp quản sự ma ma cùng đầu bếp nữ toàn ma ma nói ra ta ra mặt nàng sẽ đồng ý đi thấy ngọc hy vẻ mặt nghi hoặc toàn ma ma nói ra ta trước kia trong cung đã giúp nàng không chỉ có riêng là đã giúp đơn giản như vậy nàng thế nhưng là đã cứu đối phương mệnh ngọc hy gật đầu nói vậy liền làm phiền ma ma quản sự ma ma có còn lại chính là đầu bếp nữ chẳng qua như thực sự tìm không lên ngọc hy dự định mua một cái được rồi lại không thành đến lúc đó mình xuống bếp làm tốt đang nghĩ ngợi sự tình thải điệp tới nói ra cô nương vừa rồi lão phu nhân lên tiếng sau ba ngày trong phủ đệ người đều muốn đi tham gia tiểu điện hạ cùng tiểu quận chúa tẩy ba lễ trong những người này tự nhiên bao quát ngọc hy ở bên trong ngọc hy gật đầu nói ta biết đi nói lời tạm biệt cũng tốt chương 295, Long Phượng Thai, 2. Lưu Tú ngày thứ hai liền về nhà mẹ đẻ, cùng Lưu Nhị Lão Gia sách mượn hộ vệ sự tình. Lưu Nhị Lão Gia nghe Lưu Tú, trầm giọng hỏi, đây là Hàn Quốc công sách vẫn là các ngươi phủ thượng tứ cô nương mình sách. Thân là đương gia chi chủ, hàng Kiến Minh chắc chắn sẽ không cùng nhà khác mượn người dùng, cho nên, 89 chín phần mười là hàng gia tứ cô nương chính mình ý tứ. Lưu Tú nói, là tứ muội muội chính mình ý tứ nàng nói trên đường không an toàn, cho nên suy nghĩ nhiều mang một chút hộ vệ. Bên ngoài không Thái Bình Lưu Tú cũng biết, chỉ là đến cùng làm sao cái không Thái Bình Pháp lại không rõ ràng. Dù sao không có từng đi xa nhà. Lưu Nhị Lão Gia hỏi, Hàn Quốc công biết sao? Lưu Tú gật đầu nói, đại bá hắn không phản đối. Cha, nếu là trong phủ không thiếu người liền phái thêm mấy người đi thôi. Dù sao nửa năm sau liền trở lại nói cách khác, hàng kiến minh không tán thành nhưng cũng không phản đối. lương nhị lão gia nhớ tới chuyện lúc trước, nói ra, người cái này cô em chồng ngược lại là rất đặc biệt. đối với nhà khác cô nương, hắn một cái trưởng bối cũng sẽ không đặc biệt chú ý. nhưng hàng gia nha đầu này thực sự đặc thù. đầu tiên là hai lần kém chút bị tống quý phi chơi chết, sau lại từ hôn, này sẽ lại được ban cho kết hôn đến tây bắc đi. đổi thành người bình thường cô nương không hù chết cũng phải dọa điên. Nhưng hàng gia nha đầu này ngược lại là tốt, không có khóc trời đập đất, không có tinh thần chán nản, càng không hù dọa, người ta chính tỉnh táo suy xét trên đường không an toàn muốn bao nhiêu mang mấy tên hộ vệ đâu. Còn nghĩ tới đến mượn hộ vệ. Bởi vậy có thể thấy được, người ta đối đến Tây Bắc căn bản không sợ. Lưu Tú vừa cười vừa nói, tứ muội muội tính tình rất cương nghị. Lưu nhị lão gia gật đầu một cái, nếu là tính tình hơi mềm yếu một chút, gặp phải nhiều như vậy sự tình đã sớm ngã xuống, còn có thế có tâm tư trù tính lấy mang nhiều một chút người, ta sẽ từ trong phủ đệ chọn lựa 12 cái hảo thủ cho nàng. Bán cho nha đầu này một cái nhân tình lại có làm sao? Lư Tú gật đầu nói, tạ ơn cha. Ngọc Hy nghe được nói sẽ cho nàng 12 cái hảo thủ, lập tức cứ yên tâm, nhị tẩu, đến lúc đó ta muốn để những người này thiếp thân bảo hộ ta đồ vật đến lúc đó giao cho tiêu sư cùng trong phủ đệ hộ vệ nàng một người an toàn liền giao cho những người này lư tú gật đầu nói cái này không có vấn đề ngọc hy vừa cười vừa nói nhị tẩu nếu là có đồ vật gì muốn tặng cho nhị ca ngươi cũng phải nhanh chóng chuẩn bị nếu là thời tiết tốt một tháng đấy ta liền phải rời kinh bên ngoài mặc dù hung hiểm nhưng nguy hiểm có thể đoán được đạt được nhưng tại kinh thành kia cũng là giết người ở vô hình. Cho nên Ngọc Hy rất lo lắng tái xuất yêu thiêu thân, cho nên vẫn là nghĩ hết sớm rời kinh. Đến Tây Bắc, núi cao hoàng đế xa, nhưng lại không sợ. Về phần những cái kia ám sát cái gì, binh đến tướng trắng, nước đến đất chặn. Lưu Tú gật đầu nói, ta sẽ đem đồ vật chuẩn bị thỏa đáng. Đúng, người áo cưới theo thế nào rồi? Trước đó Ngọc Hy đem áo cưới những vật này đều xử lý, này sẽ áo cưới phải lần nữa theo. Ngọc Hy cười nói, còn không có theo xong. Chẳng qua rời kinh thời điểm, hẳn là không sai biệt lắm. Bị mặc cái gì đều giao cho khuê phòng, áo cưới cùng khăn cô dâu, Ngọc Hy mang theo bên người mấy tên nha hoàng tại theo. Trước đó áo cưới là theo phượng xuyên mẫu đan, lúc này theo chính là uyên ương. Áo cưới bên trên hoa văn để nha hoàng theo, Ngọc Hy chỉ theo uyên ương, cho nên tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Lư Tú khẽ gật đầu, sau đó nói, ngày mai tẩy ba lễ, tứ muội nếu là không muốn đi, vậy liền không muốn đi. Phía trước mấy ngày đối ngoại nói Ngọc Hy thân thể đã khỏi hẳn, cho nên coi như ra ngoài cũng không có việc gì. Chỉ là Lư Tú lo lắng, bên ngoài ánh mắt khác thường sẽ để cho Ngọc Hy không thoải mái. Ngọc Hy nở nụ cười, nói ra, lần này không gặp, lần tiếp theo gặp lại cũng không biết là lúc nào sự tình rồi. Tẩy ba lễ ngày hôm đó, hàng gia trừ lưu tú lưu tại trong phủ giữ nhà, cái khác toàn bộ đều xuất động. Thu thị ngược lại không phải vì nhìn ngọc thần, mà là có lần trước sự tình không yên lòng, cho nên lần này liền theo tới. Đi vương phủ thời điểm, thu thị liền để ngọc hy đi theo nàng một chiếc xe ngựa. Đến kính vương phủ, nhìn xem vương phủ bên ngoài xe ngựa ồn ào, tiếng người huyên náo, chân chính náo nhiệt phi thường. Lão phu nhân thấy thế rất vui mừng cũng là hoàng đế cùng tống quý phi coi trọng, cho nên hài tử tẩy ba lễ, hoàng thất cùng huân quý nhà trên cơ bản đều đến, bằng không cũng sẽ không như vậy náo nhiệt. Văn thị rất thức thời nói ra, mẹ, nghe nói hoàng thượng đã cho hai đứa bé ban tên. Tam cô nương thật thật có phúc lớn. Nói xong, còn cố ý nhìn Ngọc Hy liếc mắt. Làm sao Ngọc Hy con mắt cũng không cho nàng một cái. Một đoàn người lập tức liền từ quế ma ma dẫn đi gặp Ngọc Thần. Ngọc Thần khí sắc phi thường tốt, nhìn thấy hàng gia người liên can cao hứng phi thường đặc biệt là nhìn thấy lão phu nhân vội vàng đứng dậy nói tổ mẫu làm sao ngươi tới rồi lão phu nhân bận bịu đè lại ngọc thần nói ra mau trở lại lên giường cũng không thể bị lạnh đâu hiện tại ngọc thần thế nhưng là lại quý giá chẳng qua cũng không thể có một chút không thỏa đáng ngọc thần vừa cười vừa nói tổ mẫu ta còn không có như thế mảnh mai đâu quay người phân phó nha hoàng để nhũ mẫu đem hai đứa bé ôm ra tới. Ngọc Dung là dễ kích động nhất người, nhìn thấy hai đứa bé, nhìn không được tán thán nói, tiểu điện hạ cùng tiểu quận chúa Dung mạo thật là xinh đẹp. Mặc dù mới ba ngày, nhưng hai hài tử phấn điêu ngọc trác, đặc biệt tốt nhìn. Đây chính là những hài tử khác so với không được. Đương nhiên, những hài tử khác cũng không có hai cái dung mạo xuất chúng phụ mẫu, cho nên hài tử dáng dấp tốt rất bình thường ngọc hy nhìn qua hai đứa bé vừa cười vừa nói tam tỷ hai hài tử dáng dấp không giống chứ nghe nói có song bào thai dáng dấp là giống nhau như đúc người ngoài căn bản phân biệt không được ngọc thần vừa cười vừa nói dáng dấp không giống tốt muốn giống nhau như đúc đều không phân biệt được không giống có không đồng dạng chỗ tốt lão phu nhân nhìn qua sau lưng người liên can nói ra các ngươi đều ra ngoài đi ta cùng ngọc thần trò chuyện từ khi Ngọc Thần lại mặt về sau, nàng liền không thể lại cùng Ngọc Thần thật tốt nói chuyện. Ngọc Hy khóe miệng xẹt qua một vòng ý cười, lão phu nhân thật sự là lão, nàng coi nơi này là trong phủ đệ sao. Nơi này chính là vương phủ, nàng vậy mà tại nơi này ra lệnh. Ngọc Thần đổ không có để ý, hướng phía thu thị bọn người vừa cười vừa nói, ta cũng đã lâu không có cùng tổ mẫu thật dễ nói chuyện, còn mời bá mẫu cùng mẫu thân các ngươi đi trước phòng khách ngồi hội ra phòng thu thị cùng ngọc hy nói ra chờ một chút tẩy ba lễ vừa xong chúng ta liền trở về kính vương phủ cũng không phải địa phương tốt gì ngọc hy cười gật đầu nói được kỳ thật nàng vốn là muốn cùng ngọc thần nói hai câu nhưng nhìn lão phu nhân dáng vẻ căn bản liền không nghĩ để ngọc thần cùng với nàng nói riêng nguyện vọng này ngâm nước nóng ra tới xã giao ngọc hy đụng phải chu thi nhã chu thi nhã đi tới gọi một tiếng ngọc hy kêu xong về sau rất là ấy nấy nói, Ngọc Hy, thật xin lỗi, đoạn thời gian trước ngươi phát sinh nhiều chuyện như vậy ta đều không thể đi xem ngươi. Ngọc Hy vừa cười vừa nói, không có việc gì, đều đi qua. Ngược lại là ngươi, làm sao gầy nhiều như vậy? Trước kia hài nhi mập mặt, bây giờ đều nhọn. Chu Thi Nhã nhìn qua Ngọc Hy, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Ngọc Hy, ngươi không trách ta sao? khoảng thời gian này nàng không phải là không muốn đi xem ngọc hy thế nhưng là mẹ nàng đưa nàng câu quá gấp ra không được cửa ngọc hy lắc đầu nói ra cách ngươi cái gì ta biết là mẹ ngươi không để ngươi đến xem ta ngươi còn chưa nói ngươi làm sao gầy nhiều như vậy chu thi nhã sờ một chút mặt nói ra khoảng thời gian này một mực đang theo đồ cưới chỗ nào đều không cho ta đi cũng không biết làm sao liền gầy nhiều như vậy ngọc hy ngươi nhìn ta hiện tại có phải là so trước kia xinh đẹp rồi. Trước kia vẫn nghĩ gầy gò không xuống, không nghĩ tới sai sót ngẫu nhiên, theo cái đồ cưới vậy mà liền gầy xuống tới. Ngọc Hy nở nụ cười, nói ra, ân, so trước kia xinh đẹp nhiều. Mặc dù gầy xuống tới Chu Thi Nhã so trước kia xinh đẹp, nhưng Ngọc Hy vẫn cảm thấy mang theo hài nhi mập dáng vẻ càng đẹp mắt. Chu Thi Nhã chủ động hỏi, Ngọc Hy, ngươi dự định lúc nào lên đường đi Tây Bắc? ta nghe nói nơi đó rất khổ không chỉ có thường xuyên đánh trận cơm đều ăn không đủ no ngọc hy vừa cười vừa nói không có khoa trương như vậy lại nói đói cũng đói không được ta tướng quân phu nhân đều muốn đói bụng đây không phải là trò cười còn nữa coi như vân kình dựa vào không lên dựa vào nàng mình cũng sẽ không đói bụng nói chuyện tào lao vài câu chẳng qua này sẽ chu thi nhã đàm tính không có lấy trước như vậy nồng ngọc hy nhớ tới lúc trước nói thêm trang sự tình xin lỗi nói ra gần đây phát sinh sự tình nhiều lắm cho nên ngươi muốn theo bình phong ta không có thời gian theo có thời gian nàng cũng không có cái tâm tình này chu thi nhã thấy ngọc hy còn ghi nhớ lấy chuyện này trong lòng có chút xấu hổ bận bịu khoác tay nói ra ngọc hy ngươi có thế không trách ta ta đã vừa lòng thỏa ý nơi nào còn muốn cái gì theo bình phong kỳ thật nàng cũng rất xấu hổ Ngọc Hy đụng phải nhiều chuyện như vậy, nàng đều không thể đi an ủi. Ngọc Hy cười nói, vậy là tốt rồi. Không nói, đi ra lâu như vậy, mẹ ta khẳng định đang tìm ta, ta trước đi qua. Hai người ở chung hơn 10 năm, coi như tách ra, cũng phải cùng và thường thường tách ra, vạch mặt cái gì thực sự là không cần thiết. Nhìn xem Ngọc Hy bóng lưng, Chu Thi Nhã trong lòng rất khó chịu, Ngọc Hy, nàng vẫn là đang trách ta ngoài miệng nói không trách nàng, nhưng lại rõ ràng xa lánh. Chu Thi Nhã Nha Hoàng nói, cô nương không nên nghĩ nhiều như vậy, chúng ta đi tìm phu nhân đi. Nha Hoàng cùng thứ ba phu nhân đồng dạng, đều tin tưởng Ngọc Hy chính là cái trúng đích mang suy, bằng không vì cái gì tất cả chuyện xui xẻo đều cho nàng một người đụng tới. Số phận như thế người không tốt, vẫn là thiếu vãng lai tương đối tốt, tránh khỏi mang suy nhà nàng cô nương. Thu Thị biết Ngọc Hy cùng Chu Thi Nhã đàm gần nửa ngày, nói ra, cùng với nàng có cái gì nói. Ngươi sinh bệnh thời gian dài như vậy, cũng không gặp nàng lộ một mặt. Dạng này người, không đáng tương giao. Mặc dù từ hôn thời điểm thân bằng hảo hữu ở giữa đều biết Ngọc Hy là đang giả bộ bệnh, nhưng làm tương giao tầm 10 năm bằng hữu tại đối phương từ hôn thời điểm có thế chẳng quan tâm, dạng này người căn bản không đáng vãng lai. Ngọc Hy tựa ở thu thị trên thân, nhẹ nói, mẹ, ta chỉ là nói với nàng mấy câu. Mười năm tình nghĩa, cứ như vậy vẽ lên dấu chấm tròn, nhớ tới thật làm cho người thương cảm. Thu thị ôm Ngọc Hy nói ra, không khó qua, vì nàng dạng này người cũng không đáng phải. Thu thị đối người của Chu gia nguyên bản cảm thấy rất không sai, nhưng trải qua Ngọc Hy đối với các nàng diễn xuất thực sự không để vào mắt. Đặc biệt là thứ ba phu nhân, chân chính xu lợi tránh hại nhân vật. Nàng cũng không nghĩ một chút Chu gia cùng Vân gia có thế nhất trực phong quan xuống dưới mà một khi không còn phong quan, có là bỏ đá xuống giếng người. Ngọc Hy trầm thấp nói, mẹ, ta muốn về nhà. Thu Thị nói, tốt, chúng ta trở về. Quay người để bên người nha hoàng cùng Ngọc Thần cùng Lão Phu Nhân nói một tiếng, nàng thì mang theo Ngọc Hy trở về. Lão Phu Nhân biết Thu Thị đi, tức giận phi thường, cùng Ngọc Thần nói ra, ngươi xem một chút, cái này trong mắt còn có ta sao? Từ khi kiến minh lên làm quốc công gia về sau, Thu thị rốt cục kéo xuống mặt nạ, lộ ra bộ mặt thật. Cũng phí nàng tự xưng là nhìn nhân tinh chuẩn, cũng không có nghĩ đến tại thu thị nơi này lại nhìn nhầm, nữ nhân này, quá sẽ ngụy trang. Ngọc thần một trận an ủi, mới đưa lão phu nhân khí cho thuận. Chương 296, Trời Kinh, 1 Đưa tiễn lão phu nhân, Ngọc Thần dựa vào màu xanh ngọc lụa hoa gối dựa bên trên, khẽ thở một hơi, nói ra, tổ mẫu tuổi tác lớn, tính tình cũng có chút trái đại bá mẫu đều nói là thân thể không lớn dễ chịu về trước đi tổ mẫu cũng có thế một trận quở trách nếu là lúc trước chắc chắn sẽ không dạng này quế ma ma nói ra tự đại gia tập tức trở thành quốc công gia về sau lão phu nhân đúng là nhận lãnh đạm đại phòng mấy vị chủ tử đều không có trước kia như vậy cung kính đặc biệt là thu thị trước kia đối lão phu nhân phi thường cung kính cũng rất hiếu thuận nhưng bây giờ lại là chẳng quan tâm, chuyện gì đều từ chối cho hai vóc nàng dâu. Lão phu nhân sẽ bất mãn, cũng hợp tình hợp lý. Ngọc thần nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, đại bá mẫu nàng cũng không có ngắn tổ mẫu ăn dùng, ngày thường cũng đi qua thỉnh an, nếu là muốn tìm sai cũng tìm không lên. Thu thị đối lão phu nhân, chỉ là không có trước kia cung kính, ăn mặc chi phí trên nửa điểm không có bạc đại lão phu nhân, tất cả đều là trước tăng cường lão phu nhân cho nên ngọc thần cũng không thể chỉ trích nửa phần quế ma ma nói người lão chỉ hy vọng con cháu quanh quẩn dưới gối ăn dùng phương diện này ngược lại không quá để ý nói trắng ra lão liền thích vô cùng náo nhiệt ngọc thần là xuất giá cô nương nhà mẹ để sự tình thật không tiện nhúng tay huống chi thu thị trừ tại trên thái độ có chút lãnh đạm cái khác nửa điểm sai tìm khắp không lên lần này ta nguyên bản còn muốn cùng ngọc hy trò chuyện đâu đáng tiếc không có tìm tới cơ hội nói đến đây cái quế ma ma liền rất lo lắng vương phi quý phi nương nương đem tứ cô nương ban cho vân kình là họa không phải phúc nha tứ cô nương đây chính là một cái có thù tất báo chủ nhớ năm đó võ thị muốn nắm nàng cuối cùng lại bị làm phải đầy bụi đất thậm chí liền mệnh đều ném quý phi liên tiếp hai lần mưu hại tứ cô nương nếu không bị tứ cô nương ghen ghét trong lòng kia mới gọi việc lạ là như tứ cô nương không có năng lực trả thù nàng cũng liền cắn răng nhịn thế nhưng là kia vân kình nghe nói phi thường có thể đánh cầm để tứ cô nương gả cho vân kình vạn nhất đem đến tứ cô nương tương lai giật dây vân kình tạo phản vậy coi như là đại họa không thể trách quế ma ma sẽ như vậy nghĩ thực sự là ngọc hy làm việc không tại luân lý bên trong liền nói tứ cô nương thoát ly tam phòng nhận làm con thừa tự đến đại phòng liền cha ruột đều có thể không muốn người ngươi trông cậy vào nàng trung quân ái quốc, đừng nói giỡn. Cho nên Ngọc Hy về sau giật dây hàng kiến minh tính toán hàng cảnh đóng tập tước, Quế Ma Ma là không có chút nào ngoài ý muốn. Không chỉ có Quế Ma Ma có cái lo lắng này, Ngọc Thần cũng tương tự có cái lo lắng này. Ngọc Thần Đỗ không có lo lắng Ngọc Hy sẽ mưu phản, chỉ là Vân Kình cùng Tống Gia lớn như vậy cừu hận. Đem Ngọc Hy gả cho Vân Kình, đối Vân Kình đến nói chẳng khác nào tăng thêm một sự giúp đỡ lớn, lần này, ta vốn định thật tốt cùng Ngọc Hy nói một chút. Ngọc Thần muốn dùng đại đạo lý thuyết phục Ngọc Hy, để Ngọc Hy biết biên thành nếu là loạn, sẽ liên lụy rất nhiều người vô tội. Quế Ma Ma nói ra, nếu không, qua hai đi mời tứ cô nương vào phủ một chuyến. Nếu là chủ tử nhà mình có thể thuyết phục tứ cô nương, vậy liền tất cả đều vui vẻ. Ngọc Thần cười khổ một tiếng, nói ra, người cảm thấy Ngọc Hy sẽ đơn độc đến vương phủ sao? lần này ngọc hy sẽ đến vương phủ hay là bởi vì có người liên can bồi tiếp cùng đi nếu là đơn độc để ngọc hy đến đừng nói ngọc hy mình sẽ không đến đại bá mẫu cũng sẽ không để nàng đến quế ma ma gật đầu nói ra cái kia chỉ có thể chờ hai cái chủ tử mãn nguyệt yến thời điểm lúc kia lão phu nhân hẳn là sẽ không đến vương phi liền có thể cùng tứ cô nương thật tốt đàm ngọc thần gật đầu dừng một chút nhịn không được nói ra ngươi nói quý phi nương nương đến cùng là thế nào nghĩ nàng làm sao lại đem ngọc hy tứ hôn cho vân kình đâu ngọc thần nàng kỳ thật đều không có cách nào lý giải tống quý phi tư duy đem ngọc hy tứ hôn cho vân kình để hai cái đều cùng với nàng có cừu oán người giải làm phu thê không phải để bọn hắn cùng chung mối thù như hai cái đều là người ngu cũng liền thôi hết lần này tới lần khác hai cái đều là năng lực xuất chúng người quế ma ma dừng một chút nói ra Quý phi nương nương hẳn là tin tưởng thông hòa thượng, cảm thấy tứ cô nương là cái trúng đích mang suy, cho nên nàng cảm thấy đem tứ cô nương gả cho vân kình, không chỉ có sẽ mang suy vân kình, tứ cô nương cũng sống không được bao lâu. Vân kình thị sát thanh danh kinh thành không ai không biết, chỉ cần để vân kình biết mình cưới một người trúng đích mang suy nữ nhân, nói không chính xác lập tức kết quả tứ cô nương. Ngọc Thần cũng đồng ý quế ma ma quan điểm, cảm thấy tống quý phi 89 phần 19 là nghĩ như vậy. Chính là bởi vì tán đồng, cho nên nàng cũng không biết làm sao nhã rảnh, người nói quý phi nương nương là thế nào đấu thắng hoàng hậu cùng thái tử. Vân Kình nếu là như vậy nông cạn người, còn có thể sống đến bây giờ sao? Đạo lý đơn giản như vậy vậy mà đều không biết. Quế ma ma lắc đầu nói ra, vương phi, quý phi nương nương trước kia không phải như vậy. Nếu là tống quý phi trước kia cũng là cái dạng này, đã sớm không biết chết bao nhiêu hồi. Có thể là bởi vì Tống Quý Phi bây giờ trong cung một người độc đại, cho nên làm việc có chút tùy ý. Mặc kệ Tống Quý Phi thế nào, dù sao hiện tại là không còn hình dáng, hết lần này tới lần khác còn không người có thể kiềm chế được nàng, nghĩ tới đây ngọc thần nhất là phiền muộn. Quế ma ma do dự chỉ chốc lát, vẫn là nói, Vương Phi, ta suy đoán, đại khái là năm đó tứ cô nương tiểu khả liên dạng cho Tống Quý Phi ấn tượng quá sâu sắc, cho nên mới không có đem tứ cô nương đặt ở mắt nếu để cho quý phi nương nương biết tứ cô nương là tính tình cương nghị lại thông minh qua người vậy khẳng định phía sau tại ngọc thần lạnh lùng ánh mắt bên trong cũng nuốt trở về ngọc thần lạnh lùng nói nếu là quý phi nghe được ngươi những lời này ngọc hi mười đầu mệnh đều sống không được tống quý phi biết ngọc hi bộ mặt thật nhất định sẽ nhổ cỏ nhổ tận gốc nói lên cái này ngọc thần cũng buồn bực ngọc hi năm đó ở cung trong biểu hiện như vậy kém cỏi chẳng lẽ là cố ý bởi vì nàng biết về sau sẽ phát sinh chuyện gì nghĩ tới đây ngọc thần lập tức bác bỏ nếu là ngọc hy thật có cái này bản lĩnh cũng sẽ không rơi xuống hiện tại tình cảnh như vậy quế ma ma trong lòng rung lên chẳng qua nàng vẫn là đem đáy lòng lại nói ra tới vương phi nói câu phạm vào kỵ húy ta vẫn cảm thấy tứ cô nương tương lai sẽ tai họa đến nương nương đây là một loại trực giác không có bất kỳ cái gì lý do nàng cứ như vậy cho rằng ngọc thần không nghĩ tới quế ma ma đối ngọc hy cừu thị đến nước này lập tức nói ra trước không giảng ngươi nói những cái kia đều là sự lo lắng của ngươi liền nói ngươi thật làm như vậy ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả ngọc hy một khi chết rồi đối vân kình mà nói không có bất kỳ cái gì tổn hại có thể đối nàng tổn hại lại phi thường lớn cũng bởi vì một cái có lẽ có lo lắng liền giết hại huyết mạch chí thân cái này sự tình chỉ cần để lộ ra một điểm phong thanh nàng không chỉ có sẽ bị nhà mẹ đẻ ruồng bỏ liền người bên gối đều phải đối nàng đề phòng lên quế ma ma rất thành khẩn nhận lầm là ta cân nhắc không chu toàn kỳ thật nàng cũng liền lời nói đuổi nói tới chỗ này cũng không có bí mật trù tính lấy muốn chơi chết ngọc hi dừng một chút quế ma ma còn nói thêm nương nương nếu không chúng ta xếp vào mấy người tại tứ cô nương bên người về sau nếu là tứ cô nương thật lên kia tâm tư chúng ta cũng tốt có cái chuẩn bị Ngọc Thần trầm mặt một lát sau gật đầu nói, chuyện này ngươi đi thu xếp. Ngọc Hi Phi thường cảnh giác, thu xếp đi vào người nhất định phải tuyển chọn tỉ mỉ, không thể có mảy may sơ hở. Toàn ma ma gật đầu nói, Vương Phi yên tâm, chắc chắn sẽ không có chỗ sơ suất. Ăn Tết một ngày trước, Toàn ma ma đem khúc ma ma đưa vào quốc công phủ thấy Ngọc Hi. Khúc ma ma tuổi tác đại khái tại 35-36 trái phải, chảy cái tròn búi tóc, trên đầu mang theo hai cây ngân trâm mặc một thân sáu thành mới quả xiêm y màu xanh người có chút gầy thần sắc lại rất bình thản ngọc hy nhìn xem khúc ma ma hỏi một vấn đề huynh đệ ngươi chất tử bọn hắn như vậy đối ngươi ngươi hận bọn hắn sao kỳ thật nhìn khúc ma ma thần sắc liền biết đáp án nhưng ngọc hy lại cố ý hỏi một câu như vậy khúc ma ma nói ra chưa nói tới hận đối ta mà nói bọn hắn đã là một đám râu ri người Nói không có chút nào hận đó là nói dối, nhưng nếu muốn nàng đi trả thù, nàng cũng làm không được. Dù sao, kia là khúc gia người, nàng hạ không được cái này độc thủ, cho nên cũng chỉ có thể xa. Ngọc Hy lại hỏi, ta muốn gả đi Tây Bắc, mà lại rất có thể cả một đời đều về không được kinh, khúc ma ma ngươi thật nguyện ý đi với ta Tây Bắc. Khúc ma ma nói, như là ta không nguyện ý, ta liền sẽ không đến. Tây Bắc điều kiện là khổ, nhưng là lại khổ quá khổ không được tướng quân phu nhân cũng đói không được các nàng những cái này phục vụ người ngọc hy nhìn qua khúc ma ma nói một vấn đề cuối cùng ngươi nếu là muốn lưu lại liền nhất định phải ký văn tự bán mình có điều ta có thể cam đoan về sau ta sẽ cho ngươi dưỡng lão khúc ma ma không chút nghĩ ngợi liền gật đầu có thể trước khi đến liền đã chuẩn bị sẵn sàng tự biết ngọc hy đối phương mụ mẹ làm hết thảy về sau nàng liền để xuống sau cùng một tia lo lắng không còn lo lắng chờ sau này lão không động đậy sẽ bị chủ gia vứt bỏ mặc kệ đây không phải khúc ma ma buồn lo vô cớ mà là có rất nhiều tiền lệ ký văn tự bán mình khúc ma ma liền thành đào niên thư quản sự ma ma xưng hô tự nhiên cũng từ khúc ma ma biên thành khúc mụ mẹ này sẽ liền kém một cái đầu bếp nữ qua sang năm không có mấy ngày Thu Thị liền cùng Ngọc Hy nói tìm được một cái trù nghệ người rất được. Cái này người cũng là gia sinh tử, năm nay 27 tuổi, đã là ba đứa hài tử mẫu thân, làm đồ ăn tay nghề rất không tệ, cho nên liền bị Thu Thị nhìn trúng. Ngọc Hy nghe được đối phương là ba đứa hài tử mẫu thân, lắc đầu nói ra, cái này không được. Ba đứa hài tử khẳng định không thể đi cùng, để xương người thịt tách rời, loại sự tình này nàng còn không làm được. Còn nữa, nếu không phải chân tâm thật ý theo sát đi về sau cũng sẽ lưu lại tai họa lý mụ mụ ở bên nói ra cô nương ta chỗ này có người chọn cũng không biết cô nương có hay không sẽ dùng lý mụ mụ nói cái này nhân tuyển là trượng phu nàng họ hàng xa đại di nữ nhi nữ nhân kia cũng là số khổ trượng phu xảy ra ngoài ý muốn lưu lại cô nương cũng sinh bệnh đi bây giờ về nhà mẹ đẻ thời gian trôi qua thật không tốt không đợi ngọc hy mở miệng thu thị trước bác bỏ không thành điềm xấu không thành lại chết trượng phu lại chết nữ nhi ngày thường cũng liền thôi này sẽ ngọc hy là đi lấy chồng bên người mang theo một người như vậy nhiều không may lý mụ mụ nhìn qua ngọc hy thấy ngọc hy không có mở miệng có chút thất vọng ngọc hy ngược lại không để ý đối phương là cái quả phụ cũng không phải cảm thấy đối phương không may chẳng qua là cảm thấy nhận như thế thương tích thân thể nữ nhân khẳng định không tốt để nàng đi theo lặn lội đường xa mấy tháng trăm phần trăm chống đỡ không đến biên thành đến lúc đó coi như mang một cái vướng víu ngọc hy nói ra mẹ đầu bếp nữ sự tình trước hết để xuống đi kỳ thật từ hôm nay sự tình ngọc hy ý thức được mình đi vào một cái chết hẻm nàng vì cái gì nhất định phải tìm trù nghệ đặc biệt tốt đây này chỉ cần tìm tại trù nghệ phương diện có thiên phân mới hảo hảo dạy dỗ chẳng phải xong rồi quế ma ma biết hai nhân tuyển đều không có tuyển chọn có chút thất bại cùng ngọc thần nói ra cũng không biết tứ cô nương đến cùng muốn chọn cái dạng gì đầu bếp nữ ngọc thần đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa phòng bếp là quan trọng nhất lúc này không giống ngày xưa ngọc hy khẳng định là cực kỳ thận trọng ngọc thần kỳ thật suy nghĩ nhiều ngọc hy lúc này suy xét rất nhiều yếu tố nhưng lại còn không có suy xét đến họp có người xếp vào tế tác đến bên người nàng, bởi vì nàng này sẽ thân phận còn không có chuyển biến tới. Chẳng qua Ngọc Hy không có ý thức được, không có nghĩa là người bên cạnh không có ý thức được. Vào lúc ban đêm, khúc mụ mẹ liền nhắc nhở Ngọc Hy muốn phòng bị có người ngầm cắm người đến bên người nàng. Chẳng khác gì là nói, để Ngọc Hy phòng bị có người thu xếp tế tác tại bên người nàng. Ngọc Hy đầu tiên là mở to hai mắt nhìn, ngẫu nhiên liền tỉnh ngộ lại. Hàng gia tứ cô nương tự nhiên không đáng người xếp vào tế tác, nhưng tương lai tướng quân phu nhân vậy liền không giống, nhờ có ma ma nhắc nhở. Đây chính là một cái lịch duyệt phong phú người ở bên người chỗ tốt. Khúc mụ mẹ nói ra, đây là ta nên làm. Cô nương, kỳ thật đầu bếp nữ cũng không nhất định muốn tìm cái biết trù nghệ, tìm cái tại trù nghệ phía trên có thiên phú nha hoàng tiến hành dạy dỗ cũng giống vậy có thể. Ngọc Hy cười nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Chẳng qua cái này sự tình, không nên lộ ra. Cái này ứng cử viên bí mật chọn lựa liền tốt, không nên huyên náo mọi người đều biết. Chương 297, Rời Kinh, 2 Ngọc Hy rời kinh thời gian định tại mùng 1 tháng 2. Ra tới chính nguyệt, quốc công phủ cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Nên thu thập đồ vật đều thu thập, bây giờ những cái này đều muốn đóng gói mang đi. Ngọc Hy nhìn xem một đống đồ vật, có chút bất đắc dĩ. 16 cái rương lớn, chính là đây là thu thị lửa mức. Ngọc Hy nhìn về sau nói ra, mẹ, ta nếu là hiện tại mang cái này nhiều đồ vật, không tốt đi đường. Thu thập ra tới những cái này ra, sa tanh chờ kia cũng là vướng víu, Ngọc Hy cũng không nguyện ý mang. Mang nhiều như vậy không trọng yếu đồ vật lên đường, ngày tháng năm nào mới có thể đến Tây Bắc. Huống chi, đồ vật nhiều cũng không phải là chuyện tốt, dễ dàng chiêu phỉ nhân nhớ thương. Ngọc Hy lựa một chút, cuối cùng lưu lại bốn cái rương, cái khác cũng không nguyện ý lấy thêm. Thu Thị Phi thường khó chịu, nàng cho Ngọc Hy chuẩn bị nhiều đồ như vậy, quần áo, vải vóc, da lông tơ lụa, đồ nội thất bài trí, còn có tranh chữ, đồ cổ, đồ sứ đuổi theo chờ son phấn bột nước chờ một chút, tất cả đều không thể mang. Thu Thị lôi kéo Ngọc Hy tay, nói ra, con ta thụ ủy khuất. Nói thêm gì đi nữa, nước mắt lại muốn tới ngọc hy cười nói mẹ không ủy khuất những vật này nương giữ cho ta chính là chờ ta về sau hồi kinh về sau đến lúc đó ta lại để cho người tới kéo đi trừ thiết yếu đồ vật còn có vàng bạc châu báu vật gì khác ngọc hy đều không muốn mang có điều cũng không phải đồng dạng đều không có mang ngọc hy vẫn là tượng trưng mỗi dạng đều cầm một hai kiện mặt khác còn lựa một hộp son phấn bột nước Nàng đây là lo lắng đến Tây Bắc mua không được trong kinh thành tốt như vậy, xuất giá thời điểm đây đều là muốn dùng bên trên. Để cho ổn thỏa, cố ý mang một hộp. Thu thị sát nước mắt, nói ra, tốt, ngươi đồ cưới nương đều cho ngươi phong tại đào nhiên cư, đến tương lai ngươi đến, nương liền đưa qua cho ngươi. Lý mụ mụ ở bên nói ra, cô nương, nếu không chờ ngươi đi về sau, chúng ta lại để cho người đem đồ vật đưa cho ngươi, nghe nói biên thành thiếu áo ăn ít. Ngọc Hy khoát khoát tay nói ra, Tây Bắc bên kia thiếu áo ăn ít, chẳng lẽ còn có thế thiếu ta sao? Còn nữa, bên kia cũng không có nương cùng lý mụ mụ các ngươi nghĩ bếch bác như vậy, chẳng qua là thượng đẳng sa tanh so kinh thành quý chút mà thôi. Nếu là đem đồ vật đưa đến Tây Bắc, cái này vừa đi vừa về phí tổn đều đủ mua tốt mấy xe sa tanh. Hoàn toàn là không có lời mua bán. Dù là Ngọc Hy tinh giảng tinh giảng, cũng thu thập ra hơn 50 cái rương lớn. Ngọc Hy nói thầm nói, làm sao còn như thế nhiều đồ vật. Đây đã là tin giản sau kết quả. Có nhiều thứ có thể không mang, nhưng có nhiều thứ không phải mang không thể. Ví dụ như áo cưới cùng theo bị mặc, còn có Ngọc Hy thay giặt bốn mùa y phục cùng lấy chồng sau muốn mặc y phục, còn có tứ đại cái rương tơ lụa, những vật này thu thị là chết sống không nguyện ý tinh giản, nói đây là cô nương gia thể diện, tuyệt đối không thể thiếu, chỉ những vật này liền chiếm gần 20 cái cái rương. Tử tô nói thầm nói, cô nương nếu là có thể đưa ngươi sách còn có những cái kia mực A bút A cái gì đều không mang, còn có thể giảm bớt mấy cái rương. Quan thư tịch liền hai cái rương lớn, bút cùng mực nghiễn đổ chỉ chiếm một cái rương. Ngọc Hy nói, cái gì đều có thể không mang, sách là không thể không mang. Những sách này, thế nhưng là nàng nhiều năm tâm huyết, sao có thể không mang đâu. Tử cẩn nói ra, cô nương, Đồ trang sức phóng tới phía sau trên xe ngựa không lớn ổn thỏa A. À? Vẫn là đặt ở chúng ta ngồi trên xe ngựa. Ngọc Hy đồ trang sức không ít, những năm này công trung đặt mua, thu thị cho nàng ngoài định mức mua, còn có dịp thị cùng lưu tú bọn người tặng, hơn 10 năm tích lũy xuống số lượng kinh người. Những vật khác đều tinh giản, chỉ có đồ trang sức là duy nhất không có tinh giản. Ngọc Hy gọi tới tử tô, để tử tô đem những cái này đồ trang sức phân loại chỉnh lý tốt. Ngọc Hy có ý tứ là đến lúc đó đem đồ trang sức hộp đều đặt ở hình sợi dài hộp tử lý, phía trên phủ lên đệm làm ghế dùng. Cứ như vậy, đoán chừng rất ít người sẽ nghĩ đến đồ trang sức là đặt ở trên xe ngựa. Mà lại cứ như vậy, còn có thể tiết kiệm không gian. Tử Tô cảm thấy đây cũng là ý kiến hay, như vậy liền không dễ dàng bị người phát hiện, cái này sự tình phải hàng các phối hợp đâu. Hàng các là lần trước Ngọc Hy đi hồng tảo trang mang người, Hàng Kiến Minh thấy Ngọc Hy dùng thuận tay, cho nên liền đem người cho Ngọc Hy. Ngọc Hy vừa cười vừa nói, Hàng các biết đến. Khẳng định là thông qua khí, bằng không nơi nào tìm được vừa vặn thích hợp hộp. Ngày hôm đó, Thu Thị cùng Ngọc Hy nói ra, ngày mai thân bằng hảo hữu đều sẽ tới cho ngươi thêm trang, ngươi ngày mai cũng không cần bận rộn. Ngọc Hy A một tiếng, thêm trang A. Khoảng thời gian này loay hoay đều quên cái này gốc trạ thu thị nhịn không được gõ ngọc hy một chút nói ra coi như đến tây bắc đi thêm trang cái này đạo cũng không thể tiết kiệm nàng đưa ra ngoài nhiều đồ như vậy dù sao cũng phải để ngọc hy thu hồi lại không phải trước hết nhất đến thêm trang chính là dịp thị cùng lưu tú hai người là cùng đi hai người đều phi thường thực sự đều nhặt bảo thạch đồ trang sức đáng tiền đưa ngọc hy trì hoãn không muốn hai người trước đó đã đưa một cái cửa hàng Lần này nàng vô luận như thế nào cũng không nguyện ý lại thu hai người đồ vật. Diệp thị cười nói, liền biết Ngọc Hy ngươi sẽ nói như vậy, cầm đi. Đây cũng là hai chúng ta làm chị dâu tâm nguyện. Đồ vật không tính là gì, chỉ hy vọng ngươi có thể bình bình an an, cùng muội phu cũng có thể các loại mỹ mỹ. Lưu Tú đem đồ vật phóng tới Ngọc Hy trong tay, nói ra, cho ngươi, ngươi liền cầm lấy đi. Ngọc Hy cười nói, tạ ơn đại tẩu, nhị tẩu dừng một chút nói ra, nương về sau cũng phải làm phiền đại tẩu cùng nhị tẩu chiếu cố. Nàng cách xa như vậy, rốt cuộc chiếu cố không lên thu thị. Diệp thị cầm ngọc hy tay nói ra, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố thật tốt nương. Bây giờ thu thị đã không quản sự, cả ngày trừ niệm kinh chính là mang hài tử, cũng không cùng diệp thị có cái gì xung đột, mẹ chồng nàng dâu hai người hiện tại chung đụng được rất tốt. Lư Tú cũng ở bên cạnh gật đầu không nhiều sẽ, Ngọc Thần cũng làm cho người đưa đồ vật tới. Ngọc Thần luôn luôn đều là đại thủ bút, lần này cũng không ngoại lệ. Ngọc Hy nhìn xem trên khay đặt song song sắp xếp hơn 10 dạng đồ trang sức, mỗi một dạng đều tinh mỹ lộng lẫy, có giá trị không nhỏ. Lập tức vừa cười vừa nói, tam tỷ có tâm. Quế ma ma nói ra, Vương Phi nói, chờ cô nương xuất giá, Vương Phi sẽ đích thân đến đưa cô nương. Đến Ngọc Hy lúc ra cửa, ngọc thần cũng ra trong tháng ngọc hy lắc đầu nói ra cái này trời đông giá rét coi như tam tỷ ra trong tháng cũng không cần để nàng ra tới vạn nhất thổi gió cũng không phải nói đùa quế ma ma từ vào cửa liền bắt đầu dò xét ngọc hy liền gặp ngọc hy không nóng không vội này sẽ nghe ngọc hy vừa cười vừa nói nếu là vương phi nghe lời của cô nương khẳng định sẽ rất vui vẻ ngọc hy cảm thấy lời này không đúng vị cái gì gọi là nghe nàng sẽ rất vui vẻ. Chẳng qua Ngọc Hy cũng không có suy nghĩ, có cái này mù công phu còn không bằng làm điểm cái gì khác. Quế ma ma rời đi không bao lâu, trong cung có thưởng xuống tới. Tống Quý Phi cho Ngọc Hy đưa một đôi ngọc như ý, dương chi ngọc ngọc như ý, ống ánh sáng long lanh, đáng giá ngàn vàng. Ngọc Hy tạ ơn về sau, nhìn qua đôi kia ngọc như ý, trên mặt lộ ra nụ cười. Tử tô trong lòng có chút bất an, cô nương thứ này hiện tại bày biện chờ chúng ta rời đi kinh thành về sau ngươi muốn làm sao xử trí đều thành dù là nện nàng cũng không quan hệ nhưng này sẽ ngàn vạn không thể động nàng nha nhịn lâu như vậy cũng không thể tại cái này trước mắt phí công nhọc sức ngọc hy nhìn một cái tử tô nở nụ cười nói ra ta đang nghĩ cái này ngọc như ý đưa đến trong tiệm cầm đồ cũng không biết có thể làm bao nhiêu tiền tử tô trong lòng một cái lộc bột vội nói cô nương cũng không thể đưa đến hiệu cầm đồ đây là cung trong chi vật đưa đến trong tiệm cầm đồ người cũng không dám thu khúc mụ mẹ ở bên nói ra cũng không phải không dám thu phải xem cái gì hiệu cầm đồ bình thường hiệu cầm đồ là không ai dám thu nhưng chỉ cần bối cảnh cứng rắn liền dám thu nói xong lại cho ngọc hy cùng tử cẩn nói lại trong cung cũng có chút trong tay có thế lực thái giám hoặc là ma ma sẽ vụng trộn vận xuất cung đổi tiền tử tô giật mình kêu lên sẽ không bị bắt lấy sao khúc mụ mẹ lắc đầu nói ra tự nhiên có bị bắt làm chuyện gì đều là có phong hiểm chớ đừng nói chi là loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình mà một khi bị nắm lấy cũng chỉ có một con đường chết ngọc hy đối cái này không có gì hứng thú đem đồ vật phóng tới phòng tử lý đi cũng không biết có phải là bởi vì tống quý phi cùng ngọc thần đều đến thêm trang đến buổi chiều đến thêm trang người liền rõ ràng nhiều, mà lại đưa ra đến đồ vật đều không phải hàng tiện nghi rẻ tiền. Hai ngày xuống tới, thu hoạch cũng không tệ lắm, những cái này đồ trang sức liền đặt ở hộp tử lý, mang theo trong người. Trước đó đồ vật đều đã chỉnh lý tốt, lại bỏ vào cũng không có thả. Hàng kiến minh đến tìm Ngọc Hy, nói ra, tiêu cục bên kia sẽ phái ra 30 tiêu sư, những cái này tiêu sư đều là hưng long tiêu cục tốt nhất tiêu sư, dẫn đội vẫn là bọn hắn tổng tiêu đầu. Hưng Long tiêu cục tiêu đầu tại dân gian cũng có chút danh vọng, từ hắn mang đội, trên đường sẽ tương đối an toàn. Lần này hàng kiến minh thế nhưng là hoa giá tiền rất lớn. Có điều, vì Ngọc Hy an toàn, lại thịt đau cũng phải móc. Về phần mời những cái này tiêu sư hoa bao nhiêu tiền, hàng kiến minh không có cùng Ngọc Hy nói, Ngọc Hy cũng không có hỏi, bởi vì không cần thiết hỏi. Chỉ cần nàng còn sống, đại ca trả giá, về sau sẽ có được hồi báo. Chỉ cần vạn nhất không có, ân, không có cái này vạn nhất. Ngọc Hy gật đầu một cái, nói tính toán của mình, tiêu sư phụ trách tất cả công việc, chúng ta trong phủ đệ đi theo người phụ trách hàng hóa an toàn, lưu gia 12 cái hộ vệ thì chủ yếu phụ trách an toàn của ta. Phân công minh xác đến lúc đó sẽ không dẫn phát mâu thuẫn. Hàng Kiến Minh gật đầu nói, ngươi an bài như vậy rất tốt, ta sẽ cùng Hoàng Tiêu Sư nói. Mặc dù rất xấu hổ, nhưng cũng không thể không thừa nhận, hàng gia hộ vệ cùng Lư Gia So, kém đến không phải một chút điểm, đem Ngọc Hy an toàn giao cho bọn hắn, hàng kiến minh cũng có thể thả một nửa tâm. Ngọc Hy nói ra, Lư Gia 12 cái hộ vệ đến lên đường ngày đó sẽ tới. Đã Lư Nhị Lão Gia nói là 12 cái hảo thủ, Ngọc Hy tin tưởng đối phương tuyệt đối sẽ không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Hàng Kiến Minh gật đầu một cái, sau đó nói, Ngọc Hy, ta đã đi tin cho ngươi nhị ca, đến lúc đó ngươi nhị ca sẽ dẫn người đi đón ngươi. Hàng Kiến Minh cũng biết dọc theo con đường này sẽ không thái bình. Thiểm Tây cùng Sơn Tây hai địa phương này đạo tặc kia là có tiếng hơn nhiều. Ngọc Hy nở nụ cười, kia tự nhiên tốt. Chẳng qua trong nội tâm nàng lại không trông cậy vào qua hàng kiến nghiệp. Hàng kiến nghiệp là mang binh tướng lĩnh, nơi nào có thế tùy tiện rời đi coi như tới đón nàng, tối đa cũng ngay tại cam túc kia một vùng. Nhưng nàng trải qua mấy nơi, ví dụ như Sơn Tây cùng Thiểm Tây, kia cũng là trộm cướp hoành ra địa phương. Đây cũng là vì cái gì nàng sẽ mặc dạng mày dày cầu nhị tẩu đi lưu gia mượn người. Không có đáng tin người che chở, nàng không an lòng. Chương 298, Rời Kinh, 3 Đồ vật chỉnh lý thỏa đáng, xuất phát thời gian cũng định tốt. Lại xuất phát hai ngày trước, Ngọc Thần về hàng phủ một chuyến. Ngọc Hy nhìn xem mặt một thân cung trang càng phát ra chói lọi Ngọc Thần, vừa cười vừa nói, tam tỷ là đến cố ý tặng cho ta. Ngọc Thần phất, đi theo nàng người tới toàn bộ tất cả đi xuống. Ngọc Hy hướng phía tử cẩn cũng có chút gật đầu một cái, tử cẩn cũng mang theo nha hoàng tất cả đi xuống. Phòng tử lý chỉ còn lại hai tỷ muội. Ngọc Thần nói ra, muội muội lần này đi, cũng không biết lúc nào mới có thể gặp lại ngày mai không thể tới tiễn biệt hôm nay tới cùng muội muội trò chuyện ngọc hy vừa cười vừa nói tam tỷ có tâm cũng không biết ngọc thần có lời gì nói với nàng hy vọng không phải để nàng không nên ghi hận tống quý phi ngọc thần khẽ thở dài một hơi nói ra ngọc hy chuyện lần này ta rất xin lỗi nếu là ta biết phụ hoàng sẽ cho ngươi cùng vân kình tứ hôn ta nhất định sẽ làm cho vương gia thuyết phục lời này không phải lý do tứ hôn thánh chỉ hạ quá đột nhiên, một điểm dấu hiệu đều không có. Nếu không, Ngọc Thần khẳng định sẽ để cho kính vương đi thuyết phục hoàng đế. Ngọc Hy vừa cười vừa nói, thánh chỉ đều hạ, lại nói những cái này có làm được cái gì? Hiện tại nói với nàng những cái này, đều là nói nhảm. Ngọc Thần sững sờ ba giây, Ngọc Hy nói chuyện với nàng vẫn luôn phi thường khách khí, nhưng hôm nay lời này lại không có chút nào khách khí. Kềm chế đáy lòng dị dạng, ngọc thần nói ra ngọc hy ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu kỳ thật ta cũng không chịu nổi ngọc hy nụ cười trên mặt không thay đổi cười nói tam tỷ tam tỷ không cần vì ta khó chịu đây là mệnh của ta đều tại ta số mệnh không tốt đã đều cho rằng nàng số mệnh không tốt vậy liền thừa nhận lại sẽ không rơi một miếng thịt ngọc thần nghe được ngọc hy nói những lời này không những không yên lòng ngược lại càng phát ra lo lắng cười nói chính mình mệnh khổ rõ ràng đã là hận đến xương tử lý đi chẳng qua ngọc thần cũng rõ ràng nếu là nàng nói để ngọc hy đừng sợ dũng vân kình tạo phản đoán chừng ngọc hy hiện tại liền sẽ trở mặt ngọc thần chậm rãi vừa cười vừa nói ngọc hy quý phi có chút sự tình là làm được là rất quá đáng nhưng rất nhiều người đều là vô tội không thể bởi vì đối quý phi thù hận mà liên lụy người vô tội quế ma ma lo lắng ngọc hy sẽ tạo phản cái này quá khoa trương nhưng có một chút ngọc thần phải thừa nhận tam cương ngủ thường những vật này ngọc hy chỉ là học tại cho thấy căn bản liền không để trong lòng ngọc hy bật cười tam tỷ là lo lắng ta trả thù quý phi nương nương liên lụy vô tội sao tam tỷ quá để mắt ta liền ta cái này con kiến nhỏ quý phi nương nương nhẹ nhàng vân vê ta liền dãy dụ cơ hội đều không có liền một mệnh ô oh hô oh. dừng một chút Ngọc Hy cười còn nói thêm, Tam tỷ ngươi cũng biết, ta là cái tiếc mệnh, sẽ không làm không biết tự lượng sức mình sự tình. Cho nên, Tam tỷ lo lắng là dư thừa. Nàng cùng Ngọc thần đều như vậy quen thuộc, nói không báo thù không oán hận cái kia cũng quá giả, còn không bằng ăn ngay nói thật. Nàng muốn báo thù, đáng tiếc không có năng lực này. Ngọc Hy đem lời nói đều nói đến như vậy rõ ràng minh bạch, Ngọc thần cũng không lời nói, Ngọc Hy, đến Tây Bắc nếu là có chỗ khó ngươi liền viết thư cho ta, ta có thể đến giúp tuyệt không chối từ. Ngọc Hy cười gật đầu một cái, nói ra, tam tỷ yên tâm, thật có khó xử chắc chắn sẽ không khách khí với ngươi. Kỳ thật, hai người đều biết đây là một câu lời khách khí. Cái này sự tình, cũng theo đó bỏ qua đến. Ngọc Thần tiếp lấy cho Ngọc Hy ngược lại là truyền thụ không ít vợ chồng ở chung chi đạo, những cái này đều là Ngọc Thần kinh nghiệm lời tuyên bố. Ngọc Hy rất chân thành nghe, sau khi nghe xong vừa cười vừa nói, "Đa tạ Tam tỷ." Vân Kình cùng Kính Vương kia là hai cái hoàn toàn không giống nam nhân, Ngọc Thần vợ chồng ở chung chi đạo đối nàng căn bản vô dụng. Chẳng qua nếu là Ngọc Thần có ý tốt, nàng cũng sẽ không như thế không có ánh mắt. Nói gần nửa ngày lời nói, Ngọc Thần liền trở về. Lên xe ngựa, Quế Ma Ma hỏi, "Tứ cô nương nói thế nào?" Ngọc Thần có chút mệt mỏi nói ra, "Ngọc Hy nói nàng sẽ không không biết lượng sức. Cái này sự tình cũng không vội, Vân Kình bây giờ còn không có đắc thế. Về sau như thế nào, lại nhìn đi. Kỳ thật nàng cảm thấy mình thụ quế ma ma ảnh hưởng, lo lắng qua. Coi như Ngọc Hy không quan tâm tam cương ngũ thường, chờ thành thân có hài tử tự nhiên cũng liền có kiên kỵ. Mưu phản thế nhưng là khám nhà diệt tộc trọng tội, vì trưởng phu cùng hài tử, nàng cũng không dám làm như thế. Quế ma ma gật đầu. Nếu là Ngọc Hy biết Quế Ma Ma ý nghĩ khẳng định sẽ cảm thấy rất buồn cười. Không đi lo lắng phía ngoài phản loạn cùng bách tính khốn khổ, vậy mà lo lắng nàng giật dây vân kình tạo phản, không phải buồn cười là cái gì. Một ngày trước khi lên đường, Lư Gia tới một người, người này là Lư Gia lần này hộ tống Ngọc Hy đến Tây Bắc một đoàn người dẫn đầu, họ là Người này đại khái tại chừng 40 dáng vẻ, sắc mặt đen nhánh, trên tay tràn đầy kén, tướng mạo rất phổ thông chỉ nhìn người, nhìn không ra nội tình. Lư Tú cười kéo Ngọc Hy tay, nói ra, Ngọc Hy, đây là Lạc Thúc Thúc. Lạc Thúc Thúc, đây chính là Ngọc Hy. Ngọc Hy nghe được Lư Tú gọi đối phương Lạc Thúc Thúc, giật mình kêu lên. Chẳng qua nàng phản ứng rất nhanh, hướng phía đối phương hành một cái vãn bối lễ, kêu lên, Lạc Thúc Thúc, lần này cần vất vả ngươi. Lạc Thủy Quý thấy thế trong lòng có chút gật đầu một cái, làm việc rất lưu loát, phản ứng cũng rất nhanh, tứ cô nương không cần khách khí như vậy, ta cũng là phụng nhị lão gia lệnh. Nghe nói hàng phủ còn mời tiêu sư, lần này tới, chủ yếu là hỏi một chút cô nương cái gì cái chương trình. Ngọc Hy đem mình tính toán trước đó nói một lần, tiêu cục tiêu sư phụ trách tất cả công việc, các ngươi chỉ cần phụ trách cá nhân ta an toàn là được. Đương nhiên, nếu là trên đường có chuyện gì, cần các ngươi giúp đỡ cũng mời các ngươi phụ một tay. Ngọc Hy có ý tứ là tiêu cục phụ trách bên ngoài, lư gia người phụ trách nàng một người an toàn. Chương trình này coi như thành, không đi qua Tây Bắc làm gì cũng phải 2-3 tháng, trên đường khẳng định sẽ lên phân tranh. Lạc Thủy Quý lập tức hỏi, nếu là chúng ta cùng tiêu cục bên kia lên mâu thuẫn, đến lúc đó do ai đến điều giải? Lạc Thủy Quý Kinh có nhiều việc, trên đường lâu như vậy, lại chưa từng đánh qua qua bàn giao, trên đường khẳng định sẽ lên phân tranh. Ngọc Hy vừa cười vừa nói, ta đại ca cho ta một cái quản sự, gọi hàng cát, nếu như các ngươi có mâu thuẫn gì có thể đi tìm hàng gia. Như hàng cát xử lý không tốt, lại cùng ta giảng. Lạc Thủy Quý nghe Ngọc Hy gật đầu một cái, nói ra, cô nương có chương trình, vậy là tốt rồi. Nghe tứ cô nương giọng điệu này rất hiển nhiên là đã sớm nghĩ đến. Dạng này liền tốt, đường xá xa xôi, trên đường lại không thái bình, nếu là đụng phải cái hai sáu không phân chủ tử kia mới gọi đau đầu. Ngọc Hy đem người đưa tiễn về sau, hỏi Lưu Tú, nhị tẩu, đây là người nào nha? Vì cái gì ngươi gọi nàng lạc thúc? Có thể để cho Lưu Tú kêu thúc thúc, khẳng định không phải người bình thường. Lưu Tú vừa cười vừa nói, lạc thúc thúc đã cứu cha ta mệnh, cho nên ở nhà hắn cùng người khác không giống. Kỳ thật, ta cũng không có nghĩ đến cha ta lại phái lạc thúc thúc đi đưa ngươi chẳng qua có lạc thúc thúc đi cùng, ta cũng có thể thả một nửa tâm. Ngọc Hy cũng không lớn yên tâm, nàng hy vọng lư gia hộ vệ cũng đừng đều cùng cái này lạc thúc giống như lớn như vậy tuổi tác. Hộ vệ nha, vẫn là trẻ tuổi chút càng khiến người ta yên tâm. Chẳng qua lời này, Ngọc Hy cũng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, cũng không dám nói ra tới. Trở lại đào nhiên cư, Ngọc Hy tự nhủ, ngày mai vừa đi, còn không biết ngày tháng năm nào mới có thể trở về có lẽ cả một đời cũng không thể trở về vào lúc ban đêm toàn ma ma vẫy lui đám người cùng ngọc hy nói lên vốn riêng lời nói ngọc hy nói ra ma ma về sau ngươi cũng phải thật tốt bảo trọng nếu là đụng phải việc khó gì ngươi đã tới tìm mẹ ta ta đã cùng ta nương nói nếu ngươi đến tìm nàng nàng sẽ giúp ngươi toàn ma ma vừa cười vừa nói chờ cô nương ngươi sau khi đi ta cũng đi hồng tảo trang về sau nếu là không đúng lại chuyển về kinh thành tới trong vòng mấy năm vẫn là không có vấn đề về phần nói mấy năm về sau tạm thế nào đến lúc đó lại nói coi như về sau thật có phản quân hoặc là lưu dân đánh vào kinh thành cũng không đến nỗi bắt các nàng tiểu lão bách tính cho hả giận ngọc hy nói ra được ngọc hy lúc trước cho toàn ma ma một bút dưỡng lão bạc toàn ma ma không có nhận ngọc hy cũng không bắt buộc cho nên liền đem số tiền kia cho phương mụ mẹ đợi nàng sau khi đi lại đem số tiền kia cho toàn ma ma toàn ma trước kia không nói nhiều chẳng qua tối nay là một ngoại lệ cô nương ngươi đến tây bắc cùng vân tướng quân thành thân về sau nhiều hơn một chút kiên nhẫn giống vân tướng quân loại kinh nghiệm này qua cửa nát nhà ta người đối người phòng bị tâm sẽ tương đối nặng cho nên bắt đầu sẽ tương đối lãnh đạm nhưng lâu ngày mới rõ lòng người chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý đối với hắn để hắn cảm giác được ngươi tốt, hắn khẳng định cũng sẽ thật tốt đối ngươi. Nói xong, toàn ma ma nhẹ nói, cô nương, không muốn đi tin tưởng phía ngoài những cái kia nghe đồn. Ngươi phải tin tưởng, ngươi là có phúc khí, mà lại là có lớn phúc khí. Lấy vân kình năng lực, coi như loạn thế cũng có thể bảo đảm một nhà bình an. Ngọc Hy nở nụ cười, ta sẽ ghi nhớ ma ma câu nói này. Toàn ma ma từ tay áo tử lý móc ra một quyển sách, trang bìa cũng không có chữ cứ như vậy đưa cho ngọc hy nói ra quyển sách này là chính ta viết bên trong là trong cung đình mấy đạo bất truyền bí phương còn có một số bảo dưỡng cùng điều lý phương tử cô nương muốn thích đáng đảm bảo về sau cần dùng đến giống cho ngọc thần nuôi ra một thân băng cơ ngọc phu chính là trong đó một đạo bí phương về phần bảo dưỡng cùng điều lý phương tử hơn phân nửa đều là toàn ma ma mình suy nghĩ ra được ngọc hy ánh mắt sáng lên hỏi Tam tỷ từ mang thai đến sang tháng tử đều không có béo qua, có phải là những cái này bí phương công hiệu? Toàn ma ma gật đầu nói, không kém bao nhiêu đâu. Muốn mang thai không béo phì, cần thiết phải chú ý hạng mục công việc có rất nhiều. Trong này cũng có ghi, về sau cô nương có thể tham chiếu phía trên tới. Ngọc Hy vui vẻ không thôi, cảm ơn ma ma. Rất nhiều nữ nhân sinh xong hài tử đã mập phải không thành dạng, nàng hy vọng mình không phải trở thành một thành viên trong đó nữ nhân đều thích chân diện ngọc hy cũng không ngoại lệ nếu là có cái này phương tử về sau mang thai liền không sợ mập toàn ma ma nhắc nhở một tiếng cái này phương tử cũng không phải vạn năng có người dùng cũng vô dụng mà lại cũng không phải tất cả mọi người có thể sử dụng ngọc hy vừa cười vừa nói ta biết lúc này ngọc hy nghe được thu thị tiếng nói chuyện lập tức vừa cười vừa nói, nương đến. Nói xong, đem quyển sổ này phóng tới hộp tử lý. Thu thị là đến bồi Ngọc Hy, ngày mai muốn đi, cũng không biết ngày tháng năm nào khả năng gặp, cho nên Thu thị chuẩn bị bồi tiếp Ngọc Hy, hai mẹ con cùng ngủ. Kết quả, hai người nói hơn phân nửa buổi tối, chờ Ngọc Hy vừa hiếp lại mắt, liền bị tử tô đánh thức, cô nương, nên lên. Ngọc Hy cũng không chần chờ, lập tức đứng dậy chương 299, Rời Kinh, 4 Mùng 1 tháng 2, Ngọc Hy lên đường tiến về Tây Bắc. Trừ lão phu nhân cùng hàng cảnh ngạn, những người khác đến. Ngọc Hy đồ vật tăng thêm những người khác mang, hết thảy chứa 14 chiếc xe. Cùng theo đi Tây Bắc, trừ tiêu cục 30 tiêu sư cùng lưu gia 12 cái hộ vệ, hàng gia cũng phái ra hơn 20 người, tăng thêm Ngọc Hy mang 8 người, hợp lại có hơn 70 người. Ngọc Hy lên xe ngựa trước đó, nhìn qua đám người, nhìn sắp rơi xuống nước mắt, nói ra, mọi người bảo trọng. Nói xong, cũng không quay đầu lại tiến vào trong xe ngựa. Thu thị khóc nức nở nói, trên đường phải cẩn thận. Nhìn qua xe ngựa dần dần từng bước đi đến, thu thị khóc đến đều đứng không vững, chuyến đi này, cũng không biết khi nào là ngày về. Cuối cùng vẫn là dịp thị cùng lưu tú hai người đưa nàng khuyên trở về nhà. Tử cẩn nhìn xem Ngọc Hy giữ im lặng, nhỏ giọng hỏi, cô nương có phải rất là khó chịu hay không cô nương từ nhỏ liền không có rời đi kinh thành bây giờ vừa đi chính là mấy ngàn dặm bên ngoài biên thành mặc dù ngọc hy trên mặt không có biểu hiện nhưng tử cẩn biết nhà mình cô nương kỳ thật trong lòng vẫn là có chút sợ hãi cùng sợ hãi ngọc hy con mắt cũng là chắc 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 nếu không phải cưỡng chế chịu đựng nước mắt của nàng đã sớm rơi xuống ta không sao nói không sợ kia là giả nhưng sợ hãi lại có thể có làm được cái gì. Vẫn là phải đồng dạng muốn đi đối mặt. Ở cửa thành, lại gặp sớm tại như thế đợi phương mụ mẹ. Phương mụ mẹ ôm lấy Ngọc Hy lại là khóc một trận, sau đó đưa lên mình chuẩn bị hai đại bao đồ vật. Chẳng qua bởi vì muốn tiết kiệm thời gian, cũng không có quá nhiều thời gian cùng phương mụ mẹ ôm chuyện. Phương mụ mẹ sát nước mắt, nói ra, cô nương đi đường cẩn thận. Cũng không biết tại sinh thời, còn có thể hay không gặp lại lấy cô nương. Ngọc Hy gật đầu nói, ma ma cũng phải bảo trọng. Xe ngựa cùng người đều đi, phương mụ mẹ sát nước mắt cùng Liên Sơn nói ra, chủ nhà, chúng ta trở về đi. Cô nương mệnh thật không tốt, vừa xuất thân không bao lâu phu nhân liền không có, lại không được cha ruột cùng tổ mẫu thích. Thật vất vả nhận làm con thừa tự đến đại phòng qua vài ngày nửa ngày tốt lành, lại đụng phải như thế bực mình thời gian nhớ tới những cái này phương mụ mẹ nó nước mắt lại tới liên sơn nói ra khóc cái gì khóc cô nương đều không có khóc ngươi khóc cái gì ngọc hy không có ra tới phương mụ mẹ là lên xe ngựa cùng ngọc hy nói từ biệt chẳng qua liên sơn ở bên ngoài nghe được ngọc hy tiếng nói chuyện thanh âm rất phẳng chậm tuyệt đối không khóc qua phương mụ mẹ nói ra nếu là cô nương khóc ta ngược lại càng yên tâm hơn một chút cô nương chính là đánh rớt răng ngậm lấy máu hướng bụng tử lý nuốt tính tình. Liên Sơn nhịn không được thở dài, ngươi khóc cũng không hề dùng nha. Cái này sự tình chúng ta cũng không thể giúp một tay. Mà lại muốn ta nói, tứ cô nương gã ra ngoài đến Tây Bắc rất tốt, dù sao cũng so tại kinh thành tổng bị người chỉ trích tốt. Phương mụ mẹ cũng không biết Trần Nhiên cùng Ngọc Hy từ hôn còn dính dáng đến thấm hân công chúa, nàng chỉ cho là Ngọc Hy liền xui xẻo tại trước hôn nhân sinh bệnh. Phương mụ mẹ nức nở nói, Tây Bắc kia là không có một ngọn cỏ mang di chi địa, cô nương đi nơi nào có thế tốt. Mà lại nghe nói kia Vân Kình vẫn là cái thị sát thành tính, giết chóc quen tay. Nghĩ tới những thứ này, trong nội tâm nàng liền rút co lại đau, trước đó vài ngày không dám nhìn tới Ngọc Hy. Liên Sơn tùy theo phương mụ mẹ khóc, cũng không khuyên giải, chờ khóc đủ rồi, cũng liền đi qua. Kỳ thật muốn Liên Sơn nói, phương mụ mẹ hoàn toàn là mù nhọc lòng, liền tứ cô nương như vậy thông tuệ người, đến đó nhi thời gian sẽ trôi qua trên lệch. Ngọc Hy bây giờ ngồi xe ngựa so xe ngựa bình thường phải lớn một nửa, đem đồ vật đều đẩy ra, ở giữa ở giữa trải lên chăn mền đủ để nằm hai người ngủ, chen một chút ba người cũng có thể ngủ. Về phần đồ trang sức, đều bị hàng kiến minh đặt ở xe ngựa tường kép bên trong, cái này biện pháp sau so Ngọc Hy nghĩ đến càng ổn thỏa. Xe ngựa lớn, ngủ ngon cảm giác, về sau hành trình cũng có thế nhẹ nhõm một chút trừ ngọc hy ngồi chiếc xe ngựa này ngoài ra còn có hai chiếc nhỏ dầu xe đi theo sáu mặt khác người đều tại nhỏ dầu trên xe mặt khác hai chiếc nhỏ dầu xe xe trừ ngồi người còn thả mười mấy giường chăn mền ở bên trong cho nên cũng không có ngọc hy xe ngựa như vậy rộng rãi ra khỏi cửa thành miệng ngọc hy liền ngủ mất lạc thủy quý tới tìm ngọc hy thời điểm nghe được ngọc hy ngủ hơi xúc động Khác nữ tử nếu là muốn gã ra ngoài vẫn là đến Tây Bắc địa phương như vậy, cái nào không phải thương tâm gần chết. Nhưng cái này hàng gia tứ cô nương ngược lại tốt, không chỉ có không có khóc, còn ngủ cho ngon hồ. Không thể không nói, lấy hàng tứ cô nương tâm thật là lớn. Tử cẩn vén rèm lên, nói ra, cô nương nhà ta tối hôm qua một đêm không ngủ, hiện tại quá mệt mỏi. Không biết lạc hộ vệ có chuyện gì. Lạc thủy quý nói ra, cũng không phải cái gì việc gấp chờ cô nương tỉnh rồi nói sau ngọc hy bên này vừa xuất phát mà lúc này tứ hôn thánh chỉ vừa mới đến tây bắc bởi vì vân kình bị tống gia chỗ cừu thị nguyên nhân ban thánh chỉ thái giám đối vân kình cũng không chào đón âm dương quái điệu đáng tiếc tây bắc không phải kinh thành vân kình cầm thánh chỉ liền không để ý tới những người này ban bố thánh chỉ thái giám cười lạnh nói cứ như vậy không biết tốt xấu đồ vật cũng chỉ có thể phối trúng đích mang suy người. Vân Kình không chào đón những cái này ban thánh chỉ thái giám, nhưng có người chào đón nha. Tần Chiêu liền mời những người này ở đến du thành tốt nhất khách sạn, ăn ngon uống sướng chiêu đãi, còn hướng thái giám này tìm hiểu Ngọc Hy tin tức. Hàng kiến nghiệp sẽ cùng Vân Kình nói Ngọc Hy sự tình, đó là bởi vì Vân Kình đã là dự định muội phu, những người khác, nửa chữ cũng sẽ không nói. Thái giám tự nhiên cũng không gạt, đem Ngọc Hy trúng đích mang suy sự tình nói một lần. Tần Chiêu ánh mắt sáng lên, hỏi, ngươi nói hàng thị trúng đích mang suy. Trúng đích mang suy tốt lắm, đem Vân Kình mang suy, đều không cần hắn động thủ, Vân Kình liền tự mình xong đời. Thái giám lại uống một chén rượu, cái này rượu so đắc nguyệt lâu kém xa. Chẳng qua tại cái này đất nghèo, cũng liền chịu đựng, đây chính là hoàng chỉ chùa đắc đạo cao tăng thông phương trượng chính miệng nói, nơi nào còn có giả. Nếu không như thế, quý phi nương nương làm sao lại đưa nàng tứ hôn cho Vân Kình? Tần Chiêu rất có hứng thú biết cái này hàng thị làm sao cái mang suy pháp. Thái giám đem khi còn bé khắc mẫu bắt đầu nói lên, sau đó bị hàng cảnh ngạn cùng hàng lão phu nhân các loại ngược đãi, nhất trực nói đến Ngọc Hy bị từ hôn cùng tứ hôn lúc hộp máu, đem Ngọc Hy nói đến muốn bao nhiêu thê thảm liền có bao thê thảm. Tần Chiêu nghe về sau, trước mắt liền phát họa ra một cái tiểu khả liên hình tượng. Tiểu khả liên tốt lắm, vậy liền để vân kình hảo hảo đi tiêu thụ cái này tiểu khả liên đi. Ban thánh chỉ thái giám còn không có rời đi, du thành phố lớn ngõ nhỏ liền truyền khắp hàng gia tứ cô nương là cái trúng đích mang suy bất các người. Tin tức này, tự nhiên cũng truyền đến vân kình cùng hoắc trường thanh trong tai. Hoắc Trường Thanh được tin tức này, cùng Vân Kình nói ra, cái này sự tình ngươi thấy thế nào? Hoắc Trường Thanh nội tâm cũng không lớn tin tưởng lời này, có lẽ đây cũng là người của Tống Gia cố ý dở trò quỷ, chính là muốn để Vân Kình cách tâm, đạt tới mục đích của bọn hắn. Vân Kình cười lạnh một tiếng, hoắc thúc, trước đó không phải có cái Vân Du Lão Hòa Thượng nói ta giết người quá nhiều tổn hại âm đức, cả đời này không được chết tử tế. Muốn ta nhiều làm việc thiện sự tình. Kết quả đây. Kết quả ra một cái, Lão Hòa Thượng kia là bị người sai xử, cố ý nói lời như vậy muốn giao động hắn kiến công lập nghiệp báo thù quyết tâm. Hoắc Trường Thanh nói ra, ngươi nói là tin tức này là giả. Vân Kình gật đầu nói, thông kia lão lừa trọc là có mấy phần bản lĩnh, nhưng kia lão lừa trọc lại là kia độc phụ chó săn. Độc phụ để hắn làm cái gì, hắn thì làm cái đó. Vân Kình là hoài nghi tin tức này là Tống Quý Phi cố ý thả ra, tốt xấu Ngọc Hy cùng Trần Nhiên hôn sự. Đương nhiên, cuối cùng độc phụ cũng đạt tới mục đích. Có điều, hắn lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Hoắc Trường Thanh cũng cảm thấy có khả năng này, lời đồn có thể là giả, nhưng thân thể này thực sự quá kém. Tuổi còn trẻ liền học máu, có thể thấy được thân thể không được tốt. Tây Bắc nơi này khí hậu không tốt, Hoắc Trường Thanh hoài nghi hàng thị có thế thích ứng du thành hoàn cảnh sao? Không đúng, từ Kinh Thành đến Tây Bắc có mấy ngàn dặm con đường, liền thân thể này có thể hay không nhịn đến tây bắc đều là ấn số vân kình lắc đầu nói ra sẽ không ta nghe hàng kiến nghiệp đề cập qua hàng tứ cô nương thân thể phi thường tốt mỗi ngày sớm tối kiên trì đánh ngủ cầm hí quanh năm suốt tháng cũng không lớn sẽ xảy ra bệnh cho nên học máu cái gì khẳng định cũng là bịa đặt khoác trường thanh có chút không tin tưởng lắm mà hỏi thăm thật vân kình nói ra hàng kiến nghiệp không cần thiết gạt ta là thật hay giả chờ hàng tứ cô nương đến Tây Bắc liền biết. Nghe xong Vân Kình, Hoắc Trường Thanh nói ra, thật có hàng kiến nghiệp nói như vậy tốt. Nếu là tốt như vậy cô nương, kia độc phụ làm sao lại để nàng gả cho ngươi? Chẳng lẽ trong này có âm mưu gì? Không trách Hoắc Trường Thanh nghi hoặc, thực sự là cái này sự tình không hợp với lẽ thường. Bọn hắn trải qua quá nhiều âm mưu, có thể sống đến hiện tại một nửa là thực lực, một nửa cũng là vận khí. Vân Kình không tán đồng, nói ra, hẳn không phải là. Về phần cái này sự tình chân tướng như thế nào, hàng tứ cô nương hẳn là lại quá là rõ ràng, bọn người đến, tự nhiên cũng liền biết chân tướng. Bên này Vân Kình rất bình tĩnh, bên kia hàng kiến nghiệp được tin tức liền không bình tĩnh. Nếu để cho Vân Kình cho rằng Ngọc Hy trúng đích mang suy, còn đến mức nào nha? Không có gã tới liền bị vị hôn phu tế ghét bỏ, Ngọc Hy đời này thật sự khổ cực. Hàng kiến nghiệp cùng Vân Kình nói ra, Vân Kình nha, ngươi nhưng tuyệt đối không được tin tưởng những cái kia chó thái giám ăn nói linh tinh. Nhà ta Ngọc Hy, cũng không phải cái gì trúng đích mang suy người. Đây đều là tống thị tiện nhân kia độc kế, lúc trước hủy Ngọc Hy hôn sự không nói, bây giờ còn muốn hủy Ngọc Hy nửa đời sau. Thật thật chính là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Vân Kình hỏi, cái kia thái giám vì sao lại nói lệnh muội trúng đích mang suy? Hàng kiến nghiệp một mực đang vân kình nói Ngọc Hy lời hữu ích, những cái kia không tốt lại không nói qua. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, có mấy lời không nói cũng không xong rồi. Lập tức hàng kiến nghiệp liền đem Ngọc Hy từ nhỏ không nhận hàng cảnh ngạn thích sự tình nói một lần, sau khi nói xong nói, có lúc, ta cũng hoài nghi ta tứ muội đến cùng phải hay không nữ nhi ruột thịt của hắn. Lại bất công cũng không thể bất công thành như thế. Bất công chuyện của cha mẹ ví dụ, Vân Kình nghe qua không ít, không phải nói hàng lão phu nhân cũng không thích lệnh muội. Chẳng lẽ không phải? Hàng kiến nghiệp lắc đầu, tự nhiên không phải, ta tổ mẫu trừ đặc biệt thích ta tam muội, đối cái khác mấy cái muội muội thái độ đều như thế. Nói xong lại thở dài một hơi, nói ra, có thể là bởi vì nguyên nhân này, ta tứ muội từ nhỏ liền hiểu chuyện, cũng rất ngoan ngoãn, mẹ ta liền đặc biệt thích nàng. Khục, nói đến ta đến bây giờ cũng đều không hiểu, đều là con gái ruột, ta tam thúc sao có thể như thế bất công đâu. Vân Kình im lặng, đụng phải dạng này cha ruột, trừ tự nhận không may còn có thế thế nào. Hàng kiến nghiệp còn nói thêm, cũng là ta tứ muội tính tình cương nghị, đổi thành tính tình hơi yếu một ít đã sớm chịu không nổi. Vân Kình nhịn không được nhớ tới năm đó nhìn thấy Ngọc Hy, nho nhỏ, tròn vo, đặc biệt đáng yêu. Chỉ là hắn không biết, nguyên lai nàng cũng trải qua nhiều như vậy long đông đâu. Chương 300, Dương Sư Phó Ngọc Hy nhất trực ngủ đến giữa trưa mới tỉnh lại. Trên xe ngựa nước trong bình có nước, chẳng qua không phải nước nóng, là dự bị nước lạnh. Ngọc Hy rửa sạch mặt, tử cẩn mới nói với nàng nói, cô nương, vừa rồi lạc hộ vệ tới tìm ngươi, nói có việc nói cho ngươi. Chẳng qua nhìn dạng như vậy, giống như không vội. Ngọc Hy nói, đã không vội, vậy thì chờ dùng cơm trưa thời điểm rồi nói sau này sẽ vừa tỉnh người còn có chút mơ hồ đàm luận thời điểm nhất định phải tại đầu óc đặc biệt rõ ràng thời điểm mới thành qua buổi trưa hoàng phiêu đầu còn không có để đám người dừng lại tử tô đều đói gần chết cô nương làm sao còn không ngừng hạ ăn ăn trưa đâu ta bụng đều nhanh đói dẹp bụng rồi nói xong tử tô còn sờ vừa xuống bụng tử ngọc hy vừa cười vừa nói như thế nào đi đi tới chỗ nào nghỉ chân bọn hắn đều có sắp xếp không phải ngươi nói nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Ngọc khi lúc trước chỉ nhắc tới một cái yêu cầu, đó chính là đầu nào đạo an toàn liền đi đâu đầu, cái khác đều nghe tiêu cục tiêu sư thu xếp. Tử Cẩn nói ra, trong hộp cơm có bánh ngọt, ngươi ăn trước khối bánh ngọt lót dạ một chút đi. Để cho tiện, thả một cái hộp cơm ở trên xe ngựa. Tử Tô lắc đầu nói ra, không ăn, không muốn ăn, ta hiện tại liền nghỉ ăn một chút nóng hầm hập đồ vật cái này bánh ngọt đã sớm lạnh để nàng ăn cũng không thấy ngon miệng tử cẩn nhìn một cái tử tô nói ra đi ra ngoài bên ngoài không có chú ý nhiều như vậy không ăn liền chịu đựng đây vẫn chỉ là bắt đầu chờ đi đến nửa đường vài ngày đều không đụng tới một gia đình đều phải bên ngoài ngủ ngoài trời đến lúc đó liền phải gặm lương khô sống qua đây này tử tô trợn nhìn tử cẩn liếc mắt nói ra những cô nương này đã sớm đã nói với ta ta chỉ là bây giờ muốn ăn một chút nóng hổi đồ vật nàng chính là bụng có chút khó chịu cho nên muốn ăn một chút nóng hổi đồ vật mà thôi ngọc hy giật mình hỏi ngươi có phải hay không tháng ngày đến rồi thấy tử tô gật đầu một cái ngọc hy bất đắc dĩ nói ra làm sao cứ như vậy xảo đâu như dạng này thật đúng là phải ăn một chút nóng hổi đồ đâu không đợi ngọc hy để người đến hỏi hoàng phiêu đầu liền gặp hoàng phiêu đầu hét to một tiếng nói phía trước chính là dùng cơm trưa, chúng ta lại thêm một cái lực. Qua hơn một cái chuông, một đoàn người ngay tại cái đơn sơ lều ngồi xuống ăn cơm trưa. Kỳ thật tất cả mọi người mang theo lương khô, ở đây chính là uống hai miệng canh nóng, liền lương khô ăn. Ngọc Hy đãi ngộ tương đối tốt, chủ quán cố ý xào hai cái đồ ăn cho nàng đưa tới, mặt khác lại chịu một bát canh nóng đưa tới. Ngọc Hy cũng không kén ăn, để tử cẩn cùng tử tô cùng với nàng cùng một chỗ ăn ăn xong về sau một đoàn người một lần nữa lên đường thời điểm ra đi nhìn qua kia lều như có điều suy nghĩ lên đường về sau ngọc hy gọi tới lạc thủy quý hỏi lạc đại thúc ngươi vừa rồi tìm ta có chuyện gì không lạc thủy quý lắc đầu nói ra có chút việc nhỏ vừa cùng hàng quản sự tình nói qua hiện tại đã giải quyết ngọc hy thấy thế cũng không có hỏi nhiều nữa tối hôm đó một đoàn người liền ở tại dịch trạm bởi vì Ngọc Hy là thánh chỉ tứ hôn, ở tại dịch trạm cũng coi như danh chính ngôn thuận. Ngọc Hy sở dĩ lựa chọn ở tại dịch trạm, cũng không phải không nở tiền phòng, mà là cảm thấy dịch trạm an toàn một chút. Đối với cái này, Hoàng Phiêu Đầu cùng Lạc Hộ Vệ đều không có dị nghị. Dùng cơm trước đó, Ngọc Hy tìm Hoàng Phiêu Đầu. Hoàng Phiêu Đầu là cái đầu trọc, không nói lời nào đều mang ba phần cười, cùng cái Phật Di Lặc giống như. Ngọc Hy thấy Hoàng Phiêu Đầu, nói ra, hoàng phiêu đầu, ngươi nhìn chúng ta có phải là mua nồi nấu, vạn nhất ngủ ngoài trời ở bên ngoài cũng có thể uống miệng canh nóng đâu. Ngọc Hy không có ra khỏi cửa, cho nên đối muốn dẫn thứ gì cũng không lớn rõ ràng. Hoàng phiêu đầu vừa cười vừa nói, cô nương, chúng ta mang nồi, chỉ là không lớn. Cái này cộng lại có hơn 70 người, bọn hắn cái nồi kia thật không đáng chú ý. Ngọc Hy nói ra, vậy liền đi mua miệng lớn, tiện thể lại mua một chút rau quả cùng loại thịt nhiều mua một chút thịt khô lạp xưởng các loại cũng có thế tốt thả hoàng phiêu đầu nói ra cô nương những cái này đến lúc đó tại nửa đường bên trên mua chính là chúng ta chỉ cần mang nồi cùng muối ăn là được hoàng phiêu đầu bọn hắn vào nam ra bắc đối với địa hình hết sức quen thuộc biết ở nơi nào bổ sung khẩu phần lương thực cho nên một loại chỉ đem mấy ngày lương khô ngọc hy mặt đỏ lên ngượng ngùng nói ra để Hoàng phiêu đầu chê cười. Ngọc Hy chỉ suy xét trên đường khả năng có người sinh bệnh, cho nên mang dự bị một chút dược liệu, ăn uống cái gì thật đúng là không có suy xét đến. Cho nên nói, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Hoàng phiêu đầu lại là vừa cười vừa nói, cô nương có thế nghĩ nhiều như vậy, đã rất không dễ dàng. Lời này là thật tâm lời nói, như loại này đại hộ nhân gia xuất thân cô nương, đều là mười ngón không dính dương thủy chủ, còn có thể biết mua nồi nấu đến lúc đó đốt canh cho mọi người ăn rất không dễ dàng ngọc hy cũng không có để hoàng phiêu đầu đi mua nồi mà là để hàng cát đi mua không chỉ có mua nồi còn để hàng các mua táo đỏ cẩu kỹ cây long nhãn hoàng đậu các thứ đồ vật không nhiều nhưng phẩm loại tương đối nhiều chờ hàng các mua xong về sau lại có thể chứa một cái trương lớn đi ba ngày đều là trời nắng ngọc hy cảm thấy vận khí không tệ nếu là đụng phải trời mưa xuống, liền không thể đi đường. Chẳng qua lúc này, Lạc Thủy Quý lại là tiếng lên nói ra, "Cô nương, ta hoài nghi có người theo dõi chúng ta." Ngọc Hi ồ lên một tiếng, nơi này cách kinh thành không xa. Hẳn không có đạo phỉ a. Kinh thành lân cận, này sẽ cướp hẳn là phỉ không có như vậy hung hăng ngang ngược. Lạc Thủy Quý lắc đầu nói ra, "Không phải đạo phỉ." "Cô nương, ta nếu là không có suy đoán sai, hai người này tại chúng ta ra kinh liền theo nhìn võ công không tầm thường cũng không biết là địch hay bạn người bình thường sớm đã bị hắn bắt lấy nhưng hai người này cùng ba ngày mới bị hắn phát hiện đủ để chứng minh đối phương cường hãn ngọc hy hơi nghi hoặc một chút hai người tại sao là hai người đâu nếu là theo dõi một người đầy đủ nếu là muốn cướp đồ vật hai người cũng không đáng chú ý nha cái này sự tình thật là có kỳ quặc. Lạc thủy quý cũng lắc đầu, biểu thị không biết, cái này sự tình rất quá dị nha. Ngọc Hy suy nghĩ một chút nói ra, binh đến tướng trắng, nước đến đất chặn, đã bọn hắn không lộ diện chúng ta lại bắt không được, vậy liền để bọn hắn đi theo. Nếu là bọn họ nhất trực đi theo, kiểu gì cũng sẽ lộ diện. Lạc thủy quý lại không nguyện ý, vạn nhất bọn hắn trong lòng còn có ác ý, còn phải mau chóng trừ mới thành sau đó cùng ngọc hy nói một lần kế hoạch của hắn nguyên bản còn tưởng rằng sẽ thêm phiền phức không nghĩ tới dễ như trở bàn tay hai người liền hiện thân ngọc hy còn chưa mở miệng nói chuyện tử cẩn nhìn thấy hai người thời điểm vừa sợ vừa giận chất vấn lạc đại thúc nói theo dõi chúng ta là các ngươi ngọc hy nhìn qua một già một trẻ này nhớ tới tử cẩn lúc trước đối hai người miêu tả cười cùng hai người chào hỏi dương sư phó dư tứ ca Dư chí nghe được Ngọc Hy gọi nàng tứ ca, lên tiếng cười. Nụ cười này lộ ra mấy khỏa răng trắng như tuyết, lại phối hợp hắn sờ đầu động tác, đặc biệt thật thà chất phát, tử cẩn vẫn luôn nói nàng nhà cô nương thông minh qua người, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không giả. Bằng không, vì cái gì tử cẩn đều không có giới thiệu, hàng cô nương liền biết thân phận của bọn hắn đâu. Lạc thủy quý hơi kinh ngạc, hỏi, cô nương biết bọn hắn. Ngọc Hi vừa cười vừa nói, nhận biết. Vị này Dương sư phó là ta nhị ca thụ nghiệp ân sư, là trưởng bối của ta. Không nghĩ tới theo dõi bọn hắn vậy mà là Dương sư phó cùng Dư Chí. Chẳng qua hai người theo tới, khẳng định là thiện ý. Lạc Thủy Quý bỗng nhiên tỉnh ngộ, khó trách hắn cảm thấy không đúng, làm sao dễ dàng như vậy liền hiện thân. Tình cảm người ta căn bản chính là nhường, không có cùng hắn coi là thật, vậy các ngươi trò chuyện chờ lạc thủy quý một đoàn người sau khi đi, tử cẩn sắc mặt bất thiện nói ra, các ngươi làm sao tới rồi. Ta nhưng nói cho các ngươi biết, ta là sẽ không cùng các ngươi đi. Dương sư phó nghe lời này tức giận đến không được, cái gì gọi là không cùng hắn đi. Nếu không phải dư trí cái này không có tiền đồ thiên thiên lẩm bẩm nói tử cẩn chuyến đi này hung hiểm vô cùng, nói muốn hộ tống tử cẩn cùng hàng Ngọc Hy đi Tây Bắc, hắn không nghĩ lỗ tai lên kén mới không có cách nào đáp ứng khi hắn nguyện ý đến mà ngọc hy thấy thế bận bịu kéo một chút tử cẩn tay áo vừa cười vừa nói dương sư phó cùng dư tứ ca khẳng định còn không có ăn cơm đi hàng cát để chủ quán xào mấy cái thức ăn ngon đi lên dương sư phó hừ lạnh một tiếng ngươi ngược lại là biết làm người nếu không làm người làm sao để tử cẩn như vậy khăng khăng một mực để hắn dùng hết biện pháp đều thuyết phục không được tử cẩn bái hắn làm thầy đâu Tử Cẩn nhất nghe không thích chính là người khác chửi bới Ngọc Hy, không cho phép hôn cô nương nhà ta. Ngay trước Dương sư phó trước mặt, Ngọc Hy cũng không tốt trang dạy Tử Cẩn, chỉ là vừa cười vừa nói, "Tử Cẩn, Dương sư phó là trưởng bối, không thể không lễ phép như vậy." Đồ ăn rất nhanh liền đi lên, Dương sư phó cùng dư chí hai người ăn như hổ đói, ăn ngon không vui vẻ. Thấy Ngọc Hy đều có chút không đành lòng, "Làm sao các ngươi tốt mấy ngày chưa ăn cơm sao?" tử cẩn tức giận nói ra cô nương không cần phải để ý đến bọn hắn ngày thường ăn cơm đều là cái dạng này thật sự là quá mất mặt ngọc hy cũng không để ý vừa cười vừa nói dạng này rất tốt dương sư phó ăn uống no đủ nói ra khách phòng ở đâu lão nhân gia ta mệt mỏi phải nghỉ ngơi cái này trấn nhỏ bên trên không có dịch trạm ngọc hy một đoàn người liền đem cái này khách sạn nhỏ cho bao Hàng Cát lập tức đem Dương Sư Phó mang đến nguyên bản hắn ngủ khách phòng. Người khác không biết tử cẩn nội tình, Hàng Cát còn có thế không biết sao. Có thế cùng tử cẩn cùng một bọn, kia tuyệt đối không phải hời hợt hạng người nha. Tử cẩn đối Dương Sư Phó đều không khách khí, đối dư chí liền càng không khách khí, các ngươi tới làm cái gì. Còn lén lén lúc lúc cùng hai ngày. Dư chí cười lại sờ một chút cái óc, nói ra, ta nghe nói ngươi muốn đi Tây Bắc từ kinh thành đến tây bắc dọc theo con đường này đạo phỉ rất nhiều, ta không yên lòng, cho nên liền cọ sát lấy sư phụ cùng một chỗ đưa ngươi đi tây bắc. Chỉ là dương sư phó sĩ diện không nguyện ý chủ động hiện thân, nhưng nhìn lấy Ngọc Hy một đoàn người ăn ngon uống say, bọn hắn cũng chỉ có thể gặm bánh cao lương, trong lòng bị đè nén phải hoảng. Cho nên liền cố ý lộ chân tướng, để lạc thủy quý phát hiện hành tung, theo lý đương nhiên hiện thân. Ngọc Hy cũng đoán được Dương sư phó là cố ý đưa các nàng đi Tây Bắc, bằng không cũng không cần thiết mới ra kinh thành liền theo. Ngọc Hy rất thành khẩn nói ra, thật nhiều cảm tạ các ngươi. Nhiều Dương sư phó cùng Dư Chí, liền có thêm hai phần trợ lực. Dư Chí cười khoát tay nói ra, không cần khách khí như thế. Còn nữa, đi Tây Bắc, vừa vặn nhìn xem Tam sư huynh. Ngọc Hy biết đối phương Dư Chí cố ý nói như vậy, cũng không giảng hư thoại các ngươi lần này tình nghĩa ta ghi tạc trong lòng, về sau nếu là có cái gì ta khả năng giúp đỡ được bận biệu, cứ mở miệng. Chỉ cần ta có thể làm đến, ta nhất định sẽ làm. Dư Chí cười nói, tứ cô nương nghiêm trọng. Tử cẩn trợn nhìn Dư Chí liếc mắt, nói ra, cô nương không cần khách khí với hắn. Chúng ta ăn ngon uống sướng cúng bái, liền đầy đủ. Ngọc Hy cảm thấy khẩu khí này không đúng rồi. Nhìn lại Dư Chí chỉ là ngu ngơ cười, không có phản bác tâm tư nhất chuyển vừa cười vừa nói tử cẩn ngươi bồi tiếp dư tứ ca trò chuyện ta về trước đi qua đại khái hai khắc đồng hồ tử cẩn mới trở về ngọc hy nhìn vẻ mặt bằng phẳng tử cẩn đã cảm thấy mình vừa rồi khẳng định là suy nghĩ nhiều